Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 68. Bình bịch bịch, bình bịch bịch. Lưu quang kiếm khí ở trong giam cầm, bị vô cùng áp lực cường đại, chợt tấc nứt từng khúc nứt ra, hóa thành vô số kết tinh thể, vẫn như cũ bị giam cầm. Băng phách trường kiếm thân kiếm run rẩy, vậy bị giam cầm ở không trung, vào không được, vậy lui không được. Một khắc sau, lệnh hồ gia chủ vẫy tay vẩy ra một phiến màu xanh nhạt ánh sáng. Giống như hủy diệt ánh sáng vậy vạch qua giữa không trung, băng phách trường kiếm lên tiếng đáp lại bể là phấn vụn, vô số kết tinh thể đồng thời văng tung tóe, hóa thành phấn vụn, chủ đụng phải dính líu cây cối núi rừng đợi một chút, rối rít vỡ ra. Hỗn nguyên cảnh cường giả, cường hãn như vậy. Diệp Lạc Nhi sắc mặt sát trắng, lúc này một trường đánh về phía Kỳ Lâm, dùng là xảo kinh, đem Kỳ Lâm đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nhưng là cũng không làm bị thương Kỳ Lâm. Trong miệng lẩm bẩm nói ta là không đi được, người hết sức cố gắng đi tìm Diệp đại ca đi. Chỉ có hắn có thể cứu ta. Diệp đại ca, Lạc Nhi không có biện pháp giúp ngươi. Những người này đến tìm Lạc Nhi phiền toái, sợ rằng tương lai vậy sẽ đối với ngươi động thủ đi. Quyền lại, Lạc Nhi trước vì ngươi ngăn trở bọn họ, để cho Kỳ Lâm đi thông báo ngươi một tiếng. Một khắc sau, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể dâng lên đạo đạo viêm long khí. Cả người hóa thành người lửa, từng cổ một mất đi hơi thở nở rộ ra, nếu như chiến thần hạ xuống vậy, hai cánh tay gian ngắn ngủi có vô cùng chiến lực cường đại. Nàng lấy huyết mạch làm giá. Quả nhiên không đơn giản à. Khó trách. Lệnh hồ gia chủ khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, một khắc sau nhẹ giọng nói, giam cầm. Chợt, hắn quanh thân tóe ra vô số màu xanh nhạt sáng bóng, đem Diệp Lạc Nhi bọc lại. Nháy mắt tức thì. Sau đang đứng ở bùng nổ trạng thái Diệp Lạc Nhi trực tiếp bị đọng lại, giống như lúc ấy Diệp Thần đối mặt huyết kiếm môn nhị trưởng lão như nhau, khó mà phản kháng, thân hình liên đới chung quanh không gian đều bị giam cầm ở, mặc dù có thể nói chuyện, nhưng là không thể nhúc nhích. Rào rào, một đạo lưu quang bay vọt mà về. Một vị hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên trưởng lão, nắm Kỳ Lâm trở về, lập tức ném tới Diệp Lạc Nhi bên người, ôm quyền nói, gia chủ. Long gia chủ chỉ là để cho chúng ta bắt lớn, nhỏ làm thế nào? Nhỏ, không để cho chúng ta bắt, vậy cũng không cần bắt. Lệnh hồ gia chủ vừa nói, chợt than thở một tiếng, nói, nhỏ giết đi, để ngừa vạn nhất. Dứt lời, bên cạnh một vị hỗn nguyên cảnh tầng 8 ngày trưởng lão đứng ra, hơi đưa tay trái ra, lòng bàn tay thoáng hiện lam quang, không ngừng hội tụ không gian quy luật lực, rất nhanh một viên màu xanh nhạt quả cầu ngưng tụ ra. Nhưng là tản mát ra khí tức hủy diệt, chỉ cần đánh ra, sợ là thần vương cảnh cường giả đỉnh phong, cũng sẽ bị ngay tức thì xóa bỏ. Cái này đứa nhỏ, chừng 10 tuổi, đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên. Thật là đủ yếu, liền trẻ sơ sinh cũng không bằng, hôm nay vận dụng không gian quy luật lực, cũng coi là không sơ hở tí nào đi. Vị trưởng lão này suy nghĩ, khẽ gật đầu, giết người như vậy, vận dụng không gian quy luật lực, cũng coi là nàng vinh dự. Thấp võ thế giới hèn mọn đồ. Bạn không nên tới nơi này, huống chi còn đi theo người phụ nữ này cùng đi. Đã như vậy, chết đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn sừng sững ra ném ra màu xanh ra trời quang cầu vạch qua giữa không trung, dẫn động không gian hỗn loạn, dần dần thiên địa cũng biến sắc, biến thành một phiến màu xanh nhạt, tựa như hết thảy đều bị cổ lực lượng này bao phủ, không có bất kỳ người có thể chạy thoát được. Đây cũng là hỗn nguyên cảnh cường giả. Phong tỏa không gian, nhẫn ngươi mạnh bao nhiêu, nhẫn ngươi thật lợi hại, cũng được ngoan ngoãn ở nơi này mảnh không gian bên trong. Tiếp nhận ta thẩm phán. Không, không thể, ngươi, lão già kia. Kỳ Lâm đứng lên, quả đấm chặt chẽ nắm xiêm áo, căm tức nhìn vị kia hỏa bào trưởng lão, nổi giận mắng, lão con rùa đen, mạnh như vậy chiến lực, còn khi dễ ta, không biết xấu hổ lão già kia. Ngươi cái này tên khốn kiếp, lão vương bát. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Màu xanh ra trời quang cầu dần dần đến gần Kỳ Lâm. Còn chưa chân chính đánh chúng, có thể vậy cổ không gian quy luật đã đến gần, đem Kỳ Lâm giết cả người máu tươi, thậm chí trên mình gắn đầy vết đao, nếu như màu xanh ra trời quang cầu thật rơi xuống, há chẳng phải là hẳn phải chết. Không. Không được. Diệp Lạc Nhi điên cuồng vùng vẫy, Kỳ Lâm là Kỳ Tư Thanh muội muội, không thể chết được. Nàng đem hết toàn lực vận dụng cả người khí huyết lực,
cần phải phá vỡ không gian giam cầm, nhưng là vô luận như thế nào công kích, dù là cầm mình chấn bạo, đều không cách nào xông phá không gian phép tắc giam cầm. Giữa lúc giờ phút này, nàng trong cơ thể viêm long khí lại lần nữa dấy lên. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo màu đỏ thẫm sáng bóng thẳng từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể lóe lên ra. Một cổ không thể địch nổi lực lượng, xuyên qua thiên địa trên dưới, một đầu thánh long hư ảnh chậm rãi sinh ra, vậy kiên không có thể phá không gian giam cầm ở to lớn long chảo dưới, sừng sững gian bể tan tành. Một đầu ngàn trượng cự long hư ảnh, hiện lên Diệp Lạc Nhi sau lưng. Giờ phút này, Diệp Lạc Nhi cả người thiêu đốt vô cùng vô tận viêm long khí, vô số lửa cháy mạnh ánh sáng hiện lên, sau lưng thánh long hư ảnh gầm thét một tiếng, xuyên thủng vạn dặm núi rừng. Chu vi trăm ngàn dặm bên trong hết thảy yêu thú, ma thú cảnh giới tấn công trào trên đất, tham bái Long Vương. Là huyết mạch kích thích. Diệp Lạc Nhi trên mình có thánh long gia tộc huyết mạch, hơn nữa là tinh thuần nhất thánh long huyết mạch, thậm chí còn có một nửa bước thánh giả huyết mạch. Như vậy thần uy vừa ra, nháy mắt tức thì phá vỡ hết thảy không gian bình phong che chở. Cái này, làm sao có thể, ngàn trượng huyết mạch hư ảnh. Lửa kia bảo ông già vô cùng hoảng sợ, ngưng mắt nhìn trước mắt cao không thể leo tới, thậm chí không thấy được giới hạn thánh long hư ảnh, trong lòng hiện ra vô số sợ ý. Lệnh hồ gia chủ ngay tức thì sắc mặt đại biến, nhìn ngàn trượng thánh long hư ảnh, thấy hư ảnh thậm chí có vảy rồng cái hiện, thân thể cao lớn thậm chí cùng chung quanh đỉnh núi cùng cao, trong thoáng chốc, hắn rõ ràng, tại sao chuyện này, là tự mình tới làm. Nữ nhân này, là thánh long gia tộc người. Dù là chỉ là đế tôn cảnh một tầng thiên, huyết mạch kích thích, hư ảnh cái hiện, vậy không thần vương cảnh có thể địch à? Ở linh võ đại lục, người khác huyết mạch kích thích, hư ảnh cái hiện đều là 5-3 trượng, 7 chảy máu mạch hư ảnh 8 trượng, 5 dòng huyết mạch hư ảnh chừng 10 trượng mà thôi, nhưng là Diệp Lạc Nhi huyết mạch kích thích, hư ảnh cái hiện, lại là ngàn trượng thánh long. Ngàn trượng thánh long, cũng không phải là ngàn trượng cự long à. Thánh long. Cùng thần long một tầng thứ, còn muốn ở ứng long trên, đứng sau rồng trong truyền thuyết thần. Cái này cái ngàn trượng cự long, vô cùng đưa mắt nhìn, tựa như chính là chân chân chính chính thánh long vậy, ngàn trượng thân thể mà không phải là thanh long như vậy thần lằn, ngược lại khủng bố đến không cách nào miêu tả. Bá đạo long hạng mục toát ra vô tận lửa cháy mạnh thánh hỏa, miệng rồng ở giữa long nha đều có mấy 10 trượng lớn nhỏ, hơi hô hấp, liền sẽ đưa tới vô tận gió lớn. Màu máu đỏ vảy rồng, thân thể cao lớn, giống như một tòa chiến tranh máy móc. Cao lớn đuôi rồng, càng giống như là phù động sắt thép trường thành vậy. Cái này cái hư ảnh, chẳng lẽ phơi bày là thánh long gia tộc thủy tổ, thánh vương chiến long à? Gia chủ, đây là thánh long gia tộc dòng tránh à? Bên cạnh, vị kia hỗn nguyên cảnh tầng 8 ngày thái thượng trưởng lão kinh hô lên nói, chúng ta chọc đại họa à? Chỉ có thánh long gia tộc dòng tránh. Cũng chính là thánh long gia tộc chủ mạch, năm đó thứ 17 gia chủ đảm nhiệm long thành thiên, đã từng huyết mạch kích thích, cái hiện hư ảnh, mới có qua như vậy thần uy à. Lệnh hồ gia chủ không nói một lời, nhưng là đầu đầy mồ hôi, ngửa đầu ngưng mắt nhìn ngàn trượng thánh long, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nếu như cô gái này lớn lên, toàn bộ linh võ đại lục đều phải ngửa mặt trông lên à. Hắn một cái nho nhỏ lệnh hồ gia tộc lại là thứ gì? Thời khắc này lệnh hồ gia chủ trong đầu vô số suy nghĩ phân bay. Ta thật muốn đối với loại này tồn tại động thủ. Vị kia vì sao kêu ta? Không gọi hợp đạo cảnh cường giả tới. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ quá bận rộn, vẫn là bởi vì là long gia chủ sợ bị người phát hiện, mình chặn đánh thánh long gia tộc dòng tránh tộc nhân sự thật. Cho nên để cho chúng ta ra tay, thành công không ngại, chết vậy không đưa tới chú ý. Ở linh võ đại lục. Không có đến hợp đạo cảnh, căn bản không coi là cường giả. Thậm chí chỉ có thể coi như là trung hạ du khách nhân viên, sẽ không bị người nhìn chăm chú, chẳng lẽ là bởi vì cái này, long gia chủ mới phái chúng ta tới. Rào 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 rào. Mới vừa rồi trưởng lão đánh ra màu xanh ra trời quang cầu, vẫn ở chỗ cũ bay lượn, chỉ là tốc độ thật chậm. Tất cả mọi người thiếu chút nữa quên mất, có thể nó giết tới Diệp Lạc Nhi và Kỳ Lâm trước người. Nhưng là bộc phát ra vô cùng cường đại không gian quy luật lực. Nhớ, đi tìm Diệp đại ca, bọn họ, ta là ngươi ngăn trở. Sừng sững gian,
Diệp Lạc Nhi đứng ở Kỳ Lâm trước người, hai tay kết ấn, sau lưng Thánh Long hư ảnh huy động hai con màu máu đỏ móng to, đồng thời công kích màu xanh ra trời quang cầu, một cổ chọc trời tiếng nổ, xen lẫn vô tận ánh sáng rực rỡ phóng lên cao. Phốc! Máu tươi biểu bay, không gian quy luật lực đều bị phai mờ. Diệp Lạc Nhi bạo lui mấy chục bước, sắc mặt sát trắng, cho dù hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, nhưng mình chỉ là đế tôn cảnh một tầng thiên, đón đỡ hỗn nguyên cảnh tầng 8 ngày lệnh hồ gia thái thượng trưởng lão công kích, không chết đều là may mắn. Nàng ngắm nhìn những người trước mắt này, suy nghĩ, mình mặc dù kích hoạt huyết mạch, nhưng cuối cùng không gặp được có thể chạy khỏi. Dứt khoát, vẫn là đưa Kỳ Lâm rời đi. Nàng nắm lên bị thương thảm trọng Kỳ Lâm, đi Kỳ Lâm trong cơ thể đánh mấy đạo thánh lực rồng, tự thân lại suy yếu không thiếu, đi tìm Diệp đại ca, nói cho hắn, nếu như có vô hình người muốn tìm hắn, hết sức cố gắng né tránh. Lạc Nhi tỉ tỉ. Kỳ Lâm còn chưa nói xong, đã bị Diệp Lạc Nhi đưa cách ra mấy chục ngàn mét ra ngoài. Diệp Lạc Nhi lại lần nữa điều khiển ngàn trượng thánh long hư ảnh, chuẩn bị xúc thế công kích lệnh hồ ra hỗn nguyên cảnh cường giả. Ừ, bị thương. Cảnh giới thấp xuyên cớ. Lệnh hồ gia chủ tâm tính hơi khôi phục một ít, quan sát tỉ mỉ Diệp Lạc Nhi, đang tính toán, nàng ngăn trở trưởng lão không gian quy luật, nhưng là bị thương, hiển nhiên huyết mạch hư ảnh cái hiện rất mạnh, nhưng là nàng bản thân quá yếu, có thể bắt nàng. Nữ nhân này, mặc dù là Thánh Long gia tộc dòng chính tộc nhân, nhưng là từ thấp võ trên thế giới tới. Tự thân cảnh giới không cao, thực lực có hạn, cho dù là huyết mạch kích thích, cái hiện hư ảnh, thật nhiều con có thể tương đương với hỗn nguyên cảnh sơ trung kỳ trình độ, lấy bọn ta thực lực, cầm được hạ. Lệnh hồ gia chủ suy nghĩ, giữa trán lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng là âm thầm than thở một tiếng. Hắn nói, ba đại nội môn trưởng lão, giam cầm bốn phía không gian, để cho những người khác không được đến gần. Tuân lệnh, gia chủ. Ba vị hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên nội môn trưởng lão, cả thân bay nhảy ra. Ở vào Diệp Lạc Nhi chung quanh, bày thành công cực kỳ kinh khủng giam cầm trận pháp, hai tay thả ra không gian quy luật, từng cái không gian xiềng xích lẫn nhau nối liền, vô số màu xanh thẳm sáng bóng thả ra, cầm giữ phương thiên địa này. Ba vị hỗn nguyên cảnh cường giả, đồng thời thi triển không gian quy luật, uy lực không kém gì hỗn nguyên cảnh tầng 7 tầng 8 cường giả thi triển không gian cầm giữ. Vì đối phó Diệp Lạc Nhi, phòng ngừa nàng bỏ trốn, không tiếc hao phí ba vị nội môn trưởng lão, thành tựu người bày trận. Có thể tưởng tượng được, lệnh hồ gia chủ đối với Diệp Lạc Nhi coi trọng tính. Gia chủ, thật muốn đánh sao? Nàng là Thánh Long gia tộc dòng chính tộc nhân à? Bên cạnh, một vị bạch bào trưởng lão hỏi thăm. Đồng thời gian, những thứ khác ba vị hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên thái thượng trưởng lão, đã tư đi giết, cùng ngàn trượng Thánh Long hư ảnh giao thủ, đánh được sụp đổ đá nứt ra. Vô số núi rừng văng tung tóe, Diệp Lạc Nhi bước lên vu Thánh Long hư ảnh dưới, chỉ là dựa vào Thánh Long hư ảnh tác chiến. Nàng thân xác quá yếu, không thể nào trực tiếp và lệnh hồ gia tộc trưởng lão giao thủ. Nếu không, khoảnh khắc gian liền sẽ chết. Gặp một màn này, lệnh hồ gia chủ than thở một tiếng, nói, đây là Thánh Long gia tộc dòng chính nhân viên. Hắn quay đầu căm tức nhìn những thứ khác còn chưa xuất thủ chín người, thận trọng nói, các vị. Thánh Long gia tộc dòng chính chủ mạch tộc nhân, có mấy cái luân lạc thấp võ thế giới. Thánh Long gia tộc người, cái nào không phải danh chấn đại lục cường giả, cho dù kém cõi nhất người cũng là tự hào tiên tôn cường giả. Thậm chí có phong thần tinh khiếu cảnh cường giả. Các người có bao giờ nghĩ tới, vì sao Long Hồng Thiên gia chủ sẽ phái chúng ta tới đây bắt nàng, mà không phải là bắn chết nàng? Lời này vừa nói ra, những người khác xuất hiện một chút do dự lo âu. Không xuất thủ chín vị trưởng lão rối rít lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bọn họ chín người có thể không dám tùy ý ra tay, nhất là biết Diệp Lạc Nhi là Thánh Long gia tộc dòng chính tộc nhân. Thánh Long gia tộc à? Đại lục đứng đầu thế lực à? Bắt bọn họ tộc nhân, đó không phải là tự tìm cái chết à? Bọn họ nghe gia tộc lời bàn, cái người khác tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng nói, Thánh Long gia tộc chủ mạch nhân viên thưa thớt, trừ đi chết trận mấy cái ra. Những thứ khác mấy chục người, mỗi một cái nổi danh có họ, hơn nữa danh chấn đại lục, trừ phi là năm đó Long Thành Thiên gia chủ và Lăng Phiêu Bình công chúa sanh bé gái, cũng không ghi chép ở gia tộc bên trong, sau đó lại là mất tích.
Vị trưởng lão này ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, cả kinh nói, chẳng lẽ nàng chính là Long Thành Thiên Nữ Nhi? Lệnh Hồ gia chủ khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, Long Thành Thiên là lên gia chủ đảm nhiệm, mà Long Hồng Thiên là cái này gia chủ đảm nhiệm. Chúng ta nghe phải là cái này gia chủ đảm nhiệm mệnh lệnh, vì sao hạ như vậy mệnh lệnh, vì sao để cho chúng ta tới, các vị hẳn đã hiểu chưa? Lần này, bắt nàng không được, một khi để cho nàng chạy, đi Thánh Long gia tộc Thái Thượng trưởng lão đoàn tố cáo. Long gia chủ sẽ như thế nào, ta không biết. Nhưng là chúng ta lệnh Hồ gia tộc tất diệt. Giờ phút này, gác ở trên lửa nướng. Không ra tay bắt Diệp Lạc Nhi, Long Hồng Thiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Ra tay bắt Diệp Lạc Nhi, nếu là chưa bắt được, Thánh Long gia tộc các Thái Thượng trưởng lão, sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, đường ra duy nhất là bắt Diệp Lạc Nhi, giao cho Long Hồng Thiên gia chủ, đây mới là con đường sống. Rõ ràng liền gia chủ. Ta hiểu ý. Giết. Lúc này, năm vị Hỗn Nguyên trung kỳ trưởng lão xông lên đánh ra, cùng Thánh Long hư ảnh đánh giết. Bốn vị khác trưởng lão, ánh mắt lóe lên, chợt cùng lệnh Hồ gia chủ một khối, xông về Thánh Long hư ảnh, cho dù hư ảnh mạnh hơn nữa, cũng có thể tương đương, bây giờ bắt Diệp Lạc Nhi là duy nhất sinh lộ. Bình bịch bịch, oanh oanh oanh, vô số tiếng nổ vang lên, cát đá tung tóe, đất đai văng tung tóe, từng ngọn đỉnh núi bị Thánh Long hư ảnh đánh nát, tiếp liên kích tan rã tốt mấy vị trưởng lão. 15 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, cộng thêm lăn lộn trên nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp lệnh Hồ gia chủ đồng loạt ra tay, giờ phút này nhưng đánh được vô cùng khó khăn. Ngàn trượng Thánh Long hư ảnh dáng người khổng lồ, tùy ý nhất kích liền bị thương nặng một vị trưởng lão, nhưng chính là bởi vì dáng người khổng lồ, mặc dù thân thể có rồng lân bao trùm, có thể lại không có những thứ khác phòng ngự, đang bị 7-8 vị trưởng lão công kích mãnh liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hô hô, lộ vẻ hiện ra Thánh Long hư ảnh, giờ phút này giống như chân long vậy, dòng nước chảy hạ vô số máu rồng. Diệp Lạc Nhi hơn nữa yếu ớt, thậm chí một bước dung nhập vào Thánh Long hư ảnh tim, tự mình điều khiển Thánh Long hư ảnh tác chiến, có thể như cũ bị đánh vảy rồng văng khắp nơi, máu rồng như suối phun vậy biểu bay ra. Nghịch Long nhất kích. Chết! Diệp Lạc Nhi liều mạng ra tay, điều khiển hai con long chảo kết hợp giết ra, vô số không gian sát phạt lực, vỡ hiện ra, trực tiếp bọc lại hai vị Hỗn Nguyên cảnh tầng 6 ngày trưởng lão, chợt long chảo một nặn. Phịch! Phịch! Hai đạo tiếng nổ truyền ra. Hai vị trưởng lão thân xác nổ lên, thần hồn bị long diễm tiêu diệt. Giết! Mau sớm đánh tan hư ảnh, nàng chống đỡ không được bao lâu. Lệnh Hồ gia chủ quát lên một tiếng lớn, hội tụ không gian quy luật lực cùng trường kiếm thân kiếm, một kiếm chém chết Thánh Long hư ảnh chân trái, rồng khổng lồ thân rớt ngã xuống. Giết! Tốt cơ hội! Chém chết đầu rồng! Năm vị Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ trưởng lão, thấy được Thánh Long ngã xuống, điên cuồng hướng đầu rồng bên kia lướt đi. Cần phải cắt đứt đầu rồng, đem thân rồng đánh tan. Đang lúc này, nhưng là nghe gặp một đạo động triệt thiên địa thanh âm, nghịch long chi diễm. Bất diệt long diễm. Đi. Diệp Lạc Nhi gào thét kêu, lấy thân thể mình là tái thể, không ngừng thả ra trong cơ thể máu tươi. Một khắc sau, Thánh Long hư ảnh dương ra miệng rồng, phun ra một hớp bất diệt long diễm, giống như cột lửa vậy bắn thẳng đến thương khung, phúc đắp lên năm vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, chỉ nghe gặp thanh âm rất nhỏ, năm vị trưởng lão thân xác bị long diễm đốt thành cho tẫn. Trực tiếp vẫn diệt. Không không không. Giết, giết à. Hỗn Nguyên cảnh tầng 8 ngày lệnh Hồ trưởng lão, không ngừng mãnh công trước Thánh Long hư ảnh long chảo, cuối cùng cắt đi một con trăm trưởng long chảo. Những thứ khác tốt mấy vị trưởng lão, vậy liều mạng liều chết xung phong. Lệnh Hồ gia chủ nhìn hóa thành cho bụi các trưởng lão, thần sắc hơi điên cuồng, phẫn nộ quát, sát sát, người phụ nữ này đã không có nhiều ít chiến lực, nghịch long chi diễm cũng dùng đến. Là công kích sau cùng. Long có nghịch lân, còn có nghịch diễm. Là sau cùng sinh mạng ngọn lửa, một khi phun ra ý nghĩa sắp vẫn diệt. Nhưng mà một hớp này nghịch diễm, đốt diệt ta năm vị Hỗn Nguyên cảnh tầng 6 ngày trưởng lão à. Thánh Long gia tộc dòng chính tộc nhân, cứ như vậy mạnh mẽ à. Giết phá cái này cái hư ảnh. Nhưng không nên giết chết người phụ nữ này. Lệnh Hồ gia chủ quát to. Gia chủ. Gia chủ, giết nàng,
Giết nàng, nàng giết chúng ta nhiều người như vậy à? Tốt mấy vị trưởng lão cũng điên rồi, không để ý hết thảy mãnh công thánh long hư ảnh, đánh được vảy rồng văng khắp nơi, máu thịt phân bay. Bọn họ hỗn nguyên cảnh tầng 6 trời, 7 tầng thiên chiến lực, cũng là không kém tồn tại, giờ phút này mãnh công thánh long hư ảnh, trực tiếp điều khiển hư ảnh Diệp Lạc Nhi, vậy bị chấn động, thương thế tiến một bước càng sâu. Rào rào, sừng sững gian, một đạo chấn thiên kiếm mang xuất hiện, lận theo không gian quy luật lực, vô cùng khủng bố. Vị kia hỗn nguyên cảnh tầng 8 ngày thái thượng trưởng lão lại ra tay, lần đầu tiên đả thương Diệp Lạc Nhi cũng là hắn. Hôm nay, hắn mấy vị bạn già, thậm chí sư đệ, cũng chết thảm ở Diệp Lạc Nhi trong tay, giờ phút này liền không để ý hết thảy, thể phải giết Diệp Lạc Nhi. Đáng chết! Ngươi giết nàng, nói thế nào đời? Lệnh hồ gia chủ ngăn ở thánh long hư ảnh trước, một kiếm sử dụng, đánh tan kiếm mang, chợt đem vị này thái thượng trưởng lão đánh bay ra ngoài, long gia chủ yếu hay sống người, không phải thi thể. Ngươi! Vị này thái thượng trưởng lão dừng tay, ở một bên đốc chiến. Chỉ còn lại 8 vị trưởng lão lại lần nữa ra tay, liên quan bên cạnh phong tỏa không gian 3 vị hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên trưởng lão cũng ra tay, cần phải nhất kích đánh bể thánh long hư ảnh, bắt sống Diệp Lạc Nhi. Nếu không ngăn được, vậy thì tự bảo. Diệp Lạc Nhi cao quát một tiếng, kích thích toàn thân huyết mạch, trực tiếp nổ thánh long hư ảnh. Chợt, một đạo hủy diệt sáng bóng vạch qua thương khung, vô số vảy rồng hóa thành phấn vụn, ngàn trượng thân rồng sừng sững nổ tung, chính giữa một cổ lực lượng tụ vào Diệp Lạc Nhi trong cơ thể, bảo vệ nàng chưa đến nỗi tại chỗ chết trận. Bình bịch bịch, bịch bịch, liên tiếp, từng vị lệnh hồ gia trưởng lão rối rít chết. Chính là ở bên bờ phong tỏa không gian 3 vị trưởng lão, đều bị dư âm đánh vào, thân xác nứt nẻ, vô số máu tươi phun trào, một khắc sau thân xác trực tiếp nổ tung, máu tươi vẫy xuống đầy đất, phong tỏa không gian theo tháo ra, dư âm truyền tới bốn phương, tiếp liền đánh rách 7-8 tọa ngàn trượng đỉnh núi. Phốc! Tốt độc người phụ nữ à! Lệnh hồ gia chủ trào máu, ngực có một cái lớn nhỏ như miệng chén lỗ máu, thật may không là có nổ trung tâm, nếu không đã chết. Điểm này dư âm đánh vào, còn giết không chết hắn. Hắn xoay người vừa thấy lúc, chung quanh lệnh hồ gia trưởng lão chỉ còn lại le que mấy người, một vị hỗn nguyên cảnh tầng 8 trời, một vị hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên bị thương nặng, hai vị hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên thoi thóp, các trưởng lão khác, toàn bộ vẫn diệt. Thật là ác độc người. Tự bạo thánh long hư ảnh, giết ta 4 người, nếu không phải long gia chủ muốn người sống, người tuyệt đối không sống nổi. Lệnh hồ gia chủ che ngực, bắt đầu uống hỗn nguyên thần đan chữa thương, thậm chí không kịp để ý các trưởng lão khác. Trận chiến này, 15 vị trưởng lão, cộng thêm ta. 16 vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 người, trong đó có 2 cái thoi thóp, vẫn diệt 10 người. Thánh long gia tộc, không hổ là cao cấp gia tộc lớn à, dòng chánh tộc nhân dù là cảnh giới thấp kém, cũng không thể tùy ý xem nhẹ à. Mấu chốt cái này nha đầu lại là người điên, không tiếc tự tổn tu vi, cháy máu tươi vào huyết mạch. Nàng không muốn sống, càng không muốn tiếp tục tu luyện. Bịch bịch, hai vị hấp hối trưởng lão, không chịu nổi thống khổ, thân thể nổ tung. Toàn thân bọn họ xương vỡ vụn, căn nguyên căn cơ bị hủy, cứu được đời này đều là người phế nhân, dứt khoát tự bảo. Vẫn diệt số người, đến 12 người. Phốc thông. Một bóng người lăn xuống, rớt ở đất khô cằn lên, là Diệp Lạc Nhi. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, quần áo lam lũ, nhập xác tiên khí đều bị vỡ nát, may là không có chết, nhưng vậy bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ rằng huyết mạch khó mà kích hoạt. Như không phải là vì kéo bọn họ, để cho Kỷ Lâm Tốt rời đi. Diệp Lạc Nhi một người rất có thể giết phá không gian giam cầm thoát đi, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là trốn không thoát. Nàng tổn thương quá nặng. Nàng quá nhỏ bé, chỉ có thể dùng loại này tự tổn thân thể đối kháng những người này. Nữ nhân đáng chết. Vị kia hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên trưởng lão, nắm lên Diệp Lạc Nhi, đang muốn xé ra thân thể của nàng, đồng thời phẫn nộ quát, người cái này đồ súc sinh, giết ta như thế nhiều huynh đệ, nếu long gia chủ muốn người sống, ta không giết ngươi. Nhưng là ta cũng muốn hành hạ ngươi. Rào rào. Một đạo không gian kiếm khí bay tới, trực tiếp đánh trúng vị trưởng lão này. Phanh một tiếng,
vị trưởng lão này thân xác nổ tung, thần hồn tiêu diệt. Xuất thủ là lệnh Hồ gia chủ, hắn thần sắc lạnh như băng nhìn về phía một người khác, nói, không cho phép nàng. Long gia chủ yếu hay sống người, nhưng nữ nhân này là tấm thân xử nữ, rất có thể Long gia chủ yếu dùng nàng tới thành tựu lò, hút khô nàng âm nguyên, tăng lên thực lực. Cho nên, không được động nàng chủ ý. Rõ ràng, một vị trưởng lão đứng dậy, nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, liền nói, gia chủ, mới vừa rồi là lệnh Hồ kiếm tự tìm cái chết. Cũng không nhìn một chút đây là người nào muốn người, nữ nhân này có chút sơ suất, chính là chúng ta họa diệt tộc. Giao cho Long gia chủ đi, muốn hưởng dụng nàng đây tuyệt đẹp vẻ, dáng người yểu điệu, cũng phải là Long gia chủ mới được. Được, lệnh Hồ gia chủ gật đầu, chợt lấy ra một kiện trường bào, ném tới Diệp Lạc Nhi trên mình, bắt ngươi, đổi lấy hợp đạo thần khí, ta lệnh Hồ gia lại tổn thất lớn, cũng có thể đền bù. Hợp đạo thần khí. Có hợp đạo thần khí là được bước vào hợp đạo cảnh, một cái hợp đạo cảnh cường giả thắng được 20-30 vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Bắt sống Diệp Lạc Nhi, tổn thất 13 vị hỗn nguyên cảnh cường giả, cũng là đáng giá. Giao 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 giao, tiên khí trường bào tỏa sáng sáng bóng, tự động mặc đeo ở Diệp Lạc Nhi trên thân thể, đồng thời tóe ra mấy đạo xích sắt, phong tỏa ở Diệp Lạc Nhi khí huyết lực và linh hồn lực. Lệnh Hồ gia chủ lại lần nữa lấy ra một cái cũi, đem Diệp Lạc Nhi ném vào, liền nói, đi thôi. Tiên khí. Có thể để dành người sống tiên khí. Càn khôn giới chỉ cũng không cách nào để dành người sống. Nháy mắt tức thì, lệnh Hồ gia chủ hòa vị trưởng lão kia, đồng thời ngự không rời đi. Cùng lúc đó, xa xa một ngọn núi loan. Kỷ Lâm ngắm nhìn trên bầu trời hai người, lại nghe đến mới vừa rồi tiếng nổ. Vậy cảm thấy Diệp Lạc Nhi hơi thở, trong thoáng chốc rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được Diệp đại ca đi cứu ngươi. Ngươi chờ ta sẽ rất mau tìm đến Diệp đại ca. Tin tưởng ta nhất định có thể làm được. Chợt, nàng vận dụng Diệp Lạc Nhi ở lại mình trong cơ thể lực lượng, bước vào đế tôn cảnh một tầng thiên, liền hướng Càn Khôn chi địa phương hướng chạy tới. Một đường đã qua, hơn 200 cây số. Cách nhau rất nhiều tông phái, vô số tiên thú, vô cùng nguy hiểm, nhưng vô luận gặp phải nguy hiểm gì, Kỷ Lâm cũng sẽ đi. Đây là duy nhất cơ hội. Bởi vì, Kỷ Lâm không có liên lạc Diệp Thần đưa tin lệnh bài, chỉ có thể đi bộ đã qua. Không cách nào phi hành, càng không dám tiếp xúc người bất kỳ, rất sợ là nguy hiểm, từng bước một dè dặt phải mặc vượt 250.000 cây số đường xá, tìm Diệp Thần, cái này cùng khó khăn. Có thể so với Tây Thiên Thỉnh Kinh, không, còn muốn sâu hơn chi. Chí ít Đường Tăng có 3 tên học trò. Kỷ Lâm chỉ có mình, dù là tùy tiện đụng phải một người, thực lực cũng so nàng mạnh, khó có thể tưởng tượng nàng đi tìm Diệp Thần đường xá, được có bao nhiêu hung hiểm và khó khăn. Càn Khôn chi địa. Vạn núi trong thung lũng, lôi đài số 1 lên, Mộc Phong và Diệp Thần chém giết. Diệp Thần tự nhiên không biết Kỷ Lâm và Diệp Lạc Nhi đi tới nơi đây, nếu như biết, dù là thực lực không đủ, vậy sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Giờ phút này, tại chỗ chẳng ai nghĩ tới, một vị đế tôn cảnh 9 tầng thiên, một vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên, lại có thể đánh được khó phân nan giải. Như một màn này xem được chung quanh mấy trăm ngàn người cảm khái thán phục. Diệp Thí Thiên đích xác rất mạnh. Đích xác là một yêu nghiệt. Vượt qua một cái cảnh giới lớn tác chiến, lại có thể không có chút nào không địch nổi tình huống. Nếu như Diệp Thí Thiên, bước vào nhập thần cảnh 9 tầng thiên, há chẳng phải là có thể tùy tiện giải quyết Mộc Phong. Chỉ là, Diệp Thí Thiên quá gấp chứ. Đế tôn cảnh 9 tầng thiên. Cảnh giới thật quá thấp một chút, đối mặt Kim Đao môn môn chủ công tử Mộc Phong, dù là có thể vượt cấp, dù là có lá bài tẩy, nhưng cũng không bằng Mộc Phong đi. Mộc Phong sau lưng có toàn bộ Kim Đao môn, có rất nhiều hỗn nguyên cảnh trưởng lão chỗ dựa. Diệp Thí Thiên sau lưng có cái gì? Bắc Cung Tử Ngọc sao? Nói xong điểm là Bắc Cung Tử Ngọc sư phụ. Nói khó nghe một chút, đó chính là nam sủng, một cái lớn lên xinh đẹp, năng lực đặc thù cường đại nam sủng mà thôi. Bắc Cung Tử Ngọc sẽ là hắn ra tay, Bắc Cung gia tộc không thể nào là hắn ra tay à? Ngày hôm nay... Diệp Thí Thiên là hẳn phải chết à? Không người nào có thể cứu hắn, Bắc Cung Tử Ngọc và Trịnh Lão cũng không được. Khó phân nan giải. Trịnh Lão,
người cảm thấy sư phụ có thể thắng à? Bắc Cung Tử Ngọc tựa vào trên lan can, hai tay nâng cằm, sắc mặt hơi lo lắng nói, sư phụ và Mộc Phong gần người tác chiến, cũng không có đụng tới lá bài tẩy. Sư phụ không dùng lá bài tẩy tăng lên thực lực, Mộc Phong không dùng lấy được bảo vật. Một khi dùng, sư phụ chỉ sợ không phải đối thủ à? Người phải cứu hắn à? Lão Nô, hết sức đi. Trịnh Bá ánh mắt rơi vào Phi Hạc Điện và Kim Đao Môn trên người trưởng lão, âm thầm than thở một tiếng, nói, Diệp Thí Thiên bây giờ khốn cảnh, cũng là chúng ta tạo thành, nếu như Lão Nô làm việc chu toàn chút, vậy chưa đến nỗi hắn bị Kim Đao Môn toàn phái coi là kẻ thù. Hôm nay, hắn đánh chết Vương Bằng. Như bại với Mộc Phong thủ hạ, muốn còn sống, Trần Thiên và Mộc Toại Nguyện sẽ không đồng ý. Lão Phu cũng có thể tạm thời ngăn trận, thật may hắn không có lại giết Niệm Tâm Hòa Thượng và Khuông Bạch bọn họ. Ở Trịnh Bá trong mắt, Diệp Thần không có tiếp nhận thất tiểu thư cho chín mệnh thiên yêu hư ảnh lúc, liền đã thua. Không tệ, Diệp Thần dùng lá bài tẩy có thể sánh bằng thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Nhưng chỉ là ở thần vương cảnh ngũ tầng thiên thủ hạ chạy khỏi. Nhưng là đối mặt tràn đầy cừu hận, nếu không phải là báo đoạt vợ thù Mộc Phong. Một khi Mộc Phong vận dụng Mộc Toại Nguyện cho Hỗn Nguyên Tiên Khí, chính là thất bại không thể nghi ngờ. Nhất hơn, chỉ có thể giữ được Diệp Thần mạng. Mộc Phong không muốn lại chơi tiếp, giết Diệp Thí Thiên. Mộc Toại Nguyện ngồi ở tổng trên ghế trọng tài, đôi mắt toát ra đạo đạo tàn nhẫn sáng bóng, đang thúc giục Mộc Phong đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần, cái này Kim Đao Môn hổ thẹn hổ thẹn. Tất giết liền. Mộc Phong lên đài đã cùng Diệp Thần giao đấu hơn mười mấy phút, đến nay bất phân thắng phụ. Cho tới chung quanh các võ giả, cũng lấy là ta Kim Đao Môn không người. Giờ phút này Hỗn Nguyên Tiên Khí, rửa nhục trước à. Tuân lệnh, trưởng lão. Diệp Thí Thiên, đánh lâu như vậy, nguyên lấy là ta có thể tự tay ngược giết ngươi. Không nghĩ tới, vẫn là được vận dụng Hỗn Nguyên Tiên Khí à. Mộc Phong mơ hồ cười nhạt. Một quyền đánh ra, tạm thời đem Diệp Thần đánh lui, ngay sau đó hắn lấy ra một chuôi màu băng lam trường đao, thân đao chạm trổ phù văn cổ xưa và trận pháp, toát ra từng đạo không gian quy luật lực. Hắn vung đao chỉa thẳng vào Diệp Thần, cười nói, lấy Hỗn Nguyên Tiên Khí tới giết ngươi. Ngươi chết được trị giá làm. Vậy đừng oán mình không có ngang hàng binh khí, cũng không xem người ta giữa địa vị chênh lệch. Ta là Kim Đao Môn nội môn đại sư huynh. Ta phụ chính là Kim Đao Môn môn chủ, mà ngươi, chỉ là một thấp võ thế giới hèn mọn tạp chủng. Cho ta Kim Đao Môn đệ tử sách giày đều không xứng hạ cùng tạp chủng, hôm nay lấy Hỗn Nguyên Tiên Khí giết ngươi, là ngươi quang vinh. Chỉ chốc lát sau, Mộc Phong huy động màu băng lam trường đao, một phiến mảnh không gian quy luật nổi lên. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền tóe ra một cái mười trượng đao cương, đi đôi với vô số không gian quy luật lực, cầm giữ Diệp Thần. Không gian quy luật, có giam cầm, cắt kim loại khả năng. Chuôi này trường đao mạnh nhất là giam cầm khả năng, bản thân lại là ngũ phẩm Hỗn Nguyên Tiên Khí. Năm xưa Mộc Toại Nguyện đã từng dùng cầm đao giam cầm một vị Hỗn Nguyên cảnh ngũ tầng thiên cường giả, sau đó một đao cương đem chém chết tại chỗ. Mau xem, Mộc Phong dùng Hỗn Nguyên Tiên Khí. Diệp Thí Thiên hẳn phải chết. Tuyệt đối chết, không thiếu võ giả thậm chí không ở than thở liên liên. Diệp Thí Thiên, cũng là một vị thiên kiêu à. Chỉ là quật khởi thời gian quá muộn, lại đến từ thấp phủ thế giới, không có gì chỗ dựa vững chắc. Càng không có Hỗn Nguyên Tiên Khí thành tựu binh khí, nếu không ngày hôm nay trận chiến này, còn muốn đặc sắc hơn được hơn. Chưa đến nỗi Diệp Thí Thiên chỉ có thể bị giam cầm chờ chết. Mà Mộc Phong không giống nhau. Hắn là vị siêu tuyệt võ giả, không phải thấp phủ thế giới võ giả có thể khiêu khích. Diệp Thí Thiên chết ở Hỗn Nguyên Tiên Khí dưới, cũng là vinh dự. Hô hô hô! Đao cương giống như thiên đao rơi xuống vậy, không thể địch nổi uy thế, cuồng bạo vô cùng. Diệp Thần bị giam cầm ở, nhưng là bùng nổ toàn thân khí huyết lực, cưỡng ép chấn khai không gian giam cầm, sau đó gặp phải cắn trả, mãnh phun một ngụm máu tươi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lôi đài lại có thể bị không gian quy luật phong tỏa, quanh mình vậy bị phong tỏa. Cho dù tự kiếm cởi ra giam cầm, cũng là không địa phương có thể tránh, chỉ có thể chống cự. Thôi, chống cự thì như thế nào, ta đây muốn xem Hỗn Nguyên Tiên Khí thật lợi hại. Ba đạo hiện lên,
mất đi một thương. Giết hại thần kiếm, tế. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sau lưng hiện ra ba cái đại đạo. Tịch diệt chi đạo, sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo, mỗi một cái đều đã cởi biến thành đại đạo, hơn nữa mạnh mẽ, hơn nữa ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa là được phá cảnh trở thành nhập thần cảnh cường giả. Đồng thời, hắn sử dụng cấp 6 thần vương khí giết thần kiếm, cấp 2 thần vương khí diệt hồn ma thần thương. Một kiếm một thương bay lên không, rút ra lấy ba đạo lực, trong thoáng chốc, đợt khí lăn lộn. Rào 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 rào. Giết thần kiếm cùng diệt hồn ma thần thương đồng thời giết hướng đao cương. Do không gian quy luật tạo thành đao cương, ở va chạm một khắc kia, tuôn ra sáng chói chói mắt sáng bóng. Âm. Theo một đạo kịch liệt sáng bóng bung ra, dư âm càn quét lôi đài. Lôi đài văng tung tóe, có thể không gian phép tắc giam cầm như cũ vẫn còn ở. Sáng bóng tản đi, mọi người nhìn sang, diệt hồn ma thần thương đầu thương gãy lìa, trông trên mặt đất. Giết thần kiếm thân kiếm nứt nẻ, rơi trên mặt đất. Hai kiện thần vương khí đều bị cực lớn tổn thương. Cũng may khí linh không diệt, nếu không hai kiện thần vương khí thì phải bị hỏng. Mọi người lại nhìn lúc. Màu băng lam trường đao hơi phách nhập Diệp Thần bả vai, vô tận không gian quy luật lực bể nát Diệp Thần đồ dạo phố, lộ ra cơ hồ vóc người hoàn mỹ. Thật là cứng thân xác, lại có thể phách không bể ngươi. Bất quá, tránh hợp ta tâm ý. Có thể ngược giết ngươi. Mộc Phong lộ ra tà mị nụ cười, chợt rút ra màu băng lam trường đao, một quyền đem Diệp Thần đánh lui đến bên cạnh lôi đài, khẽ vuốt ve thân đao dính máu tươi, cười to, không tệ không tệ, này hỗn nguyên tiên khí, uống ngươi Diệp Thí Thiên máu tươi, để cho ta vô cùng sảng khoái. Diệp Thí Thiên, ngươi cái này hèn mọn tạp chủng, muốn chịu đựng nhiều ít đao. Trăm đao, ngàn đao, vạn đao. Ít đi. Ta có thể sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi. Ha ha ha, ta cuối cùng có thể tự tay ngược giết ngươi à. Mối hận đoạt vợ, Mộc Phong gần như khàn khàn được giận hô lên, chợt phung đao đem Diệp Thần lại lần nữa phách bay ra ngoài, liên tục phung đao 4-5 lần, hắn không ở đột nhiên cười to, nói, ngươi cái này hèn mọn hạ các thứ, có thể rõ ràng chúng ta giữa chênh lệch. Điều điều đại lộ thông Rôm, mà ta ra đời địa phương chính là Rôm. Một mình ngươi thấp võ thế giới con kiến hôi lại coi là cái gì? Chợt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hướng Bắc Cung Tử Ngọc giận dữ hét, còn có. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, lão tử muốn bỏ ngươi. Ngươi nếu không phải Bắc Cung gia tộc gia chủ nữ nhi, lão tử giết chết ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cái này hèn mọn người phụ nữ, sẽ cùng ta không có bất luận quan hệ gì, ngươi cái gọi là sư phụ, ta cũng sẽ từng bước một đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mộc Phong, ngươi im miệng, Bắc Cung Tử Ngọc khí được cả người run rẩy. Ha ha ha, hèn mọn thấp phú thế giới tạp chủng và con đê tiện, vừa vặn xứng đôi. Mộc Phong giờ phút này không thể nghi ngờ hả giận, không ngừng phóng thích lửa giận trong lòng. Còn như đắc tội Bắc Cung gia tộc hậu quả, hắn hoàn toàn không quan tâm. Giờ khắc này, hắn thì phải hưởng thụ ngược giết. Diệp Thí Thiên, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Từ lúc ban đầu, ta biết ngươi muốn tham gia thi đấu. Ta liền sắp xếp xong xuôi, ta muốn từng bước một ngược giết ngươi. Nhưng là, ngươi đánh chết Phương Bằng, để cho ta ra ý liệu à? Hô! Một đạo đao cương vạch qua. Diệp Thần lần nữa tránh thoát, nhưng là cường đại đợt khí hay là để cho Diệp Thần có chút khó chịu. Vũ khí chênh lệch quá xa. Huống chi, bây giờ Diệp Thần căn bản không có vũ khí. Mộc Phong tốn nữa ra một đạo đao cương, Diệp Thần đã không chỗ có thể tránh, chỉ có thể chống cự. Thấy một màn này, Mộc Phong điên cuồng cười to nói, cho nên, ta sửa lại phía sau lưu trình. Ta không phái người suy nhược ngươi, ta cũng không phái người ngược ngươi, ta muốn đích thân bắn chết ngươi. Vì thế, ta lấy được hỗn nguyên tiên khí. Vì thế, ngươi đánh bại. Ngươi không phải thua ở ngươi thực lực, ngươi là thua ở ngươi địa vị. Biết chưa, hèn mọn con kiến hôi. Ngươi thua ở ta địa vị, bởi vì ngươi là thấp phú thế giới tới xúc sinh. Ngươi không có hỗn nguyên tiên khí. Ngươi cũng không có cái gì chỗ dựa vững chắc. Nhưng là ta có. Ta có kim đao môn giúp đỡ, ta có phụ thân và thúc bá giúp đỡ, cho nên ta có hỗn nguyên tiên khí. Cho nên ta có thể ngược giết ngươi. Hỗn nguyên tiên khí oai, chưa tới thần vương cảnh,
ai cũng không cản được. Dù là Diệp Thần, cũng không được. Trịnh Bá, cứu Diệp Thí Thiên. Giết cho ta liền Mộc Phong. Bắc Cung Tử Ngọc vậy tức giận đến trình độ cao nhất, lúc này sử dụng 7 kiện hỗn nguyên tiên khí, nhắm ngay Mộc Phong, rất nhiều liều mạng dáng điệu. Tuân lệnh. Trịnh Bá, Vương Kỳ các người rối rít ngự không lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng là... sừng sững gian, một cổ diệt thế khí cơ phóng lên cao. Chẳng ai nghĩ tới, một con màu máu bàn tay vô căn cứ xuất hiện, lại bóp nát Mộc Phong bổ ra đao cương. Một màn này quá mức rung động. Càng làm cho toàn bộ hiện trường như nửa đêm bãi tha ma vậy. Yên tĩnh đến mức tận cùng. Làm sao có thể? Một giây kế tiếp, mọi người theo tay máu nhìn lại. Liền thấy một cái ngạo nghễ thân thể thanh niên. Thanh niên quanh thân quanh quẩn ra vô số ma khí, trước ngực hiện lên 9 cái ma long, đỉnh đầu 3 cái đại đạo, chân đạp càn khôn khí, tuy là quần áo lam lũ, thương thế nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Là Diệp Thần. Giờ phút này, hắn giống như trên đời ma thần vậy. Hơi thở điên cuồng tăng lên, một lần sánh vai thần vương cảnh 7 tầng thiên cường giả, so với trước đó thiên linh thành chủ mạnh hơn đại khái gấp mấy lần. Không chỉ như vậy. Cả thế giới nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trên trời cư nhiên vào lúc này bay xuống hoa tuyết. Lôi đài cũng giống như hóa là tượng đá vậy. Là băng kiếm tiên tôn ra tay. Băng kiếm tiên tôn thần niệm ghé vào Diệp Thần trên mình. Làm sao có thể? Mộc Phong tròng mắt trợn to nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt thanh niên có chút xa lạ. Diệp Thần ánh mắt, vô cùng lạnh như băng, lại tựa như vạn trượng tinh thần. Căn bản không nhìn thấu. Điều này sẽ là một cái đế tôn cảnh đỉnh cấp con kiến hồi ánh mắt. Đột nhiên, Diệp Thần động. Một bước bước ra, quanh thân ma khí và hàn băng ý để cho động lại thế giới tựa như cũng động. Cánh tay hắn vung lên, che đậy trận pháp úy nhưng mà thành. Ngươi không nên động hắn. Ngươi không nên áp đảo quy tắc trên, động hắn. Địa vị. Thật là buồn cười. Linh võ đại lục rác dưới giống vậy kim đao môn cũng có tư cách ở bổn tôn trước mặt đề ra địa vị hai chữ. Bổn tôn. Mộc Phong bối rối. Kim đao môn ở càn khôn chi địa địa vị siêu tuyệt, nhưng là giờ phút này Diệp Thí Thiên lại nói là rác dưới. Một cái thấp võ vị diện người lại nói linh võ đại lục kim đao môn là rác dưới. Mộc Phong ngay tức thì thanh tỉnh, cười lạnh một tiếng. Một đao trẻ ra, người mẹ hắn một cái hèn mọn con kiến hôi có cái gì tư cách nói ta kim đao môn. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần sừng sững gian ra tay, năm ngón tay bắt bổ tới hỗn nguyên tiên khí, trường chỉ nhọn tóe ra một đoàn lửa cháy mạnh lửa ma, trực tiếp bóp vỡ hỗn nguyên tiên khí, lại bắt lại Mộc Phong, giống như sách gà con vậy, tiện tay nện trên mặt đất. Mộc Phong hoàn toàn giật mình. Hắn muốn đánh lại, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách đánh lại. Làm sao có thể? Thời khắc này hắn cảm giác được trước mặt thanh niên phảng phất là một ngọn núi. Một tòa không thể vượt qua và chống lại đỉnh núi. Cái này là cảm giác. Người tuổi trẻ, đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi tới, cũng không có tư cách ở bổn tôn trước mặt nói con kiến hôi hai chữ. Bót, bót, bót. Diệp Thần tiện tay quăng ra mấy bàn tay, nhưng là để cho Mộc Phong tựa như thần hồn chấn động. Giờ khắc này Mộc Phong sợ hãi, ngươi không thể giết ta, ta là kim đao môn người, ngươi như tổn thương ta, tất nhiên sẽ bị kim đao môn hành hạ chết. Hành hạ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra mấy chuôi băng kiếm. Một giây kế tiếp, băng kiếm bắn ra. Toàn bộ lôi đài ngay tức thì lan tràn Mộc Phong thê lương tiếng kêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Bọn họ mặc dù phát hiện lôi đài bị che đậy, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy bên trong tình trạng. Mộc Phong lại đánh bại. Hơn nữa còn là triệt để bị ngược giết thất bại. Không thiếu võ giả thậm chí sợ hãi không dứt. Diệp Thí Thiên. Rốt cuộc là thân phận như thế nào? Lại có thể mạnh mẽ như vậy, dùng bài tẩy gì, bạo phát ra thần vương cảnh hậu kỳ chiến lực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Vương Ngôn. Vương Kỳ, Trịnh Bá các người tại chỗ ngây dại. Bắc Cung Tử Ngọc đều là một mặt kinh ngạc, che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lời nói, sư phụ thật là mạnh à, thật tốt mạnh. Hơi thở này, là thần vương cảnh 7 tầng thiên.
lại có thể bộc phát ra đến gần hai cái đại cảnh giới chiến lực, rất miễn cưỡng bóp vỡ Hỗn Nguyên tiên khí. Lại đem Mộc Phong như vậy hành hạ, đây là ma thần đi. Hắn là thượng cổ ma thần hậu duệ đi. Nàng nuốt nước miếng một cái, căn bản không nghĩ tới thầy mình có như vậy chiến lực. Khó trách, sư phụ dám nói mình là thứ nhất. Không có thần vương khí hậu kỳ chiến lực, ai có thể chống đỡ sư phụ? Ai có thể? Không có người nào. Trừ phi là những cái kia không biết xấu hổ lão già kia. Trên lôi đài, băng kiếm tiên tôn nhìn một cái cơ hồ trọng thương Mộc Phong, liền đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, tiếp theo giao cho ngươi. Tạ tạ sư tôn. Diệp Thần khôi phục thanh tỉnh. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mộc Phong trên mình, lạnh lùng nói. Mộc Phong, ta trọng thân một lần, ta chưa bao giờ đối với Bắc Cung Tử Ngọc có bất kỳ nghĩ không an phận, ta và nàng bây giờ chỉ là thầy trò quan hệ. Thu hồi người vậy bẩn thỉu tư tưởng, người hủy xấu xa ta danh dự không sao cả. Nhưng không thể hủy xấu xa danh dự của nàng. Huống chi, Diệp Thần một cái nắm trọng thương Mộc Phong, cười nói, người muốn giết ta, người Kim Đao Môn muốn giết ta. Vậy thì như thế nào? Thiên hạ người, không có ta Diệp Thí Thiên sợ hãi. Hắn xách Mộc Phong, đối với rất nhiều môn phái trưởng lão, hộ pháp các người, tức giận nói, ai dám tới giết ta, ta phải giết hắn sơn môn, diệt hắn phái, giết người, lục kỳ cốt, hủy hắn mộ phần, để cho vậy nhất phái biến thành một phiến tử vực. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp Thần, rất miễn cưỡng bóp vỡ nhập thần cảnh 9 tầng Thiên Mộc Phong. Liền giống như bóp vỡ trứng gà vậy, dễ như trở bàn tay. Hành động này vừa ra, vạn núi thung lũng hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm ngàn võ giả khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. Trăm phái trưởng lão, các đệ tử đều là vô cùng hoảng sợ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giống như nhìn ma quỷ vậy. Giết tới sơn môn, diệt hắn phái, giết người. Lục kỳ cốt, hủy hắn mộ phần. Hoàn toàn diệt tuyệt nhất phái. Này cùng lời nói cũng dám gọi ra, huống chi là đối càn khôn chi địa tất cả tông phái, gia tộc gọi ra. Cái này cùng khí phách, vạn tái không có à? Diệp Thí Thiên, người tiểu tạp chủng này, tự tìm cái chết à ngươi? Mục Toại Nguyện Bi vẫn phóng lên cao, đồng thời gian những thứ khác hơn 10 vị Kim Đao Môn trưởng lão, vậy cùng chung phóng lên cao, cần phải tuyệt sát Diệp Thần. Ngươi phải được chết. Mục Toại Nguyện sử dụng Hỗn Nguyên tiên khí, phát động một kích mạnh nhất, nhất kích đạo đồ toàn chém ra. Chỉ riêng dư âm tiếp cận, Diệp Thần đã cảm giác được khủng bố, bất quá hắn còn có băng kiếm tiên tôn lực lượng, tự nhiên không sợ. Hắn mới vừa muốn ra tay, lại có một chuôi đoạn đao bay tới chặn lại đạo đồ, thậm chí từng bước đem đạo đồ phai mờ. Chợt, một đạo thân ảnh ngăn ở Diệp Thần trước mặt, là Trịnh Bá. Trịnh Bá thực lực không kém, cộng thêm vào tay cầm bát phẩm Hỗn Nguyên tiên khí, cho dù là Hỗn Nguyên cảnh ngũ tầng thiên, cũng có thể bộc phát ra 7 tầng thiên chiến lực, đối chiến Hỗn Nguyên cảnh tầng 6 ngày Mộc Toại Nguyện, tự nhiên không khó. Rào 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 rào. Bịch bịch, trên bầu trời mấy chục đạo binh khí đụng vào nhau. Vượt qua 10 vị thần vương cảnh cường giả đối lập, một nửa là Kim Đao Môn thần vương cảnh hộ pháp, trưởng lão, một nửa là Bắc Cung Tử Ngọc dưới quyền thị vệ. Trịnh Khuông, ngươi có ý gì? Mục Toại Nguyện cùng Trịnh Bá giằng co, đồng thời sử dụng một thanh trường kiếm, cùng Trịnh Bá đoạn đao đụng vào nhau. Hai người bây giờ, tạm thời thuộc về trạng thái thăng bằng. Diệp Thí Thiên giết cháu ta. Giống như là diệt ta Kim Đao Môn đại công tử, thù này phải trả. Trịnh Khuông, người thức thời được cút nhanh lên mở. Mộc Toại Nguyện gần như sắp chết tâm trí, Mộc Phong à. Mình tự tay nuôi lớn cháu à, lại có thể chết ở Diệp Thần trong tay. Thù này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Phải giết Diệp Thần, mới có thể hả giận. Mộc Toại Nguyện, lôi đài cuộc chiến, vừa phân thắng bại cũng chia sống chết. Bắc Cung Tử Ngọc Lăng không dậm chân tới, đứng ở Diệp Thần bên người, tỉ mỉ dùng thần mộc nước tung ở Diệp Thần trên mình, trợ giúp hắn khôi phục thương thế, đồng thời căm tức nhìn Mộc Toại Nguyện, nói, lôi đài cuộc chiến, vốn chính là phân sống chết. Chẳng lẽ, rất nhiều Mộc Phong giết ta sư phụ? Còn không rất nhiều ta sư phụ giết Mộc Phong à? Có thể Diệp Thí Thiên là một hèn mọn tạp chủng, nơi nào có tư? Có, hắn có.
Bắc Cung Tử Ngọc kéo lại Diệp Thần, hướng nơi có người nói, Diệp Thí Thiên là ta sư phụ, đồng thời cũng là Bắc Cung gia tộc hộ pháp, giết một mình ngươi thuộc hạ tông phái người, có gì không được. So thân phận, so địa vị, bổn tiểu thư so các ngươi cao hơn gấp trăm ngàn lần. Dù là bổn tiểu thư sư phụ giết các ngươi, cũng là các ngươi đáng chết. Bắc Cung tiểu thư và Diệp Thí Thiên, một cái địa vị cao cả, một cái tiềm lực cực lớn, sâu hơn Qua Mộc Phong à. Không thiếu võ giả lời nói, ở bọn họ xem ra, Bắc Cung Tử Ngọc ngay trước mọi người tuyên bố hết thảy các thứ này, giống như là và Kim Đao Môn khai chiến à. Mộc Phong coi là cái gì? Thuộc hạ tông phái công tử mà thôi. Mới có thể có Diệp Thí Thiên mạnh mẽ à? Mới có thể có Diệp Thí Thiên tiềm lực lớn à? Diệp Thí Thiên đế tôn cảnh 9 tầng thiên, bộc phát ra thần vương cảnh 7 tầng thiên chiến lực, tương lai tất nhiên bước vào hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn tiến vào hợp đạo cảnh cũng vô cùng có thể à, cho dù không phá cảnh đến hợp đạo cảnh, ở hỗn nguyên cảnh cũng có thể có hợp đạo cảnh chiến lực à. Như vậy người, Bắc Cung gia tộc khởi sẽ không coi trọng. Có thể so với Mộc Phong tốt hơn được hơn, hàm kim lượng cao hơn được hơn, bởi vì Kim Đao Môn không có hợp đạo cảnh cường giả. Hụ hụ hụ, các vị. Bây giờ Càn Khôn Bách Tông thi đấu, cũng không phải là ân oán cá nhân đi. Tử Lâm Tông nội môn trưởng lão Lâm Khoan chậm rãi bay lên trời, cũng là hỗn nguyên cảnh ngũ tầng thiên tổng một trong trọng tài. Hắn hướng Bắc Cung Tử Ngọc hơi ôm quyền tỏ ý, bảy người tiểu thư, tự nhiên vị so chúng ta cháu cao hơn. Cộng thêm lên, lôi đài thi đấu, sinh tử có số. Mộc trưởng lão, vẫn là được rồi. Đúng. Mộc thí chủ, quyền lại được rồi. Bên trên chân không tự vô dục chủ chỉ vậy bay lên trời, chắp hai tay hướng Bắc Cung Tử Ngọc thi lễ, chợt nói, lôi đài phân sống chết, cũng là chuyện bình thường. Hừ, hai ông già, cũng muốn lấy lòng Bắc Cung Tử Ngọc. Uổng các ngươi vẫn là nhất phái trưởng lão, nhất phái chủ trì, ta Mộc người nào đó khinh thường cùng ngươi làm bạn. Mộc Toại Nguyện rút lui hồi trường kiếm của mình, nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, Diệp Thí Thiên. Cũng không phải là nhẹ thiện hạng người à, quả quyết sát phạt, không chỗ kiêng kỵ à. Hắn lại nhìn về phía vô dục chủ trì và Lâm Khoan trưởng lão, cười nói, nếu là ở Kim Phật Mật Tông chi địa bên trong, chuyện gì xảy ra tranh chấp, ta sợ hai vị môn hạ đệ tử, không có một cái có thể từ trong tay hắn chạy khỏi à. Đế tôn cảnh 9 tầng thiên, sánh bằng thần vương cảnh chiến lực. Chặc chặc, thật là lợi hại người à, lần này Kim Phật Mật Tông chi địa. Ta xem để cho hắn một người tiến vào là được. Những người khác, cho dù lại hơn thì có ích lợi gì à? Tiếng nói vừa dứt, phía dưới không thiếu tông phái võ giả, thần sắc quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Chính giữa, nhất là Tử Thiên Thành nhỏ, Tuyết Ưng Thành nhỏ, Trảm Nhật phái, Ngày Tháng Tông cùng năm đại phái, đứng sau Kim Đao Môn cùng bốn phái môn phái, bọn họ đệ tử, nhất là dẫn đầu đệ tử, đều là thiên bảng trước 20. Chiến lực không kém Vương Bằng và Mộc Phong nhiều ít, giờ phút này nhưng là vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần. Tuyết Ưng Thành nhỏ đệ tử Khuông Bạch, không chỉ có lời nói, đúng vậy, chúng ta nhìn Diệp Thí Thiên và Mộc Phong ân oán tình cừu, ngược lại là quên mất hắn chiến lực. Cực kỳ uy phong à, chúng ta sợ rằng phải liên thủ, mới có thể chống lại hắn. Đúng vậy, chỉ sợ không chỉ muốn mấy người liên thủ, được chừng 10 người liên thủ mới có thể chống lại đi. Tử Lâm Tông Lâm Hiên cố ý nói, chúng ta vẫn là tiến vào Kim Phật Mật Tông sau đó, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh đi. Nếu không, nhiều hơn nữa nhập thần cảnh 9 tầng thiên, có thể đều không phải là Diệp Thí Thiên đối thủ à. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp Mộc Phong, cũng đều bị Diệp Thí Thiên trực tiếp bóp vỡ à. Đúng. Sau khi tiến vào, liên thủ đối phó Diệp Thí Thiên. Sau khi tiến vào, trực tiếp lấy được thần vương khí phá cảnh. Lại đối phó Diệp Thí Thiên. Không đồng nhất sẽ, đã có quá nhiều nhập thần cảnh 9 tầng thiên thiên kiêu tương ứng. Mỗi người đều là thiên bảng cường giả, giờ phút này nhưng cũng mục tiêu nhất trí, phải đối phó Diệp Thần. Siết tâm nói như vậy à? Đưa tới tất cả mọi người căm thù ta. Diệp Thần ôm tay nhìn về phía Mộc Toại Nguyện, lạnh lùng nói, lão gia, người tốt nhất đừng để cho ta tiến vào thần vương cảnh, nếu không ta định diệt ngươi Kim Đao Môn. Mộc Toại Nguyện. Một câu nói, đem ta đưa vào tất cả mọi người trên mũi đao. Để cho tất cả mọi người cảm thấy ta thực lực quá mạnh mẽ, phải đối phó ta. Tốt,
vậy ta ngay tại Kim Phật Mật Tông đột phá, lại giết chỉ các người Kim Đao môn đệ tử. Đến khi lên cấp thần vương cảnh, có thể giết hỗn nguyên cảnh lúc, diệt các người Kim Đao môn. Các vị, một tour này, tiếp tục đi. Vô Dục chủ trì thần sắc có chút không giống, nhìn một cái Diệp Thần, trong mắt nhưng thoáng qua một đạo sát ý. Lâm Khoan trưởng lão cũng là như vậy, trước suy nghĩ lấy lòng Bắc Cung tử Ngọc Tiểu Thư. Ngược lại là quên mất, Diệp Thí Thiên cũng không phải là phế vật à, ngược lại là một cái uy hiếp cực lớn, mạnh như vậy vượt cấp năng lực, cùng tất cả mọi người tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa sau đó, ai cướp được qua hắn à? Diệp Thí Thiên, cần trù mưu đối phó một phen. Nếu không phái ta đệ tử, sợ rằng không có được tốt gì thần vương khí. Mục Toại Nguyện cùng Kim Đao môn cường giả, mặc dù dừng tay, nhưng là nói ra một phen giết tâm nói như vậy, làm được Diệp Thần ngay lập tức gian trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Gần như tất cả tông phái cường giả, cũng chú ý tới. Diệp Thí Thiên, không đơn giản. Bình thường thời điểm, đế tôn cảnh 9 tầng thiên có thể chiến nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Thời khắc mấu chốt, lại có thể bộc phát ra thần vương cảnh 7 tầng thiên chiến lực. Há chẳng phải là tiến vào Kim Phật Mật Tông di chỉ sau đó, nói ít được một hai chục vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên hợp lực, mới có thể chống lại được hắn. Diệp Thí Thiên mới là nguy hiểm nhất, nhất hẳn trừ diệt một người. Gần như đồng thời gian, trăm phái võ giả, nhất là nhập thần cảnh hậu kỳ các võ giả, đều xuống một cái quyết định, vì Kim Phật Mật Tông hết sức cố gắng cướp đoạt càng hơn thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí, cùng với càng hơn Kim Phật truyền thừa công pháp các loại, sau khi tiến vào liền được đột phá thần vương cảnh. Đến lúc đó, mấy vị thần vương cảnh thiên kiêu hợp lực. Còn sợ không đánh lại một cái Diệp Thí Thiên. Trăm vị thiên bảng cường giả, đều là nhập thần cảnh 9 tầng thiên, những năm này có chính là mới vừa tiến vào cảnh giới này, có dừng lại ở cảnh giới này rất lâu, cũng muốn đi vào Kim Phật Mật Tông, hết sức cố gắng cướp lấy cường đại hơn thần vương khí, thậm chí hỗn nguyên tiên khí. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước đột phá, giải quyết Diệp Thí Thiên nói sau. Kim Phật Mật Tông bên trong, hợp đạo cảnh không cách nào tiến vào. Hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh tiến vào sẽ ép thành nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Nhưng là, đi vào nhập thần cảnh 9 tầng thiên, đột phá thần vương cảnh sau đó, là sẽ không lại bị áp chế cảnh giới, ngược lại là chúng sanh niệm lực cho phép hành vi, mặc dù có thể sẽ phá hoại Kim Phật Mật Tông di chỉ, có thể sau khi ra toàn bộ di chỉ tan vỡ. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Đi lần không người nào dám đột phá, nếu không sẽ trở thành là nhiều người thủ chi thỉ. Dẫn đầu bị nhân châm đúng, rất có thể chết. Nhưng bây giờ không được, không đột phá coi như tiện nghi Diệp Thí Thiên. Tua thứ 7. Ta không tham dự, Khuông Bạch lời nói một câu, bắt đầu đóng giam lại, chuẩn bị tiến vào Kim Phật Mật Tông đã đột phá. Ta cũng không tham gia tua thứ 7. Lâm Hiên đánh bại đối thủ, xuống đài liền chuẩn bị bế quan. Ta cũng không tham dự thứ 7. Không thiếu thiên kiêu võ giả. Cũng tuyên bố không tham gia tour thứ 7. Cũng thừa dịp ngày cuối cùng thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, tranh thủ tiến vào Kim Phật Mật Tông sau đó, trực tiếp phá cảnh, sau đó cướp lấy 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên thiên kiêu, nhất là các phái thiên kiêu, giống như là Niệm Tâm Hòa Thượng, Lâm Hiên, Khuông Bạch loại này thiên kiêu, một khi phá cảnh rất có thể trực tiếp đến thần vương cảnh 2-3 tầng thiên. Dĩ nhiên, cái này quyết định bởi tại sử dụng binh khí cấp bậc. Giống như là Kim Phật Mật Tông chi địa, ẩn chứa 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí. 3 chuôi hợp đạo thần khí, nếu là lấy này tới đột phá, bọn họ có thể vừa đột phá chính là thần vương cảnh 5-6 tầng thiên, giống như Hàn Vân vậy, lợi dụng cửu phẩm tiên khí đột phá, đi thẳng đến nhập thần cảnh 7 tầng thiên. Phá vỡ cảnh giới lớn sau liên tục phá vỡ nhiều ít cảnh giới nhỏ. Quyết định bởi tại hai cái yếu điểm. Cái đầu tiên, tự thân nội tình. Cái thứ hai, sử dụng binh khí cấp bậc cao thấp. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người bế quan đột phá, mục đích vô cùng rõ ràng. Ở Kim Phật Mật Tông tiêu diệt Diệp Thí Thiên, đều không cho phép chuẩn bị đánh tour thứ 7. Xem ra tour thứ 7, ta không đụng tới dáng dấp giống như đối thủ. Diệp Thần có chút không biết làm sao. Tua thứ 7 dự thi không tới 300 người, đều là tán tu, nhập thần cảnh tầng 8 thiên hơn 100 người, ngoài ra đều là nhập thần cảnh 9 tầng thiên,
nhưng không nghi ngờ chút nào, chiến lực căn bản không cách nào đồng môn phái đệ tử so sánh. Hắn tính toán, dân gian võ giả nhập thần cảnh 9 tầng thiên, chiến lực định hơn tương đương với tông phái nhập thần cảnh 7 tầng thiên đệ tử. Đều đang bế quan, chẳng lẽ Kim Phật Mật Tông chi địa, có rất nhiều bảo vật? Đương nhiên biết à, Bắc Cung Tử Ngọc giải thích, Kim Phật Mật Tông chi địa, đây chính là năm đó một cái bên trong cùng tông phái à, toàn bộ nội tình đều ở bên trong, chính giữa 18 vị Kim Phật sử dụng 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, đến nay không có một người lấy đi à. Hai vị chủ chỉ có 3 chuôi cấp 1 hợp đạo thần khí. Cũng không có bị người lấy đi. Mấu chốt nhất là, Kim Phật Mật Tông Kim Phật Văn Trì, nghe nói có lột xác khả năng, đến nay không có ai đi vào. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, hơi mỉm cười nói, sư phụ, ngươi nếu là đi đến Kim Phật Văn Trì, không chừng thân xác đạt được tẩy rửa, có thể trực tiếp tiến vào Hóa Cương Kỳ đâu. Hóa Cương Kỳ, Kim Phật Văn Trì, nghe ngược lại là và tẩy ao rồng có chút tương tự. Diệp Thần nhớ, Ngàn Tuyệt Thành trăm tông thi đấu thời điểm, cảnh nước tiên sinh tẩy ao rồng, cũng là tẩy rửa thân xác dùng, mình thu nạp tẩy ao rồng lực lượng, thân xác đạt được lột xác. Nếu như lại tiến vào Kim Phật Văn Trì tẩy rửa, thân xác đến Hóa Cương Kỳ, không khó lắm. 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 3 chuôi hợp đạo thần khí, nếu như lợi dụng hợp đạo thần khí đột phá. Diệp Thần chợt cười một tiếng, nói ta phỏng đoán có thể trực tiếp tiến vào nhập thần cảnh 4 tầng thiên chứ. Muốn là của người khác đế tôn cảnh dùng hợp đạo thần khí đột phá, 100% lên cấp nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Nhưng là Diệp Thần rất khó, hắn cần đại lượng tư bổ lực lượng, mỗi một cảnh giới tích lũy đồ đều vượt xa đồng bối 10 lần, thậm chí 100 lần, đây cũng là hắn có thể dựa vào tự thân vượt qua một cái đại cảnh giới nguyên nhân. Nếu như dùng hợp đạo thần khí đột phá, vậy ta thậm chí có thể trước thời hạn lĩnh ngộ bộ phận không gian quy luật và thời gian pháp tắc. Hoàn toàn vận dụng hơn nữa nắm giữ không quá có thể, ngược lại là có thể lấy được bộ phận thời gian pháp tắc lực dung nhập vào mất đi lực bên trong. Không gian quy luật dung nhập vào sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo, ta tất nhiên mạnh hơn. Diệp Thần ước mơ 3 cây hợp đạo thần khí, vậy bởi vì có nhiều lính như vậy khí và bảo tàng, Càn Khôn chi địa mới sẽ hội tụ trăm tông mở ra lôi đài thi đấu, hết sức cố gắng đưa thiên kiêu tiến vào Kim Phật Mật Tông chi địa đi. Rất nhanh, tua thứ 7 tranh tài kết thúc, căn bản không có cái gì thiên kiêu tham dự. Diệp Thần trực tiếp bắt lại thứ nhất. Một đêm yên lặng. Ngày thứ 2, Diệp Thần đi theo Trịnh Bá, cùng với trăm phái chi người đi tới một tòa thâm cốc bên trong, chục nghìn mét sâu nứt ra cốc. Phía dưới lại là có một tầng đậm đà kim quang bình phong che chở. Xem ra, đây chính là năm xưa Kim Phật Mật Tông. Hai vị chủ trì chết trước, vận dụng không gian quy luật bố trí cấm chế này. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ trước, đồng thời phát hiện trên mình đá màu đen lần nữa kịch liệt lay động. Vô cùng mãnh liệt, hắn nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, liền phát hiện có 3 tấm bia đá kịch liệt lay động, hiển nhiên, có thể là 3 vị Kim Phật muốn đi ra. Xem ra luân hồi mộ địa xa không có đơn giản như vậy. Nếu là có 3 vị hỗn nguyên cảnh kim Phật tương trợ ta. Dù là diệt tuyệt kim đao môn vậy không nói ở đây. Diệp Thần suy nghĩ, chợt cảm giác ngực có chút im lìm, trong đầu lại là lóe lên từng đạo huyết quang, hắn nhíu mày một cái, tự nhủ ta như thế cảm giác có người trong chỗ u minh đang kêu gọi ta. Loại cảm giác này giống như người bên người có vài người đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Chẳng lẽ, là ta tu vi còn chưa đủ, không cảm ứng được, kêu gọi người ta rốt cuộc là ai? Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Diệp Lăng Thiên, Hàn Vân, Lạc Nhi, còn là ai? Lạc Nhi và Kỷ Lâm các nàng đều còn ở Côn Lôn Hư có như vậy nhiều nhập thần cảnh, huyết kiếm môn một trong năm không dám tấn công, Linh Thành cũng bị ta trấn nhiếp, tru diệt nhiều người như vậy, chắc là không dám tấn công Côn Lôn Hư. Hắn tính toán nói, Linh Thành ra những thế lực kia thành. Không đúng, chính giữa có một bộ phận thế lực đã cùng ta hợp tác, những thế lực khác, chưa chắc có Côn Lôn Hư mạnh mẽ, cũng sẽ không tấn công Côn Lôn Hư. Như vậy, Diệp Lăng Thiên, Lạc Nhi và Kỷ Lâm các nàng hẳn không ngại. Đó chính là Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần chợt nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, hỏi thất tiểu thư, người có thể hay không hướng người phụ thân hỏi dò một chút linh vận tiên tôn tình huống.
Bắc Cung Tử Ngọc nghe được Linh Vận Tiên Tôn mấy chữ này, đôi mi thanh tú một nhăn mày. Nàng chân thực không nghĩ ra, Diệp Thí Thiên vì sao đối với Linh Vận Tiên Tôn lão thái bà này như vậy tình yêu duy nhất. Bất quá từ lần trước Diệp Thần hỏi tới, nàng liền hơi nghe một phen, vì vậy nói thẳng, Linh Vận Tiên Tôn, Tự Hào Tiên Tôn, hàng năm đặt chân tại Nam Vực, cùng Huyết Kiếm Môn và khác một Bắc Cung gia tộc đứng ở Nam Vực. Ngươi muốn gặp nàng, chẳng lẽ tìm nàng có đại sự gì? Đúng, ta tìm Linh Vận Tiên Tôn có một số việc. Diệp Thần dừng lại chốc lát, hỏi, ngươi biết Linh Vận Tiên Tôn đi nơi nào à? Nàng Linh Tiên Đế Cung là như thế nào thế lực à? Nghe nói như vậy, Bắc Cung Tử Ngọc lẳng lặng xem Diệp Thần, chợt nói, Linh Tiên Đế Cung đứng hàng tại Nam Vực, chính là trên trung bình cùng tông phái, cung chủ chính là một vị tinh khiếu cảnh cường giả, Tự Hào Linh Tiên chân thần, lại số Linh Tiên Đế Tôn, Linh Vận Tiên Tôn chính là thủ hạ nàng hai vị phó cung chủ một trong, tất cả ở tạo hóa cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Linh Tiên Đế Cung chỉ lấy nữ đệ tử, ngược lại là vị này Linh Vận Tiên Tôn cùng chúng ta Bắc Cung gia tộc, quan hệ rất sâu. Đây cũng là ta và phụ thân trong lúc nói chuyện phiếm đánh lộ ra. Chỉ bất quá cái này liên lạc cũng không phải là ngoại giới lời đồn đãi như vậy, ta Bắc Cung gia tộc cùng các nàng chỉ bất quá được cái mình muốn mà thôi. Bắc Cung gia tộc, ở Tây Vực và Nam Vực đều có, cũng xuất từ một cái gia tộc lớn. Bất đồng chính là, Tây Vực Bắc Cung gia tộc, cũng chính là Bắc Cung Tử Ngọc cái này một chi, mặc dù chinh chiến bốn phương, lại không có đánh thấp võ thế giới chú ý. Nam Vực Bắc Cung gia tộc ngược lại là thường xuyên phái thủ hạ Huyết Kiếm Môn cùng môn phái, tấn công thấp phủ thế giới và chung quanh tông phái. Liên lạc. Diệp Thần chợt thần sắc bén nhạy, hỏi cái gì liên lạc, giao dịch, vật chất lên giao dịch. Có thể tính như vậy đi. Chúng ta Bắc Cung gia tộc và Linh Tiên Đế Cung có hợp tác, gia tộc chúng ta bên trong luyện khí sư biết luyện chế hỗn nguyên tiên khí, bình thường 20 cầm hỗn nguyên tiên khí, liền có thể ở Linh Tiên Đế Cung nơi đó. Đổi một cái hợp đạo thần khí, dĩ nhiên, phẩm cấp gì đổi phẩm cấp gì, ta cũng không biết. 20 cầm hỗn nguyên tiên khí. Đổi một cái hợp đạo thần khí. Diệp Thần đều kinh hãi, một so 20 à. Hợp đạo thần khí như thế đáng tiền à. Khó trách Huyết Kiếm Môn phải đem biết luyện chế hợp đạo thần khí đoán tạo thần quân lưu lại, một mực không nỡ giết à, nguyên lai ở Linh Võ Đại Lục, một chuôi hợp đạo thần khí. Lại có thể bước ra cao như vậy giá cả, chính là phi hạc điện, kim đao môn bên trong hỗn nguyên tiên khí, chỉ sợ cũng bất quá chừng 10 chuôi đi. Linh Võ Đại Lục cũng không phải mỗi cái thế lực đều có hỗn nguyên tiên khí. Giống như là, một cái phi hạc điện toàn bộ tiên khí, mới có thể đổi một cái hợp đạo thần khí, thậm chí còn có thể đổi không tới. Cái này chỉ sợ sẽ là kim đao môn, phi hạc điện một mực sừng sững ở Bắc Cung gia tộc dưới quan hệ đi. Không có hợp đạo cảnh cường giả, liền không có cùng Bắc Cung gia tộc đối thoại tư cách, huống chi là thoát khỏi đi ra ngoài. Hợp đạo thần khí. Linh Tiên Đế Cung có thợ rèn, có thể luyện chế hợp đạo thần khí. Diệp Thần hỏi thăm. Có, Bắc Cung Tử Ngọc tỉ mỉ giải thích, thông thường mà nói, chỉ có bên trong cùng trở lên gia tộc và tông phái, mới có thể luyện chế hợp đạo thần khí cường giả, bởi vì luyện chế hợp đạo thần khí cần rót vào một số thời gian pháp tắc. Không hợp đạo cảnh khó mà chế tạo, trừ phi đặc thù kỳ nhân. Linh Tiên Đế Cung cường giả tạo hóa cảnh không nhiều, nhưng là hợp đạo cảnh cường giả vô cùng nhiều. Ngàn năm trước, các nàng tấn công liền biển vô tận một nơi núi đảo, thắt cổ trên 100 hợp đạo cảnh tiên thú, lấy được hơn 100 chuôi hợp đạo thần khí, nhưng là bản thân chỉ có hơn 10 vị hợp đạo cảnh cường giả mà thôi, cho nên có rất nhiều dư. Cộng thêm lên, Linh Vận Tiên Tôn các nàng đều thích thu học trò. Cung chủ và hai đại phó cung chủ, 8 đại trưởng lão Vân. Vân, mỗi một vị thu 100.000 đệ tử, có đệ tử sẽ tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh cấp, có thể thiếu hỗn nguyên tiên khí, các nàng không cách nào tự cấp tự túc, cho nên dùng thừa hợp đạo thần khí, một ít một nhị phẩm hợp đạo thần khí vội tới chúng ta trao đổi, lấy được nhiều hỗn nguyên tiên khí. Mà mỗi 100 năm qua giao dịch người, chính là Linh Vận Tiên Tôn. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần coi như là rõ ràng. Linh Tiên Đế Cung, hợp đạo cảnh cường giả hơn, nhưng là hợp đạo thần khí càng hơn, bản thân cũng có thể luyện chế hợp đạo thần khí. Bắc Cung gia tộc hợp đạo cảnh thiếu, hỗn nguyên cảnh cường giả rất nhiều, cho nên dùng hỗn nguyên tiên khí tới hướng Linh Tiên Đế Cung đổi hợp đạo thần khí,
bởi vì bản thân chỉ có thể luyện chế hỗn nguyên tiên khí, mà không cách nào luyện chế hợp đạo thần khí, hoặc là nói tốc độ luyện chế thật chậm, không đuổi kịp bên trong gia tộc cường giả tốc độ tăng lên. Trên thực tế, đến nhập thần cảnh trở lên sau đó. Tương ứng nhập thần cảnh, đối ứng tiên khí. Thần vương cảnh, thần vương khí. Hỗn nguyên cảnh, hỗn nguyên tiên khí đợi một chút, mỗi phá một cảnh giới đều cần tiêu hao một kiện binh khí, tỉ như thần vương cảnh 9 tầng thiên đột phá cần một kiện hỗn nguyên tiên khí, sau khi đột phá tiên khí dung vào bên trong cơ thể, hóa thành lực lượng, mà đây vị mới đột phá hỗn nguyên cảnh một tầng thiên cường giả, còn cần một kiện hỗn nguyên tiên khí. Giống như là, một cái cường giả cần hai kiện tương ứng binh khí, một kiện có đột phá, một kiện dùng cho chiến đấu. Linh tiên đế cũng có thể luyện chế hợp đạo thần khí, nhưng là hỗn nguyên tiên khí, cũng không có nhiều người như vậy đi luyện chế. Bắc cung gia tộc, có thể luyện chế hỗn nguyên tiên khí, nhưng là có thể luyện chế hợp đạo thần khí người rất ít. Cho nên, Bắc cung gia tộc mới sẽ hướng linh tiên đế cung giao dịch, hơn nữa là do linh vận tiên tôn tới phụ trách. Vậy lần kế phụ trách giao dịch thời gian là bao lâu? Linh vận tiên tôn sẽ đem mình đệ tử, mang tới địa phương nào đi tu luyện đâu? Diệp thần liên tục hỏi thăm. Lần kế giao dịch thời gian đại khái là một tháng sau. Cụ thể có thể còn sẽ có thay đổi. Bắc cung tử Ngọc suy tư nói, còn như linh vận tiên tôn môn hạ đệ tử tu luyện, ta cũng không biết, dẫu sao, ta mới nhập thần cảnh, chờ ngươi ra kim Phật mật tông chi địa, ta mang ngươi đi hỏi một chút trưởng lão đi. Đa tạ. Diệp thần hướng Bắc cung tử Ngọc hơi ôm quyền, suy nghĩ, xem trước khi tới hẳn là Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh đang kêu gọi ta. Cùng lần này kim Phật mật tông chuyến đi kết thúc, ta liền hỏi ra Hạ Nhược Tuyết các nàng tu luyện chỗ. Tất cả võ giả chuẩn bị. Sắp tiến vào. Trịnh bá khẽ quát một tiếng, kể cả Mộc Toại Nguyện cùng những thứ khác bốn phái trưởng lão chủ trì, đồng thời đánh ra không gian quy luật, hơi phá vỡ cấm chế. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Năm vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đồng thời đánh ra mình không gian quy luật, chỉ gặp không trung hiện ra năm đạo màu xanh nhạt chùm tia sáng, đồng thời đánh chúng màu vàng kim bảo vệ che chở, đảm bảo trên vòng bảo vệ dần dần sinh ra biến hóa, phơi bày mạng nhện mạc dạng, mơ hồ có chút tan tành. Nhưng tóm lại là không có bể tan tành, hai vị nửa bước hợp đạo cảnh. 18 vị hỗn nguyên cảnh kim Phật nơi liên thủ bố trí ra không gian vòng bảo vệ, còn chưa đến nỗi bị 5 vị hỗn nguyên cảnh đánh nát, chỉ là nhiều năm như vậy tu luyện, không gian bảo vệ thuẫn đã sớm xuất hiện vết rách, cũng đã mở nhiều lần, hiển nhiên không gian vòng bảo vệ là rất không được bao lâu, tới hơn còn có thể rất 50 năm chừng. Mộc Toại Nguyện âm thầm truyền âm cho Kim Đao Môn một người đệ tử khác Mộc Nguyên, lần này tiến vào kim Phật Mật Tông sau đó, tìm được trước một kiện tốt thần vương khí. Trực tiếp đột phá, sau đó vặn cổ Diệp Thí Thiên. Bên cạnh, Chân Không Tự Vô Dục chủ chỉ vậy truyền âm cho Niệm Tâm Hòa Thượng, nói, sau khi tiến vào, trực tiếp tiến vào bên trong bộ, tìm một kiện 6 phẩm 7 phẩm thần vương khí dùng cho đột phá, sau đó tìm cơ hội, chém chết Diệp Thí Thiên. Gần như đồng thời, Phi Hạc Điện Vương Thiên Trưởng Lão truyền âm cho một cái khác, hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Rất nhanh, Tử Lâm Tông Lâm Hiên, Hà Hiên. Từ Thiên Thành nhỏ Di Thiên, Tuyết Ưng Thành nhỏ Khuông Bạch, Trảm Nhật Phái Vô Ngân, Ngày Tháng Tông Trần Bản đợi một chút thiên tài võ giả, mỗi người cũng nhận được mình trưởng lão truyền âm, tiến vào Kim Phật Mật Tông sau đó, hết sức cố gắng đi nội bộ, không đi được nội bộ, bên ngoài bộ tìm mấy kiện tốt thần vương khí, trực tiếp đột phá. Sau đó tìm cơ hội, chém chết Diệp Thí Thiên. Giải quyết cái này khoai lang phỏng tay sau đó, lại mưu 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí. Cùng với những thứ khác thần vương khí và bảo vật. Niệm Tâm Hòa Thượng chắp hai tay, quần áo trắng tăng bào lộ vẻ được phá lệ thánh minh, nhìn một cái Diệp thần, truyền âm nói, Diệp thí chủ, sau khi tiến vào nhưng có hợp tác ý. Không có. Diệp thần trực tiếp đoạn tuyệt linh hồn truyền âm. Một khắc sau, màu vàng bảo vệ che chở chậm rãi xuất hiện một cái to lớn hang, đường kính chiều dài 100 mét hình tròn hang, từ bên ngoài nhìn. Tựa hồ có thể thấy được nội bộ đỉnh núi gác lửng, giống như là ngoài ra một phiến thiên địa vậy, lộ vẻ được phá lệ tường hòa. Kim Phật Mật Tông. Ở nước ra trong cốc, Diệp thần đánh giá địa hình, hơi lời nói, rõ ràng nhìn tiếp, là một nơi thế ngoại đào nguyên, có đỉnh núi sông cốc, gác lửng rừng cây, nhưng đứng ở nước ra cốc bên trong, ngược lại có chút kỳ quái à.
Ngay tại lúc này, Bắc Cung Tử Ngọc giải thích, sư phụ. Năm đó Kim Phật Mật Tông phạm vào đại kỵ, bất ngờ dẫn ma đầu tiến vào, suýt nữa đưa đến đại loạn, chúng ta Bắc Cung gia trong tộc vị kia hợp đạo cảnh cường giả ra tay, trực tiếp lấy Di Sơn Điền Hải Thuật, dịch chuyển liền một phiến đồng cỏ tới đây, che phủ ở Kim Phật Mật Tông di chỉ lên. Nguyên bản Kim Phật Mật Tông thuộc về một phiến bình nguyên đỉnh núi và rừng cây tiếp giáp. Nhưng là bị vị kia hợp đạo cảnh cường giả, trực tiếp dịch chuyển một phiến vô biên vô tận đồng cỏ xây đè xuống, nếu không phải hai vị chủ trì cùng phóng thích không gian quy luật, bảo vệ được Kim Phật Mật Tông di chỉ, nếu không nội bộ hết thảy, sớm bị đè tới dưới đất, mà đây nứt ra cốc, hiển nhiên cũng là bởi vì là màu vàng đảm bảo vòng bảo vệ xuất hiện, cho tới vậy phiến rơi xuống đồng cỏ bị tăng nứt ra lái tới. Vậy cũng được phải cẩn thận. Nếu như ta lúc đi ra, màu vàng bảo vệ che chở bể nát, những thứ này xây đè xuống, cũng không phải là làm việc nhỏ. Giữa lúc Diệp Thần lầm bầm lầu bầu lúc, bên tai truyền tới Trịnh Bá thanh âm, vào. Vào. Năm vị hỗn nguyên cảnh cường giả đồng thời hét lớn một tiếng. Nói xong, Khuông Bạch, Di Thiên, Hà Hiên, Niệm Tâm Hòa Thượng, Vô Ngân các người, quen việc dễ làm trực tiếp tung người nhảy một cái. Nhảy xuống nước ra cốc, ở giữa không trung điều chỉnh mình thân hình, chậm rãi rơi xuống đi, muốn rơi vào mở ra hang bên trong. Ta cũng đi, Tử Ngọc, Linh Vận Tiên Tôn sự việc, phiền toái ngươi sẽ giúp ta hỏi dò một chút. Diệp Thần lúc nói chuyện, đã có mấy trăm người đã nhảy xuống, hắn cũng theo đó nhảy xuống, chảy xuống không biết nhiều ít gạo, gặp được màu vàng bảo vệ che chở, ngắm nhìn bốn phía vừa thấy, mình lại có thể hạ xuống được so người khác cũng sắp. Kỳ quái à? Bọn họ trước nhảy xuống, làm sao ở ta phía sau? Chẳng lẽ, có mờ ám? Hắn đang kịp phản ứng lúc, bởi vì thân hình tốc độ cực nhanh, khi tiến vào phá vỡ hang sau đó, nguyên bản hẳn rơi ở phía dưới trăm mét vị trí, đó là một nơi có năm vị hỗn nguyên cảnh cường giả cấu tạo đi ra bình thai. Nhưng là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, hai chân trực tiếp xuyên thủng bình thai, lại điên cuồng đi xuống tiếp tục rơi đi. Đó là hoàn toàn thuộc về Kim Phật Mật Tông địa phương. Mặt đất khoảng cách bảo vệ che chở có hơn ngàn mét cao, nhập thần cảnh cường giả lại không cách nào ngự không, vì phòng ngừa có chút đệ tử trực tiếp rơi xuống quăng thành trọng thương, cho nên 6 vị liên thủ ở cách mặt đất 500 mét chỗ, dùng không gian quy luật lực cấu tạo ra một phiến to lớn bình thai, cung cấp những đệ tử kia dừng lại xuống lần nữa rơi. Nhưng không nghi ngờ chút nào, những người khác tung tích thời điểm, đều là thi triển ngự gió quyết và thân pháp, chậm chạp hạ xuống. Diệp Thần là trực tiếp rơi xuống, bình thai không chịu nổi hắn lực lượng. Niệm Tâm Hòa Thượng rơi vào trên bình đài, nhìn chăm chú chặt vừa thấy người phía dưới ảnh, không khỏi được kinh ngạc nói, làm sao? Diệp Thí Thiên đã tới à? Làm sao thẳng tiếp theo? Đó cũng không tốt tìm lại hắn à? Diệp Thí Thiên đâu? Tuyết Ưng Thành nhỏ Khuông Bạch, Trảm Nhật Phái Vô Ngân. Ngày tháng tông trần bản các người cũng rơi vào trên bình đài, không khỏi được kinh ngạc, rõ ràng thấy được Diệp Thí Thiên trước xuống, làm sao không thấy được. Diệp Thí Thiên thật giống như, đi xuống trước, Niệm Tâm Hòa Thượng có chút kinh ngạc. Đi xuống trước, hắn không sợ té chết à. Vô Ngân ôm tay khắp nơi cha xem, vậy không thấy được Diệp Thí Thiên tung tích, không khỏi được buồn bực nói, chạy. Chạy đi nội bộ, vậy kế tiếp giết thế nào hắn? Không biết. Chúng ta đi trước bên ngoài xem một chút đi. Tìm thần vương khí, sau khi đột phá lại đi chu diệt Diệp Thí Thiên. Hà Hiên, Lâm Hiên, Trần Bản các người rối rít lời nói trước. Rất nhanh, cái này mấy người khống chế thân thể nghiêng đi xuống, căn bản không dám hướng Diệp Thần như vậy trực tiếp đi xuống rơi xuống. Bọn họ đi xuống sau khi rời đi, những thứ khác hơn 1.000 người mới lục tục đi tới trên bình đài, không ít người nhìn phía dưới khoảng cách mấy trăm thước mặt đất. Đều có sợ hãi, khoảng cách này tung tích đi xuống, một cái làm không tốt, có thể té thành tàn phế, đi theo bị phía sau rơi xuống đánh chết à. Linh võ đại lục không giống với Côn Lôn hư, trọng lực rất lớn, không thần vương cảnh không thể ngự không, thậm chí thần vương cảnh cũng chỉ có thể đạp không, hỗn nguyên cảnh cường giả mới có thể ngự không, nhập thần cảnh võ giả, từ trời cao suy rơi xuống, không chết cũng tàn, tình huống tương tự với Hoa Hạ, một ít luyện võ qua công người như nhau. Cao lầu té xuống, có thể không chết, nhưng vô cùng có thể tàn phế. Phía dưới, Hà Hiên các người rơi xuống đất, không có thấy được Diệp Thần, liền tự đi đi tìm thần vương khí. Mà cùng thời khắc đó,
xa xa trên một ngọn núi Thiên Thủ Các bên trong. Một người thanh niên ngồi ở gác lửng bên cạnh, không ngừng thở hào hển, thật may ta thân pháp tạm được, nếu không tuyệt đối té chết. Hả, không đúng à, lầu các này như thế nào cùng bên ngoài cách nhau một đạo kim sắc vòng bảo vệ à? Nói chuyện chính là Diệp Thần. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này một phiến kim Phật mật tông chi địa, chủ yếu do ba bộ phận nơi tạo thành, bộ phận thứ nhất là bình nguyên và rừng rậm, cũng có một ít nhỏ xíu gác lửng và miếu, mơ hồ là từng cái thần vương cảnh kim thân Phật Thích Ca chỗ ở. Cái thứ hai bộ phận, chính là núi rừng và con sông bây giờ, đứng vững vàng hơn 10.000 nhà, hẳn là năm đó nhiều người hòa thượng nghỉ ngơi và luyện công chỗ, mỗi một gian phòng phòng cái gác lửng ra, cũng có một đạo nhàn nhạt màu vàng vòng bảo vệ, tựa hồ là cần võ giả đem vòng bảo vệ đánh vỡ, mới được bảo vật bên trong và thần vương khí. Đồng thời, núi rừng và dưới đất, cũng có một ít nhà, hàm chứa nhập thần cảnh và thần vương khí. Bộ thứ ba phút, chính là Diệp Thần chỗ ở Thiên Thủ Các. Chỗ tòa này Thiên Thủ Các, thành lập ở 200 trượng trên ngọn núi, có chút tương tự với Hoa Hạ cổ kiến trúc, nhưng là muốn hùng vĩ được hơn, bên ngoài có tường thành, nội bộ cao đến 20 hơn tầng. Giống như hùng vĩ cung điện vậy, chỉ riêng Thiên Thủ Các liền cao đến mấy trăm mét, từ mặt đất thẳng tới màu vàng vòng bảo vệ nóc, giống như một cây đỉnh thiên lập địa thần trụ vậy, đứng ở phía trên có thể mắt nhìn xuống toàn bộ kim Phật mật tông chi địa. Mà đây ngồi Thiên Thủ Các và đỉnh núi cùng bên ngoài có một đạo càng là hùng vĩ màu vàng vòng bảo vệ, tựa hồ là cách trở ba dùng. Bỗng nhiên lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Băng Kiếm Tiên Tôn mở miệng nói, thằng nhóc, nơi này chính là nội bộ. Ta có thể cảm ứng được, nơi này có rất nhiều hỗn nguyên tiên khí hơi thở, hẳn chứa đựng 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 2 chuôi hợp đạo thần khí. Diệp Thần khẽ gật đầu, khắp nơi tra xem dưới, phát hiện Thiên Thủ Các màu vàng vòng bảo vệ, bị mình té ra một cái hố to, tựa hồ là mới vừa rồi tự rơi xuống, phát hiện không đúng, liền lợi dụng giết thần kiếm thành tựu bay lượn khí, bay lượn đến chỗ tòa này màu vàng vòng bảo vệ bên ngoài, bất ngờ tiến vào. Ta nhớ, Niệm Tâm Hòa Thượng và Bắc Cung Tử Ngọc đều nói qua. Nội bộ Thiên Thủ Các, chỉ có người trong Phật môn mới có thể đi vào à? Lần trước Niệm Tâm Hòa Thượng sau khi đi vào, chỉ là đạt được một chuôi cấp 4 thần vương khí. Diệp Thần suy nghĩ, bỗng nhiên thấy được trong tay mất đi Phật văn, chẳng lẽ, ta trước tu mất đi Phật văn, ẩn chứa Phật gia lực, cho nên màu vàng vòng bảo vệ lấy là ta là người trong Phật môn, để cho ta tiến vào. Đây là duy nhất giải thích. Băng Kiếm Tiên Tôn gật đầu một cái, trả lời. Hẳn là như vậy. Ngươi đi thăm dò chỗ tòa này gác lửng đi. Ta cảm ứng đến, luân hồi mộ địa bên trong ba tấm bia đá phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Phỏng đoán không cần một ngày, thần của bọn họ niệm liền sẽ ra. Diệp Thần gật đầu, chợt xoay người tiến vào Thiên Thủ Các bên trong, vốn là mình rơi đến tầng thứ 7 bên ngoài trên ban công, kết quả vừa đi vào, ngay lập tức gian liền truyền tống đến tầng thứ nhất. Hắn thả mắt thấy trong tầng thứ nhất, khắp nơi trưng bày 18 đồng nhân, đoán sai đây cũng là khảo nghiệm Phật môn đệ tử sử dụng. 18 đồng nhân, giống như là 18 cái chiến khôi, đều có nhập thần cảnh 5-6 tầng thiên tả hữu chiến lực. Dưới sự liên thủ, có thể chiến nhập thần cảnh 9 tầng thiên. Giữa lúc Diệp Thần suy tư quan sát lúc, chợt một đạo tiếng chuông gõ, 18 đồng nhân đồng thời khởi động, quanh thân quanh quẩn đạo đạo kim sắc Phật văn. Thương thương thương, tiếng chuông, 18 đồng nhân phát ra đạo đạo thanh âm thanh thúy. Rất nhanh, một vạch kim quang vạch qua, 18 đồng nhân biến thành người sống mặc dạng 18 vị La Hán, tất cả tay cầm trường côn quyết liên tới tới. Tốc độ nhanh, thậm chí truyền tới đạo đạo tiếng xé gió. 7 chuôi cấp 6 tiên khí trường côn, quyết liên càn quét tới, chính giữa Diệp Thần ngực, vang lên một đạo thanh âm nặng nề. Diệp Thần xoay người một cái nắm 7 chuôi trường côn, trực tiếp thu vào luân hồi mộ địa bên trong, ta đây là muốn xem các ngươi có nhiều ít tiên khí trường côn. Vèo vèo, lại là 5 cây cấp 6 tiên khí trường côn rút ra tới. Diệp Thần lộ ra kim thân, trực tiếp chống cự trường côn, vang khắp ra đếm đạo thanh âm, chợt bắt lại tiên khí trường côn, lần nữa thu vào luân hồi mộ địa bên trong. Hắn chủ động hành động, thân hình linh hoạt. Vạch qua mấy vị khác La Hán trước người, trực tiếp lấy đi bọn họ tiên khí trường côn. 18 đồng nhân trận. Ta mới không để cho các ngươi kết trận.
ta trực tiếp lấy đi các ngươi binh khí, xem các ngươi làm sao kết trận. Tiếng nói vừa dứt, 18 cái đồng nhân nhanh chóng rút người ra hợp nhất, bày ra một bộ ngăn địch trận pháp. Còn có thể kết trận. Thu các ngươi tiền đá, xem các ngươi làm sao kết trận. Diệp Thần xông ngang đánh thẳng, liều mạng thân sắc oai, trực tiếp đụng ra 18 cái đồng nhân, hai tay có móng, trực tiếp đưa vào hai cái đồng trái tim người, lấy ra hai quả thượng phẩm tiên đá, mất đi nguồn năng lượng cây trầu người giống như bị rút ra đầu cắm người máy như nhau, té xuống đất. Diệp Thần sớm khi tiến vào thần đan quân chủ trong cung điện lúc, liền đụng phải tương tự chiến khôi. Hắn tự nhiên biết như thế nào giải quyết. Ngắn ngủi mấy chục giây bây giờ, Diệp Thần nhổ hết 18 cái đồng nhân tiên đá. Đông đông, đạo đạo tiếng chuông vang lên, chợt lại truyền tới hai đạo phá cửa tiếng. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, trong tương lai đại môn mở ra, là đi thông tầng thứ hai lối đi, ngoài ra một đạo trong cửa, chính là đặt ở một kiện cấp một thần vương khí, phía trên có khắc ba chữ to hàng ma sử. Hàng ma sử lên cấm chế tự động tháo ra, hắn nắm lên hàng ma sử, nhìn chung quanh một chút tình huống, suy tư nói, hẳn phá một lần có thể được một chuôi thần vương khí. Trên cái giá hẳn bày 18 kiện thần vương khí. Bây giờ chỉ có một món, hẳn trước khi người không hề thiếu phá vỡ tầng thứ nhất, lấy đi những thứ khác 17 kiện hàng ma sử. Niệm tâm hòa thượng nơi đó, chắc có một kiện hàng ma sử đi. Diệp Thần thu lấy 18 cái đồng nhân, làm là chiến lợi phẩm của mình, suy tư nói, ước chừng tầng thứ nhất thì có thần vương khí, trong tương lai hẳn khen thưởng không thiếu, ngược lại là phải hơn cướp lấy một ít thần vương khí. Tự chữa diệt hồn ma thần thương và giết thần kiếm. Hai kiện binh khí cũng hư hại. Lại dùng đi xuống sợ muốn băng liệt, phải cần dùng những thứ khác thần vương khí tới tự chữa mới được. Kim Phật văn chỉ và 18 kiện hỗn nguyên tiên khí. Còn lấy vậy hai kiện hợp đạo thần khí, hẳn ở tầng chót nhất đi. Diệp Thần bước lên tầng thứ hai, thấy giống vậy 18 đồng nhân trận, nhưng cấp bậc rõ ràng so với trước đó cao được hơn. Một cái chiến lực liền sánh bằng nhập thần cảnh 7 tầng thiên trừng. Diệp Thần tiếp theo bắt đầu phá trận. Một giờ trôi qua, Diệp Thần đến tầng thứ 5, bởi vì phá vỡ tầng 4, liền lấy được 72 cái nhập thần cảnh chiến khôi, 4 chuôi sơ kỳ thần vương khí. Tầng thứ 5 lúc, ngược lại là đụng gặp một tôn canh phòng ở chỗ này cường giả, thực lực có thể so với thần vương cảnh nhị tầng thiên, hiển nhiên năm đó niệm tâm hòa thượng, hẳn đánh bại nơi này. Diệp Thần ở phá trận đồng thời, thiên thủ các bên ngoài nhưng là toát ra từng đạo màu vàng Phật văn. Bên ngoài mọi người đưa mắt nhìn thì những thứ này Phật văn, không được có thần sắc biến đổi, rối rít biết có người ở phá quan. Khuông Bạch đánh giá chung quanh, phát hiện có thể đi vào nội bộ niệm tâm hòa thượng vẫn còn ở vùng lân cận, không khỏi được thần sắc biến đổi, chẳng lẽ phá quan chính là Diệp Thí Thiên. Mọi người mới vừa đi vào, đều còn ở tụ tập ở một chỗ. Trừ đi bất ngờ, hoặc là khiêu khích bị đánh chết trên trăm người ra, những người khác đều ở đây, không có ở đây người, hoặc là không đóng chặt người khác, thực lực vậy không mạnh tồn tại, nhưng Khuông Bạch nhưng phát hiện, Diệp Thí Thiên không ở nơi này. Theo đạo lý mà nói, lần này 2.000 người, có một nửa là chưa đi đến nhập qua Kim Phật Mật Tông di chỉ người. Di chỉ hạn kỳ là 7 ngày, đầu một ngày mọi người đều là thăm dò địa hình lại phá vỡ một ít trận pháp. Thứ hai ba trời, mọi người mới sẽ đi trong rừng núi tìm các loại bảo vật, chỉ là mới vừa đi vào một lát, liền trực tiếp đi nội bộ thiên thủ các phá quan người, cơ hồ không có. Có thể đi nội bộ phá quan, không phải là 200-300 người mà thôi. Cái này 200-300 người đều là chân không tự, không voi chùa, không cách nào chùa đợi một chút chùa miếu tăng nhân hòa thượng, chính giữa mạnh nhất chính là niệm tâm hòa thượng, niệm tâm hòa thượng cũng không có đi. Vậy ở phá quan là ai? Lại có ai có thể, trực tiếp phá đến cửa thứ 5, còn đưa tới thiên thủ các và màu vàng vòng bảo vệ đồng tình? Chỉ có Diệp Thí Thiên. Đáng chết, Diệp Thí Thiên ở bên trong bộ phá quan. Chúng ta nhanh chóng tìm thần vương khí đột phá, cùng nhau xông vào bên trong, diệt hắn. Vô Ngân chợt rời đi, chạy thẳng tới núi rừng đi, phải đi nơi đó thần vương cảnh cường giả miếu bên trong, tìm thần vương khí đột phá. Không có thần vương cảnh tu vi, không cách nào cưỡng ép tiến vào bên trong bộ. Chúng ta trước đột phá, cùng nhau giết vào bên trong, diệt Diệp Thí Thiên, không thể để cho hắn phá cảnh đến nhập thần cảnh. Nếu không chính là hắn truy đuổi giết chúng ta.
Khuông Bạch, Trần Bản, Hà Hiên, Lâm Hiên đợi một chút nhân vật dẫn đầu rối rít hạ quyết tâm, mỗi người hướng một ít có trận pháp hơi thở tàn tạ miếu phóng tới, mãnh công miếu lên màu vàng vòng bảo vệ, những đồng môn khác sư đệ cũng ở đây tương trợ bọn họ. Muốn phá vỡ một ít miếu, nhà màu vàng vòng bảo vệ, vô cùng là khó khăn. Tùy tiện một đạo đều cần thần vương cảnh chiến lực, phá vỡ một đạo đều cần mấy chục trên trăm người, cố gắng một hai ngày mới được. Đây cũng là nhiều năm như vậy bên ngoài một mực không bị quét hụt nguyên nhân, tới một cái thời gian ngắn không kịp, thứ hai số người hơn, có thể phá ra vòng bảo vệ hậu nhân cướp đoạt. Nhưng là bây giờ bỏ mặc nhiều người như vậy. Tất cả mọi người mục tiêu đều là phá cảnh, đi giết Diệp Thần, sợ bị Diệp Thần đánh chết. Vèo vèo vèo. Từng vị cường giả phá trận rời đi, Niệm Tâm Hòa Thượng cha xem cỡ đó, phát hiện 1.800 nhiều người, đã tản đi hơn nửa. Còn ở chung quanh đều là tu Phật võ giả. Niệm Tâm Đại Sư Huynh. Chúng ta cũng đi nội bộ đi. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào bên trong bộ. Lần trước chúng ta không có bể mở ải thứ nhất. Lần này nhiều người như vậy nhất định có thể. Không thiếu nhập thần cảnh tầng 8 trời, mới vào 9 tầng thiên tăng nhân rối rít kể trước. Không. Đi trước trên ngọn núi miếu. Niệm Tâm Hòa Thượng nhìn tiếp tục tản phát kim quang thiên thủ các. Nói ta chỉ phá cửa thứ tư, cửa thứ năm không có sánh bằng thần vương cảnh 2-3 tầng thiên chiến lực, ta khó mà phá vỡ. Diệp Thí Thiên hẳn cần một đoạn thời gian. Chúng ta đi trước cái đó khám sát tốt miếu, cướp lấy cấp 7 thần vương khí, ta sau khi đột phá lại đi giết Diệp Thí Thiên. Niệm Tâm Hòa Thượng cũng không dằn nổi, Diệp Thí Thiên tốc độ quá nhanh, nguyên lấy là Diệp Thí Thiên không vào được nội bộ, mọi người đều có thể từ từ đi. Không nghĩ tới. Diệp Thí Thiên cái đầu tiên đi vào, cái đầu tiên tiến vào bên trong bộ, phá quan tốc độ cũng là thứ nhất, tiếp tục như vậy nữa, mọi người cũng được xong đời. Nhất định phải đuổi ở Diệp Thí Thiên phá ải thứ 9, đạt được không tệ thần vương khí đột phá trước, mình trước đột phá, như vậy mới có sức tự vệ. Niệm Tâm Hòa Thượng dẫn 270 vị nhập thần cảnh hậu kỳ tăng nhân, chạy tới bên trái tòa kia trăm trượng đỉnh núi, muốn đi tới trước phá vỡ miếu trước kim quang vòng bảo vệ. Đó là một tòa thần vương cảnh tầng 8 thiên đỉnh cấp Phật Thích Ca ở miếu, hắn đã sớm thăm dò tốt. Lần này phỏng đoán tập họp mọi người lực, chưa dùng tới nửa ngày liền có thể phá vỡ. Lại dùng một ngày thời gian phá cảnh sau trực tiếp đi giết Diệp Thí Thiên, sợ bị Diệp Thí Thiên trước phá cảnh đánh chết hắn. Kim Phật Mật Tông bên trong, hơn 1.000 người mỗi người hành động, có tập họp mọi người lực phá vỡ vòng bảo vệ, đạt được thần vương khí ngay tức thì. Giết lẫn nhau đứng lên, có phá vỡ vòng bảo vệ, lại bị những người khác cướp đoạt. Duy chỉ có Khuông Bạch, Niệm Tâm Hòa Thượng, Hà Hiên, Lâm Hiên, Phô Ngân, Trần Bản các người xuất lĩnh đội ngũ, coi như an ổn một ít. Thiên thủ các bên trong, Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ đối phó vậy là vị cường giả, hắn không quan tâm chút nào người ngoài ý tưởng. Cho dù là đối với hắn ngút trời sát ý, hắn rất rõ ràng, chỉ có mạnh mẽ mình và không ngừng đột phá. Mới là linh võ đại lục sinh tồn vương đạo. Bên ngoài thung lũng lên, Trịnh Bá nhãn lực bất phàm, thấy được di chỉ bên trong Phật văn quanh quẩn, không khỏi kinh ngạc nói, rốt cuộc là ai? Lúc này mới đi vào 2 giờ, cũng đã phá 4 cửa. Hẳn ta chùa Niệm Tâm, Vô Dục chủ chỉ chắp hai tay, nhắc tới một câu, A-di-đà Phật. Ta chùa Niệm Tâm, vốn là muốn mưu cầu một kiện cấp 7 thần vương khí thiền trượng. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đi thiên thủ các phá quan. Thật không hổ là ta chân không tự đại đệ tử à, lão nạp cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Hắn hơi cúi đầu, nhìn như tỏ ý những người khác, trong mắt nhưng lại một cổ vẻ ngạo nghễ. Ta chùa Niệm Tâm. Lần này đi vào một tiếng, liền liên phá 4 cửa. 7 ngày thời gian, đủ để phá 9 quan, thậm chí đủ để ở bên trong bộ phá cảnh, có lẽ có thể phá quan 15 đâu. Ta xem chưa chắc à. Có lẽ là phái ta Hà Hiên và Lâm Hiên đâu. Tử Lâm Tông Lâm Khoan trưởng lão ôm tay, từ từ nói, Kim Phật Mật Tông vòng bảo vệ, những năm gần đây, đã suy nhược quá nhiều, nội bộ thiên thủ các bên ngoài vòng bảo vệ, có lẽ không ngăn được cái cường giả khác. Nhất là giống như là phái ta Hà Hiên. Chiến lực không thấp, lại là thiên bảng thứ hai, trực tiếp tiến vào thiên thủ các bên trong phá quan, cũng giống như vậy. Phái ta Lý Hoành cũng không tệ, thiên bảng thứ nhất. Bên cạnh, vị kia Trảm Nhật phái trưởng lão nhẹ sờ râu, cười nói, phái ta Lý Hoành,
chiến lực sánh bằng thần vương cảnh 3 tầng thiên, liên phá 4 cửa, cũng là vậy là có thể. Phái ta vương đạo, thiên bảng thứ 3. Phái ta khuông bạch, thiên bảng thứ 6. Phái ta trần bản, thiên bảng thứ 8. Phái ta. Không thiếu lão đầu tử rối rít tán dương nhà mình đệ tử, giờ phút này cũng cảm thấy là đệ tử mình, ở thiên thủ các bên trong liên phá 4 cửa. Thậm chí cảm thấy ở 7 ngày kỳ hạn hết hạn trước, liên phá 10 quan, đạt được một chuôi đứng đầu thần vương khí đâu. Bắc cung tử Ngọc nghe, không ở lắc đầu, nói nhỏ các ngươi chớ cao hứng quá sớm, vạn nhất là ta sư phụ đâu. Diệp Thí Thiên. Thất tiểu thư, người đang nói đùa chứ. Trảm Nhật phái trưởng lão cười nói, Diệp Thí Thiên vận dụng lá bài tẩy mới có thần vương cảnh chiến lực, phá quan làm sao có thể dùng lá bài tẩy, bình thường chiến lực cũng không quá sánh bằng Mộc Phong, nhưng phái ta Lý Hoành nhưng mà thiên bảng thứ nhất. Tùy tùy tiện tiện liền có thể lực áp hắn. Quả thật, Diệp Thí Thiên vận dụng lá bài tẩy, tựa hồ hậu quả không nhẹ, không thể nào phá quan dùng lá bài tẩy. Thực lực chân chính, tuyệt không bằng Vương Đạo, Lý Hoành và Hà Hiên, phá quan tuyệt đối không phải hắn. Không thiếu trưởng lão lên tiếng hủy bỏ. Đùa gì thế, phá quan cũng không phải là lôi đài thi đấu. Diệp Thí Thiên đánh chết một cái Mộc Phong mà thôi, hơn nữa thật giống như giá phải trả không nhỏ, phá quan làm sao có thể nhanh như vậy. Có lẽ Diệp Thí Thiên, bây giờ đang bị đuổi giết đây. Mộc Toại Nguyện thong thả tai tai nói, phỏng đoán hắn không sống qua mấy ngày. Toàn bộ tiến vào Kim Phật Mật Tông di chỉ người, vượt qua 30%, chỉ ít 500-600 người là muốn giết Diệp Thí Thiên. Không phải hắn. Diệp Thí Thiên quá mạnh mẽ. Hắn không chết, chúng ta không có được tốt bảo vật, thần vương khí cùng loại bảo vật, cũng sẽ bị Diệp Thí Thiên cướp đoạt. Thêm nữa, cũng không có ai có thể đơn độc chống cự Diệp Thí Thiên, có thể so với thần vương cảnh 7 tầng thiên chiến lực. Vương Đạo, Lý Hoành, Hà Hiên, ba vị thiên bảng trước ba cường giả, cũng không ngăn nổi. Bọn họ ba người đơn độc đối chiến thần vương cảnh 2-3 tầng thiên đều được, thậm chí có không nhỏ phần thắng. Nhưng sẽ đối vác có thể bùng nổ thần vương cảnh 7 tầng thiên Diệp Thí Thiên, không nghi ngờ chút nào thất bại, nếu thất bại vậy sẽ phải trước liên hiệp, trăm vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên, còn không tin giết không chết Diệp Thí Thiên. Thần vương cảnh 7 tầng thiên, thật là mạnh, cũng tốt yếu. Trăm vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên, có thể đồ thần vương cảnh tầng 7 tầng 8 thiên. Nếu như đi vào 400 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên toàn bộ hợp lực, lấy trận pháp chống lại hỗn nguyên cảnh một tầng thiên cường giả, chưa chắc không được. Mục Toại Nguyện thần giác mở ra lau một cái tự ý nụ cười, nói chỉ là đáng tiếc, các phái 400 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên khó mà hợp tác, nhưng là chúng ta 9 đại phái 200 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên đệ tử nhưng là có thể hợp lực, giết một cái Diệp Thí Thiên, không nói ở đây. Hắn ôm tay nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, hơi nói, thất tiểu thư, lần này, ngượng ngùng. Đi vào thời điểm, Khuông Bạch, Trần Bản, cùng với phái ta Mộc Lam Đô nói, Diệp Thí Thiên là một uy hiếp. Bọn họ trước phải diệt trừ Diệp Thí Thiên, bất quá thất tiểu thư yên tâm, người sư phụ, toàn thây chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi. Ngươi không cần quá mức tức giận, ta đâu, trước cho ngươi đánh dự phòng châm, đến lúc đó đừng hổn hển, tìm chúng ta 9 đại phái phiền toái. 9 phái hợp lực, hội tụ thiên bảng trước 50 cường giả. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên vượt qua 200 vị, còn không tin giết không chết Diệp Thí Thiên. Loại chuyện này, thật để cho Diệp Thí Thiên liền chạy, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Trịnh Bá, Bắc Cung Tử Ngọc nhìn về phía Trịnh Bá. Trịnh Bá khẽ lắc đầu, truyền âm nói Kim Phật Mật Tông di chỉ bên trong, sinh tử có số giàu sang do trời, chết không phải chúng ta có thể khống chế. Chỉ có thể kỳ vọng Diệp Thí Thiên thông minh chút. Hết sức cố gắng né tránh, 7 ngày sau tự đi đi ra đi. Ở Trịnh Bá trong mắt, Diệp Thí Thiên đúng là yêu nghiệt. Nhưng là mũi nhọn quá lộ. Bộc phát ra thần vương cảnh 7 tầng thiên chiến lực, lại bị Mộc Toại Nguyện tận lực thổi phồng, trực tiếp trở thành mục tiêu của mọi người. Hắn tự thân cũng mới đế tôn cảnh 9 tầng thiên. Đối mặt 200 hơn vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên đánh giết, làm sao có thể không chết. Cái này 200 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên, trong đó trước 50 vị, đều là nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, thực lực chênh lệch và chết trận Mộc Phong, Vương Bằng chỉ kém một đường, là loại bỏ trong tay thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí,
nhưng xem tự thân chiến lực hạng. Như vậy, 50 người đều là các loại tài năng xuất chúng. Những thứ khác 150 người, có phải là mới vào 9 tầng thiên, có được dừng lại cầm tháng, chiến lực không phải quá cao, nhưng tuyệt đối không địch lại. Như tình huống như vậy hạ, ví dụ như thiên linh thành chủ như vậy lão bối nhân vật đối mặt, cũng được chết tại chỗ, huống chi là Diệp Thí Thiên. Nếu như chính diện đối với chi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như né tránh, có lẽ có thể sống. Bắc Cung Tử Ngọc than thở một tiếng, sớm biết như vậy, cần phải làm cảnh cáo sư phụ, bùng nổ chiến lực vậy đừng bạo được quá mức, đưa tới các phe chú ý, mũi nhọn quá lộ. Chỉ có thể trông đợi Diệp Thí Thiên không chết, còn như trọng thương, nặng hơn tổn thương, cũng có thể cho hắn chữa khỏi. Dẫu sao, trong tương lai tu luyện tịch diệt chi đạo, còn cần Diệp Thí Thiên tương trợ. Trịnh Bá, ngươi liên lạc Lý Long Giang trưởng lão, hỏi một câu Linh Vận Tiên Tôn tình huống. Ví dụ như Linh Vận Tiên Tôn mới thu học trò, gần đây ở nơi đó đợi một chút tình huống. Bắc Cung Tử Ngọc lấy ra một quả ngọc bội, đưa cho Trịnh Bá, nói, đây là ta cho Lý trưởng lão thù lao, có thể so với một kiện cấp 6 thần vương khí giá trị. Được, thất tiểu thư. Trịnh Bá nhận lấy ngọc bội, bắt đầu lợi dụng đưa tin lệnh bài, liên lạc Bắc Cung gia tộc Lý Long Giang trưởng lão, đối phương là hợp đạo cảnh cường giả, lấy một kiện có thể so với cấp 6 thần vương khí ngọc bội, mời đối phó dò xét một ít tư liệu, đã là cho đủ mặt mũi. Cùng lúc đó, Kim Phật Mật Tông bên trong, Thiên Thủ Các bên trong, Diệp Thần ngồi ở tầng thứ 8 trong phòng, cả người máu tươi, tay cầm hai chuôi mới vừa đạt được ngũ phẩm thần vương khí hàng ma sử. Khẽ thở dài một cái nói tầng thứ 8 xuất hiện Phật Thích Ca, đã là thần vương cảnh 4 tầng thiên. Đi lên nữa đánh, tầng thứ 9, có thể là thần vương cảnh ngũ tầng thiên Phật Thích Ca chiến khôi chấn giữ. Hoặc là chính là chúng sanh niệm lực biến thành kim thân La Hán, dầu gì là năm xưa bị vây ở chỗ này cường giả. Khó trách, từ tầng thứ 6 bắt đầu, mỗi một cái gian phòng đều có 18 kiện thần vương khí, nguyên lai trước kia người, căn bản không có đi lên qua. Hắn uống mấy quả chữa thương đan dược, thương thế trên người vẫn còn ở khép lại, mượn băng kiếm tiên tôn lực lượng, hắn xuyên qua 5-6-7-3 cửa, cưỡng ép đạt được đến gần 50 kiện thần vương khí, nhưng đều là một nhị phẩm tam phẩm thần vương khí. Mỗi đóng một cái đều có 18 kiện thần vương khí. Nhưng là mỗi đóng một cái chấn thủ người, đều có thần vương cảnh 2-3 tầng thiên, có cái này cùng chiến lực nhập thần cảnh 9 tầng thiên người, ví dụ như Vương Đạo. Lý Hoành các người không tư cách vào tới, có thể đi vào niệm tâm hòa thượng, chiến lực không cao, không cách nào kéo dài qua cửa, một mực cắm ở cửa thứ tư. Trước kia nhiều lần mở Kim Phật Mật Tông di tích, tiến vào kém không nhiều đều là xông đến cửa thứ tư. Cho nên Diệp Thần mới được như thế nhiều thần vương khí, có thể đi lên nữa phá quan, hắn không phá cảnh là không được, nhưng là trước mắt hắn có cao nhất phẩm cấp thần vương khí, là cấp 6 thần vương khí giết thần kiếm. Còn là không lành lặn. Như vậy thứ nhất, phá cảnh sợ rằng chiến lực gia tăng không lớn. Vèo vèo. Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa sổ dâng lên mấy đạo thần trụ, nối thẳng thương khung, gắn đầy một cổ khí tức mạnh mẽ. Diệp Thần đi tới bên cửa sổ vừa thấy, hơi biến sắc mặt, nói, Hà Hiên, Lâm Hiên, Niệm Tâm Hòa Thượng cùng 7 người, đều bắt đầu phá cảnh. Nhìn khí thế, dùng là 4-5 phẩm thần vương khí. Phá cảnh sau hẳn liền trực tiếp là thần vương cảnh tầng 3-4 thiên. Phá cảnh, cần một ngày thời gian. Ý nghĩa, ta chỉ có một ngày thời gian. Cũng không có hỗn nguyên tiên khí, ta rốt cuộc phá còn không phá cảnh. Hắn thuộc về cực lớn quấn quýt bên trong, giờ phút này phá cảnh đối với không tu luyện tăng phúc không lớn, nhưng là không phá kính, rất có thể bị xông vào Hà Hiên các người vây đánh, thậm chí Thiên Thủ Các cũng sẽ bể tan tành, đến lúc đó Thiên Thủ Các đổ một cái. Mình coi như không vớt được chỗ tốt gì. Thương thương thương. Thương thương thương. Bỗng nhiên lúc này, từng trận bể tan tành tiếng truyền ra. Đất luân hồi, ba khối mộ bia đầy vải vết rách, tràn ra tường hòa Phật môn kim quang. Sau đó ba khối mộ bia vỡ vụn, ba đạo thân ảnh vừa nhảy ra, tất cả tay cầm hàng ma sử, trước màu trắng tăng bào, giống như thánh hòa thượng vậy. Là ba vị hỗn nguyên cảnh kim Phật. Đến từ Kim Phật Mật Tông ba vị Kim Phật, bọn họ căn nguyên cũng bị đoạn lấy. Từng đạo Phật văn quanh quẩn ở ba vị Kim Phật trên mình, lộ vẻ được phá lệ tường hòa thần thánh.
tựa như chính là Hoa Hạ trong truyền thuyết chân chính kim Phật như nhau, quanh thân oanh Phật môn lực phá lệ nhu hòa, cảm giác giống như là đánh ra, mạnh mẽ đi nữa lực lượng cũng sẽ không đánh chết người như nhau. Ba vị kim Phật, chính giữa hai vị thân hình cao gầy, ngược lại giống như trong truyền thuyết Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật. Ngoài ra một vị mặt mũi hiền lành, tay nặn linh dược kim Phật, giống như là Hoa Hạ trong truyền thuyết Phật Dược Sư. Diệp Thần ngưng mắt nhìn ba vị kim Phật, hơi ôm quyền nói, luân hồi mộ địa Diệp Thần, gặp qua ba vị tiền bối. Ngươi là, nơi này là luân hồi mộ địa. Ba vị kim Phật hiển nhiên đều có chút kinh ngạc, khắp nơi xem chừng hoàn cảnh chung quanh. Nhưng bọn họ thấy được yếu ớt Phương Càn Thiên, cùng với hơi thở chọc trời băng kiếm tiên tôn lúc, không khỏi được trong lòng chấn động một cái. Nơi đây còn có một vị hợp đạo cảnh cường giả, một vị cường giả tạo hóa cảnh. Băng kiếm tiên tôn đứng ra, nhàn nhạt nói, ba vị là năm đó kim Phật Mật Tông, 18 vị kim thân Phật Thích Ca ở giữa Nhật Nguyệt Phật cùng với Phật Dược Sư, đúng không? Bần tăng chính là, đúng, ba vị kim Phật tất cả chắp hai tay, hướng Diệp Thần khẽ gật đầu, lại hướng băng kiếm tiên tôn gật đầu tỏ ý. Chính giữa Phật Dược Sư chậm rãi đi về trước, đầu óc hiện ra lau một cái trí nhớ, tựa hồ là liên quan tới như thế nào đi tới luân hồi mộ địa trí nhớ, cùng lúc đó Nguyệt Quang Phật và Nhật Quang Phật, vậy đồng thời hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Ai? Năm đó, chúng ta không nên cưỡng ép dẫn độ tà ma nhập tông. Nguyên lấy là tà ma chỉ nguyện buông xuống đổ sát đao, chúng ta là được độ hắn là Phật, nhưng không nghĩ cuối cùng hại phái ta à. Nguyệt Quang Phật than thở một tiếng, bọn họ đều có hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp chiến lực, không giống với những thứ khác đại năng. Những thứ khác đại năng, Côn Lôn Hư đại năng, Càn Khôn Sát Vực đại năng. Đều là thân phận thật sự vẫn còn ở, bị luân hồi mộ địa đoạn lấy căn nguyên, chỉ có bản thể liền thành chiến lực, tới hơn 2-3 thành chiến lực thôi. Nhưng là ba vị này kim Phật nhưng là chiến lực không thấp, chỉ là không có không gian quy luật, đơn thuần có hào hùng linh khí, chiến lực chân chính chỉ sợ cũng chỉ có thể sánh bằng hỗn nguyên cảnh tầng 1 tầng 2 thiên chừng. Chuyện cũ đã qua, nguyên lấy là chúng ta bị cái thế lực đó hủy đi thân xác, không có bất kỳ cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, bị luân hồi mộ địa đoạn lấy một đạo lực lượng, những năm gần đây tích lũy, vậy khôi phục không thiếu chiến lực. Phật Dược Sư hướng Diệp Thần gật đầu, nói, nếu ngươi là luân hồi mộ địa mộ chủ, ta có thể còn chưa chết, cũng là nhờ ngươi phúc, từ nay về sau chúng ta liền đi theo ngươi đi. Hắn chậm rãi vừa nói, chỉ là chúng ta đã bị hủy đi thân xác, dưới mắt chỉ là thần niệm, cái này thần niệm thể mặc dù tích lũy gần ngàn năm lực lượng. Có thể cuối cùng có hao hết ngày, có thể trợ giúp mộ chủ không nhiều, xin mộ chủ giỏi dùng bọn ta lực lượng. Nhật Quang, Nguyệt Quang hai vị Phật Thích Ca, đều là một mặt than thở. Năm đó chưa chết, hiển nhiên là còn có sứ mạng không đạt thành, bây giờ lần nữa xuất thế chính là hoàn thành sứ mạng, tương trợ mộ chủ. Như vậy, dù là lần nữa chết đi, cũng có thể an tâm. Ba vị tiền bối. Không cần như vậy quá độ bi ai. Diệp Thần ôm quyền, thận trọng nói, ba vị tiền bối thần niệm thể cực mạnh, chỉ cần tìm được một bộ thân xác, phụ thể đi vào. Lại cần một đoạn thời gian dung hợp, là được việc nặng nhất thế. Ba vị hỗn nguyên 9 tầng thiên đỉnh cấp kim Phật à. Mặc dù hỗn nguyên cảnh không phải quá đủ nhìn, nhưng là đối với trước mắt Diệp Thần mà nói, cũng như này trợ lực, cũng là một kiện cực tốt sự việc à. Bọn họ chiến lực, vẫn còn ở băng kiếm tiên tôn trên, băng kiếm tiên tôn chỉ có bản thể liền thành chiến lực, bọn họ nhưng mà khỏe hẳn chiến lực. Cho dù ra kim Phật mật tông, cũng có thể mượn bọn họ lực lượng, tiêu diệt kim đao môn. Không thể. Không thể. Ngày tháng hai vị kim Phật đồng thời lắc đầu cự tuyệt. Phật Dược Sư thở dài nói, ta người trong Phật môn, nếu thân xác đã chết, há có thể đoạt người khác thịt thân, thành toàn mình chuyện. Ba vị tiền bối. Nếu người khác thân xác không thể dùng, ta có thể là ba vị chế tạo ba cái binh khí thân thể. Diệp Thần nhàn nhạt nói, lấy thần vương khí là tái thể, binh khí là thân thể, thần niệm là linh. Ngươi cùng còn có thể tiếp tục sử dụng không gian quy luật, chờ đến sau này, lại dung nhập vào một ít thiên tài địa bảo, khiến cho trở thành chân chính thân xác, cũng không phải không thể nào. Diệp Thần khẳng định, nếu như trước mắt cái phương án này thành công, hắn đem không sợ linh võ đại lục trước mắt một ít uy hiếp.
đây càng có thể trở thành hắn dưới mắt mạnh nhất lá bài tẩy. Dĩ nhiên, hành động này có rất lớn nguy hiểm. Thậm chí Diệp Thần có thể mình đã bị cắn trả. Nhưng là, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Diệp Thần kích động trong lòng không dứt, dẫu sao dưới mắt cái này ba đạo thần niệm tuyệt đối có thể giải quyết trước mặt khốn cục. Bất quá phương pháp này quá mức mạo hiểm và khó khăn. Đây là chế tạo thần quân vô ý bên trong thố lộ một cái luyện khí bí kỹ. Thậm chí đoán tạo thần quân đã cảnh cáo Diệp Thần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng phương pháp này. Trên thực tế, luyện thể tu luyện, phách thể kỳ tu thành kim thân, thân xác vững chắc như tiên khí. Mà hóa cương kỳ, chứa cương khí vào cơ thể, thời khắc này thân xác đã giống như là thần vương khí, thân xác dần dần hướng binh khí hóa, đem mình thân xác hết sức cố gắng chui luyện thành một kiện tuyệt đối cường đại binh khí, đi lên nữa hư thể kỳ, thần thể kỳ, thân thể kia liền trực tiếp là binh khí. Thậm chí trên người một ít yếu tố, đều có thể chế tạo hỗn nguyên tiên khí, hợp đạo thần khí. Chỉ là tổn thương khá lớn mà thôi. Diệp Thần như vậy đề nghị, cùng võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, dù sao cuối cùng cũng cần đem thân xác rèn luyện có thể so với binh khí, thậm chí vượt qua binh khí, trước thời hạn dụng binh khí chế tạo thân thể cho ba vị kim Phật, cũng là có thể được chuyện. Ba vị kim Phật liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. Thuốc quang Phật than thở một tiếng, nói, như vậy liền cảm ơn mộ chủ, ta Phật môn chú trọng nhân quả, mộ chủ là chúng ta chế tạo thân thể, chúng ta nguyện đem hết thảy công pháp truyền cho mộ chủ, còn hy vọng mộ chủ bỏ qua cho. Đồ nhi Diệp Thần, bái kiến ba vị sư tôn, Diệp Thần trực tiếp ôm quyền quỳ xuống, nói, vừa truyền công pháp, vậy thì vi sư tôn, mời ba vị sư tôn nhận ta một bái. Đông, Diệp Thần dập đầu. Ba vị kim Phật một mặt hài lòng, mới vừa tỉnh lại liền gặp phải mộ chủ như vậy tuyệt đại thiên kiêu, không chỉ có nguyện ý vì mình chế tạo thân thể. Lại bái mình vi sư, cũng là phúc phận à. Mộ chủ, hơn ngày qua, bổn tôn vậy muốn biết, người có thể nguyện là ta đồ. Băng kiếm tiên tôn mỉm cười nói. Gặp qua băng kiếm sư tôn, Diệp Thần giống vậy được lễ bái sư. Ha ha ha, được, cũng như này thiên kiêu đồ nhi. Ta lòng tốt lắm. Băng kiếm tiên tôn đỡ lên Diệp Thần, cười to nói, cùng lần này sau khi rời khỏi đây, ta chỉ ngươi một môn kiếm quyết, là ta năm xưa tự nghĩ ra, phối hợp lúc không kiếm quyết, có đặc biệt hiệu quả. Tạ ơn sư tôn. Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía ngoài ra ba vị kim Phật, nói, ba vị sư tôn, năm đó là như thế nào tình huống, vì sao sẽ bị Bắc Cung gia tộc cường giả diệt môn à, nhưng mà Bắc Cung gia tộc tùy ý tàn sát. Cũng không phải. Ban đầu chủ trì từ biển vô tận, mang về một đầu yêu ma cường giả. Phật Dược Sư than thở một tiếng, giải thích chúng ta thấy cường giả này tu vi không thấp, hợp đạo cảnh một tầng thiên, liền muốn hội họp toàn tông lực độ hóa hắn, là ta Phật môn dốc sức. Chỉ là không nghĩ tới, độ hóa trong quá trình, hai vị chủ trì bị cắn trả thành ma, sắp giết ra môn phái, tàn sát thiên hạ. Năm đó Bắc Cung gia tộc ngũ trưởng lão biết được sau đó. Liền chạy tới chu diệt vậy tôn cường giả. Có thể hắn lúc tới chúng ta toàn phái đã bị ma hóa, bất đắc dĩ ngũ trưởng lão dịch chuyển tới một phiến trận pháp chi địa, phải đem chúng ta toàn bộ chấn động giết. Ngũ trưởng lão uy áp nở rộ ra, xóa bỏ đã nhập ma mấy ngàn nhập thần cảnh đệ tử. Ở giây phút sau cùng, trận pháp chi địa sắp rơi xuống trước, chủ trì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy đoạn tuyệt chuyến đi, khu trừ ma tính, liên thủ may mắn còn sống sót kim Phật La Hán. Bố trí bên ngoài không gian vòng bảo vệ, kỳ vọng chúng ta sau khi chết, mới có thể có người trong Phật môn lấy được chúng ta truyền thừa. Chưa đến nỗi để cho chúng ta kim Phật mật tông chôn sâu dưới đất, công pháp không bao giờ hôm nay ngày. Phật Dược Sư lãnh đạm nói trước. Năm đó đánh một trận, căn nguyên là cần phải độ hóa cường giả không được, ngược lại toàn phái bị ma hóa, đang muốn giết ra, bị Bắc Cung gia tộc ngũ trưởng lão ngăn cản. Đáng tiếc. Bị ma hóa các tăng nhân, trừ phi đoạn tuyệt nếu không không cách nào khu trừ ma tính, dứt khoát bị từng cái chu diệt, những thứ khác La Hán và Kim Phật, cùng với chủ trì ở thời khắc mấu chốt nhất tỉnh ngộ, tự biết không cách nào chạy thoát thân, liền ở trước khi chết bố trí ra không gian bảo vệ thuẫn, sau đó rối rít ở ngũ trưởng lão thủ hạ vẫn diệt. Cuối cùng, trận pháp chi địa xây đè xuống, nhưng cũng không thật có ngăn trận Kim Phật mật tông. Vị kia ngũ trưởng lão vậy dứt khoát đem mảnh địa phương này lưu lại,
thành tựu chung quanh trăm phái lịch luyện chi địa. Diệp Thần nhỏ lắng nghe, chợt thầm nói liền cái gì, nói, ba vị sư tôn, ta nếu là đệ tử của các ngươi, cũng là Kim Phật Mật Tông trước mắt đệ tử duy nhất, vậy Kim Phật Mật Tông bên trong tất cả mọi thứ, cũng không cần phải là của ta à. Ba vị sư tôn, như thế nào nhanh chóng tiến vào Kim Phật Văn Trì, ta muốn rèn luyện thân xác, đồng thời các ngài trước lưu lại 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, cũng ở nơi nào à. Ta muốn dùng tới phá cảnh, dĩ nhiên sẽ lưu một ít cho các ngươi chế tạo thân thể. Nghe lời này, Thuốc Quang Phật than thở một tiếng, dường như cũng chỉ có thể như vậy. Mình vị này thiên kiêu đệ tử, trên mình cũng có Phật môn công pháp, lại là mình các người đệ tử, vậy thật coi như là Kim Phật Mật Tông cuối cùng một vị đệ tử. Mộ chủ, đây là lệnh bài, Nguyệt Quang Phật lợi dụng tự thân hơi thở và niệm lực, ngưng tụ ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Thần, nói thiên thủ các không đúng chúng ta niêm phong, năm xưa chúng ta có thể tùy ý tiến vào, người cầm ta lệnh bài, có thể thẳng lên đến tầng chót nhất. Kim Phật Văn Trì, ở tầng thứ 15. 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, ta nhớ ở tầng thứ 24. Hai chuôi hợp đạo thần khí, ở tầng chót nhất, lầu 25. Những thứ khác tất cả tầng, hoặc là thần vương khí, hoặc là các vị kim Phật công pháp, người cũng thu lấy đi. Hắn than thở một tiếng, nói, như ngày sau còn có cơ hội xây lại Kim Phật Mật Tông, những thứ này đều là phải dùng. Đa tạ ánh trăng sư tôn. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, lấy ra lệnh bài tỏ ý sau đó, trông chừng Phật Thích Ca Chiến Khôi trực tiếp mở ra tầng thứ 10 cửa, cùng với chứa thần vương khí cửa. Hắn thu thần vương khí, trực tiếp đi lên, khóe miệng lại là lộ ra một đạo nụ cười, lệnh bài kia dễ xài. Đi trước 24 tầng, lấy một kiện hỗn nguyên tiên khí đột phá, về lại tầng 15 rèn luyện thân xác. Diệp Thần lấy cái ý nghĩ này hành động, dọc đường vơ vét tất cả tầng thần vương khí và công pháp, trừ đi tầng 15 Kim Phật Văn chỉ không có cách nào dịch chuyển ra, thẳng đến tầng thứ 24 trước tất cả bảo vật, cơ hồ đều để cho hắn lấy. Giao 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 giao. Giao 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 giao. Tiến vào tầng thứ 24. 18 chuôi hỗn nguyên tiên khí, trôi lơ lửng ở giữa không trung, các loại mạc dạng đều có. Thiên trượng, hàng ma sử, tím kim sử, cà sa, dày, trường côn đợi một chút đều có. Chuôi này trường côn. Cấp 7 hỗn nguyên tiên khí, tốt. Diệp Thần nắm lấy hỗn nguyên tiên khí, vô chủ binh khí cũng không có cấm chế. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu lợi dụng cấp 7 hỗn nguyên tiên khí đột phá, bắt đầu điều động trong cơ thể khí huyết lực từng bước thu nạp hỗn nguyên tiên khí ở giữa linh khí, khiến cho được từ thân khí huyết lực đổi thành là linh khí. Giao giao. Diệp Thần trên mình ném ra một đạo thần quang trụ, từ sông lên thương khung đi. Bên ngoài những võ giả khác vừa thấy, không khỏi được thần sắc đại biến, rối rít bắt đầu lợi dụng thần vương khí đột phá, bây giờ cũng không để ý thần vương khí phẩm cấp. Cũng cảm thấy đột phá ở Diệp Thí Thiên sau đó, nếu không có sức tự vệ nhất định phải gặp nguy hiểm, cho nên trước đột phá. Đang đột phá chính giữa Hà Hiên, Lâm Hiên, Khuông Bạch, Niệm Tâm Hòa Thượng các người, tất cả đều là trong lòng chấn động một cái. Diệp Thí Thiên lại bắt đầu đột phá. Bọn họ cũng phải tăng thêm tốc độ. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn dặm ra. Một vùng núi rừng bên trong, Kỳ Lâm bẩn thỉu đi ở trên đường núi. Xinh đẹp quần áo giờ phút này rách dưới, cả người giống như là nhặt rác đứa nhỏ như nhau. Nàng vừa đi, một bên lau nước mắt, không khóc, không khóc, nhất định có thể tìm được Diệp Thần. Ta nhưng mà tỷ tỷ hy vọng duy nhất, ta là lợi hại nhất, điểm này khổ, không coi vào đâu, hu hu. Không khóc, Kỳ Lâm ngươi không thể khóc, nơi này mặc dù cuộc sống không quen, nhưng là ta nhưng mà không sợ trời không sợ đất Kỳ Lâm. Bất quá. Ta bây giờ thật là đói à. Kỳ Lâm ôm bụng, nửa đứng ở trên đường núi, nước mắt lã chã nhìn chung quanh, bởi vì từ Côn Lôn hư tới vội vàng, quà vặt và thức ăn mang không nhiều, dưới mắt nàng lại không dám và những người khác tiếp xúc. Chỉ có thể bắt được mấy cầm cỏ xanh, nhét vào trong miệng no bụng, hồi lâu sau vô lực ngồi dưới đất, lầm bầm lầu bầu, đều nói Linh Võ Đại Lục, là tất cả mọi người hướng tới địa phương. Nhưng ta xem ra, căn bản cũng không phải là. Ta ở chỗ này, vừa chưa ăn, vừa không có sạch sẽ y phục mặc, thậm chí uống nước cũng phải chờ hung thú uống xong ta mới có thể đi. Hu hu, tỷ tỷ, Kỳ Lâm thật là nhớ ngươi à.
Nàng tê liệt ngồi ở dưới cây lớn, cặp mắt đỏ bừng, tự nhủ, đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên. Quá yếu à. Tùy tiện một con yêu thú, đều là đế tôn cảnh à. Ta căn bản không bắt được bất kỳ ăn, vừa không có tiền, lại xem không thấy thành trì, thậm chí xem không thấy mấy người. Kỷ Lâm ngây ngốc nhìn về phía thương khung, lời nói, ta đi phương hướng, rốt cuộc có đúng hay không à? Ta có thể đi hay không đến Càn Khôn chi địa à? Đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên, cứ như vậy yếu à? Yếu đến liền ăn được cũng không có. Diệp thần, tỷ tỷ. Ta tốt nhớ các người à, ta thật là nhớ trước kia ở Côn Lôn hư cuộc sống à. Dần dần, cơ khốn chồng chất Kỷ Lâm đói choáng váng ở bên đại thụ lên. Linh võ đại lục, cơ hồ không có đế tôn cảnh dưới người, càng không có đế tôn cảnh dưới hung thú và tiên thú. Đối với đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên Kỷ Lâm mà nói, tùy tiện đụng phải một đầu hung thú, đều không phải là nàng có thể chiến thắng, đều có thể ăn nàng. Liên tục chạy đã mấy ngày, tránh qua thật nhiều lần hung thú tập kích. Nhưng không có thể quả bồ đồ, cho dù là bãi cỏ bên trái cây, nàng cũng không có biện pháp ăn. Bởi vì năng lượng ẩn chứa quá đầy đủ, nàng thân xác hóa không ra, nhiều lần ăn trái cây, suýt nữa bị chống đỡ chết căng bể, cho nên nàng cũng không dám lại đi ăn trái cây, đói thì ăn điểm cỏ xanh lá cây, khát là có thể lớn hung thú uống nước xong, uy lực còn lại hơi thở không tán lúc, vội vàng đi qua uống mấy hớp, vẫn không thể uống hơn, sợ bị những thứ khác hung thú phát hiện. Ngay tại lúc này, một cái hồng bào người phụ nữ đứng sừng sững trên nhánh cây, nghiêng nhìn dưới tàng cây Kỷ Lâm, sinh ra vẻ hiếu kỳ. Đáng thương tiểu muội muội, ngươi là từ đâu tới? Làm sao liền một mình ngươi? Hồng bào người phụ nữ ngược lại không có cả người quanh quẩn lửa cháy mạnh, ngược lại là quanh thân quanh quẩn từng cổ một âm hồn lực, giống như là từ địa phủ bên trong đi ra âm sai như nhau, màu đỏ thấm trường bào, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, đồng thời lấy cho người một cổ mạnh mẽ bá đạo cảm giác. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, tới mặt đất lên, nhỏ hết sức ngón tay khẽ vuốt ve Kỷ Lâm gò má, hơi mỉm cười nói, không sai, không lậu thân thể, nhưng là cảnh giới thấp như vậy, hẳn là thấp phú thế giới tới đi, ở thấp phú thế giới tuổi tác như vậy lên cấp đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên, ngược lại không tệ. Linh võ đại lục, không thể nào có đạo nguyên cảnh người. Như vậy, cái cô gái này tử, không nghi ngờ chút nào là thấp võ thế giới người. Hồng bào người phụ nữ nhàn nhạt cười một tiếng, cho người một bộ phủ mỹ muôn vàn cảm giác, tỉ mỉ dò xét Kỷ Lâm tình huống trong cơ thể, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, đứa con nít này sợ rằng ở thuộc về nàng địa phương, thiên phú cũng không tệ. Nàng hơi suy nghĩ, quan sát chung quanh tình huống, lời nói, cách nơi này gần đây không gian truyền tống trận, là đi thông thấp phủ thế giới linh thành, Côn Lôn hư truyền tống trận. Cô gái này, hẳn đến từ Côn Lôn hư. 2 năm trước, không gian truyền tống trận chung quanh bộc phát một trận đại chiến. Chết trận hỗn nguyên cảnh chí ít hơn 10 vị, cho tới trong không khí cũng hàm chứa còn chưa tiêu tán không gian quy luật. Nàng thành tựu hỗn nguyên cảnh cường giả, lần này cũng là tới dò xét tình huống, chỉ là tới đến không gian truyền tống trận thời điểm, Diệp Lạc Nhi đã sớm bị lệnh hồ gia chủ mang đi, liền ở chung quanh dò xét, trong lúc vô tình phát hiện Kỷ Lâm. À, ngươi là ai? Kỷ Lâm tỉnh hồn lại, một mặt sợ nhìn hồng bào người phụ nữ, lời nói, tỷ tỷ, ta không có bất kỳ bảo vật, ta cũng không có bất kỳ có thể cho ngươi đồ, ngươi không nên giết ta có được hay không? Không nên giết ta, yên tâm không giết ngươi. Hồng bào người phụ nữ thiên mị cười một tiếng, hỏi, ngươi tên gọi là gì à, tiểu muội muội, tới từ nơi nào, tại sao lại ở chỗ này đâu? Kỷ Lâm ngưng mắt nhìn hồng bào người phụ nữ, do dự nửa ngày. Đối phương có thể là duy nhất có thể giúp mình người, mình mặc dù không sẽ chết đói, có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí, bảo đảm nhất căn bản vận chuyển, nhưng là tìm ra Diệp Thần, ít nhất phải thời gian rất dài. Dứt khoát, đánh cuộc nàng là người tốt đi. Tỷ tỷ, ta kêu Kỷ Lâm. Đến từ Côn Lôn hư, là ở chỗ này tìm tỷ tỷ ta và bạn. Kỷ Lâm nhàn nhạt nói, bạn ta kêu Diệp Thần, và ta như nhau đến từ Côn Lôn hư. Bây giờ ở Càn Khôn chi địa, Bắc Cung gia tộc nơi đó. Người đem ta đưa đến nơi đó, ta để cho hắn cho ngươi một kiện tiên khí có được hay không? Ở nàng trong nhận biết, tiên khí chính là lợi hại nhất binh khí. Hơn nữa, Lạc Nhi tỷ tỷ bị bắt, mình phải nói cho Diệp Thần. Một kiện tiên khí,
Diệp Thần nhất định sẽ cho. Thấp phủ thế giới. Diệp Thần, chưa từng nghe qua, chắc hẳn không phải hỗn nguyên cảnh. Không, một cái thấp phủ thế giới tới tiểu tử, làm sao có thể sẽ là hỗn nguyên cảnh. Hồng bào người phụ nữ ánh mắt nghiền ngẫm, quan sát Kỳ Lâm, tự nhủ, nói cách khác, người vị này không lậu thân thể thiên tài nhỏ, không có chỗ dựa vững chắc. Tỷ tỷ, người phải làm gì? Lời còn chưa nói hết, Kỳ Lâm liền cảm giác một cổ áp lực quanh quẩn toàn thân, mình cũng sắp không thở được. Quá khó chịu. Hồng bào người phụ nữ lộ ra tà mị nụ cười, nắm lên Kỳ Lâm, mơ hồ cười lạnh nói, tiểu muội muội à, tỷ tỷ kêu hồn anh, đến từ hồn tộc. Xem ngươi như vậy thiên tài nhỏ à, tỷ tỷ thích nhất, nhất là không có chỗ dựa vững chắc thiên tài nhỏ. Nàng nắm Kỳ Lâm, không gian quy luật cầm giữ đối phương, giờ phút này giống như là xách giỏ trái cây vậy đơn giản. Nàng một cái tay khác kết ấn, kêu tới một đầu thú cưỡi, tung người nhảy một cái đi lên, liền đem Kỳ Lâm ném tới một cái trong nhà tù, hơi mỉm cười nói, lần này à, người kém không nhiều mau đủ rồi, loại này vừa là thiên tài, lại chính là trẻ em. Bất quá 12 tuổi bé gái, thật đúng là khó tìm. Dứt khoát, đi ra dò xét một phen. Lại có thể cũng có thể bắt được một cái, còn như chỗ dựa vững chắc. Một cái thấp phú thế giới tới võ giả, không đủ gây sợ hãi. Tiếng nói vừa dứt, hồn môi anh đào giác buộc vòng quanh thư ý nụ cười, tự mình điều khiển thú cưỡi vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi tới tây vực một nơi vô cùng là vắng vẻ địa giới lên, đi xuống nhìn. Cái này mảnh xứ sở khắp nơi đất khô cằn, có được đỉnh núi thậm chí thuần thiết, thuần cương tạo thành, liền không giống như là loài người sẽ sinh hoạt địa phương. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ này, nhưng mọc như rừng vô số nhà cửa. Từng cái thân mặc trường bào trai gái già trẻ sinh sống ở nơi này, thậm chí có không thiếu hỗn nguyên cảnh cường giả ngự không canh gác bốn phương, còn có hợp đạo cảnh cường giả chấn giữ, thậm chí còn tạo hóa cảnh đều có. Mà nơi này có một cái làm người ta sợ hãi tên chữ hồn tộc. Hồn tộc, ở linh võ đại lục bên trong cực kỳ uy hiếp tộc quần. Loài người nơi này võ giả, không giống những địa phương khác, không xây huyết mạch lực, không tu linh khí, chỉ tu thần hồn lực và đại đạo lực. Thần hồn của bọn họ lực, một khi dùng được, khoảnh khắc gian là được phai mờ cùng cấp cường giả thần hồn, như vậy, còn chưa chân chính đánh, đối phương đã chết. Bọn họ chính là danh chấn linh võ đại lục tộc quần, có cường giả tạo hóa cảnh chấn giữ, nhưng là tinh khiếu cảnh cường giả cũng không dám tùy ý đắc tội bọn họ. Bắc Cung gia tộc, Hoàng Phổ gia tộc, cũng cùng bọn họ quan hệ không tệ. Nhưng chỉ là giao dịch, trên phương diện làm ăn đụng đầu, thậm chí những thứ này bên trong cùng gia tộc lớn, cũng sẽ sợ bọn họ. Hồn anh, lần này trở về, làm sao tới một cái cô gái à? Một vị thanh niên võ giả hỏi, hắn sắc mặt vẽ tà mị màu bạc đồ đằng, chỉ riêng nhìn hắn liền sẽ làm người ta rợn cả tóc gáy. Hắn cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả, tuổi bất quá 30, nhưng là hồn tộc bên trong thanh niên cường giả, tên là Hồn Đao. Không cần ngươi quản. Đến lúc đó, lần này lễ truy điệu nghi thức kết thúc, ngươi liền lại không có tư cách thấy ta. Hồn anh tiện tay đem cúi, ném tới trưởng lão bên kia. Nói cái cô gái này thiên phú và thể chất cực tốt, đến từ thấp phủ thế giới, không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc và bối cảnh, thích hợp dùng cho lễ truy điệu nghi thức. Không lậu thân thể. Không sai, cộng lại vừa vặn 10. Bạch bào trưởng lão tỉ mỉ cha xem Kỳ Lâm, khẽ gật đầu, nói, lần này lễ truy điệu, yêu cầu 10 đồng nữ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tụ tập. Lễ truy điệu nghi thức, bao lâu bắt đầu? Hồn anh nhàn nhạt nói. Giữ quy củ mà nói, ta cung cấp một cái đồng nữ, có tư cách tham dự. Bạch bào trưởng lão đáp lại một câu, 12 ngày sau. Nghe được câu này, hồn anh khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười. 12 ngày, ta có thể có một chỗ, như vậy ta là có thể từ hỗn nguyên cảnh 4 tầng thiên, lên cấp đến ngũ tầng thiên, thậm chí tầng 6 thiên. Như là khí vận cực tốt, thu nạp một vị cường giả tàn niệm. Trực tiếp trở thành hỗn nguyên cảnh hậu kỳ là cường giả, vậy không nói ở đây. Hồn anh quyến luyến có từ, trong con người ước mơ 12 ngày sau lễ truy điệu nghi thức. Nàng dần dần nhìn về phía bên cạnh hồn đao, thần giác buộc vòng quanh vẻ khinh thường ý, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cái này cùng tu vi thấp người, 30 tuổi mới hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên, còn muốn theo đuổi ta. Đến khi tham gia xong lễ truy điệu, ta thành tựu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ.
liền sẽ tiến vào bên trong vây, người đời này đều không tư cách gặp ta. Hừ, đến lúc đó tham gia lễ truy điệu người, cũng không thiếu. Gửi lấy hy vọng ở lễ truy điệu lên đột phá người cũng không thiếu, mỗi trăm năm một lần lễ truy điệu, không ít người đều là loại ý nghĩ này, nhưng thành công ngàn năm qua bất quá 2-3 người mà thôi. Hồn Đao vậy cảm giác được hồn anh giọng và thái độ, thần sắc cũng có chút không tốt. Bạch bào trưởng lão ngẩng đầu xem bọn họ một mắt, hơi nói, hồn anh, ngươi có thể có một chỗ. Còn như hồn đao, không có bắt người thích hợp, giao tiếp xong nhiệm vụ, lăn ra ngoài đi. Trưởng lão, có lẽ ta cũng có thể bắt được thích hợp bé gái đâu, tại sao ta hồn tộc lễ truy điệu nghi thức, ta người hồn tộc tham gia ngược lại là tối thiểu, cái này không công. Lời còn chưa nói hết, một cổ mãnh liệt ánh sáng rực rỡ nhảy một cái mà qua. Bạch bào trưởng lão ra tay, trực tiếp cắt đứt hồn đao, ngưng tụ ra một chuôi màu đỏ như máu thời gian chi nhận, khoảnh khắc gian đem hồn đao cả người chém được tấc nứt từng khúc nứt ra, rồi sau đó đánh bay ra ngoài, hắn tiếp tục cúi đầu tại phương diện binh khí khắc họa trận pháp. Lấy hắn hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Muốn thu thập một cái hỗn nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá ra tay cũng là vô cùng là tàn nhẫn, hồn đao gặp như vậy bị thương nặng. Không có được bảo vật chữa thương, dựa vào tự thân khép lại chỉ ít cần 200-300 năm thời gian, như vậy nhất kích, liền đoạn hồn đao thiên tài đường, thật là ác độc. Đối với bên trong tộc mình đệ tử, đều như vậy tàn nhẫn. Không hổ là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật hồn tộc. Trưởng lão, lần này tham dự lễ truy điệu người, và trước kia như nhau à? Ta hồn tộc, vẫn là 12 người, hồn anh cũng có chút không cam lòng. Mình tộc quần cử hành lễ truy điệu nghi thức, lấy 10 tên thiên tài bé gái thân thể, huyết mạch và tinh nguyên là tiêu hao, cử hành nghi thức, truy tìm một ít đã chết nhưng chưa chết tuyệt cường giả tàn niệm. Vì sao, này cùng nghi thức, ta hồn tộc người tham gia, ngược lại là ít nhất, những thứ khác các phái cũng có thể phái người tới, thậm chí tổng cộng người tham gia vượt qua 100 vị, cũng có cơ hội đụng chạm những cái kia tàn niệm. Nếu như vận khí tốt, liền có thể bắt những cái kia tàn niệm. Tiến hành chiếm đoạt, thực lực lớn tăng. Dẫu sao chết sau còn có tàn niệm cường giả, vậy đều có hợp đạo cảnh tu vi, thậm chí tuyệt đại đa số đều là tạo hóa cảnh, ngàn năm trước còn xuất hiện qua tinh khiếu cảnh cường giả tàn niệm, bị thần long gia tộc thiên tài cắn nuốt, đưa đến vị thiên tài kia, một đêm bây giờ từ hỗn nguyên cảnh ngũ tầng thiên, lên cấp đến hợp đạo cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Tàn niệm ẩn chứa như thế nhiều lực lượng. Vì sao, ta hồn tộc, có thể người tham gia? Như thế thiếu. Không nên ngươi biết, ngươi không cần biết, bạch bào trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hồn anh, than thở một tiếng, thôi, nể tình ngươi bắt được một đứa bé gái, ta liền cho biết ngươi một ít, cái này lễ truy điệu nghi thức, mặc dù là do phái ta thành tựu chủ đạo. Nhưng là cung cấp vật liệu, không gian thần thạch, thời gian thần thạch, thậm chí còn sinh mạng thần thạch nhưng là Bắc cung gia tộc, Vạn kiếm đế cung, Bất bại tiên cung cùng nhóm thế lực. Bọn họ người tự nhiên sẽ đến tham dự. Chỉ là bởi vì ta hồn tộc đặc biệt thể chất và thiên phú, mới có thể chủ đạo hơn nữa mở cái này đại trận. Mà những cường giả khác không được. Bạch bào trưởng lão che lấp ánh mắt, nhìn về phía hồn anh, chợt thanh âm lạnh như băng nói, tốt lắm, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Cút đi, hắn vung tay lên đem hồn anh đánh bay ra ngoài ngàn thước, giống vậy ra tay không nhẹ, nhưng lại giữ lại lực đạo. Không có thương tổn được hồn anh căn nguyên, nếu không tùy tiện một trưởng đều đủ để đập chết hồn anh. Cái này bé gái, nhìn mi thanh mục tú, lại có thể con kiến hôi chi địa tới. Bạch bào trưởng lão đi tới Kỷ Lâm trước người, mơ hồ cười một tiếng, phát ra thanh âm cổ quái, nói, vẫn là cái loại địa phương đó được a, con kiến hôi đất người, giết thế nào, chơi thế nào, cũng không biết có vấn đề. Linh võ đại lục người, không tốt bắt à. Hắn biết rõ, hồn tộc lễ truy điệu nghi thức cần thiên tài bé gái, một khi dành cho đủ thời gian và tài nguyên, mỗi một vị đều đưa là hợp đạo cảnh cường giả, thậm chí có thể lên cấp tạo hóa cảnh, đều là cực lớn tiềm lực người. Ở linh võ đại lục, có cái này cùng thiên phú mới có thể bé gái, tuyệt đại đa số đều là một cái đại gia tộc hậu duệ, bắt không được, hơn nữa giết không được, nếu không có phiền toái, cho nên vẫn là thấp võ thế giới người tốt. Bắt thấp võ thế giới người, coi như những cường giả kia biết. Vừa có thể như thế nào? Rào 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 rào.
Rào rào. Bạch bào trưởng lão đánh ra lau một cái lam quang, mở ra kỷ lâm phong tỏa, hơi mỉm cười nói, bé gái, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, 12 ngày, ngày cuối cùng có thể sẽ có chút thống khổ, vạn kiến thực lòng đi, bỏ mặc thật không rất được qua, ngươi cũng được rất. Thời gian đến một cái. Ngươi sẽ chết, yên tâm, nghi thức không dài không lâu, nửa giờ mà thôi. Ngươi sẽ có được giải thoát, cũng mà còn có 9 người đồng bạn mà, mấy ngày nay, ngươi sẽ không tịch mịch. Hắn dừng dưng tự thuật hết thảy các thứ này, vô cùng lạnh lùng. Kỷ Lâm tỉnh hồn lại, sợ hãi nhìn chung quanh xa lạ hết thảy. Nàng hối hận, triệt để hối hận, cũng không nên tới Linh Võ Đại Lục tìm tỷ tỷ. Ô, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tỷ tỷ, Diệp Thần, Kỷ Lâm không muốn chết à? Lạc Nhi tỷ tỷ, người thế nào? Kỷ Lâm hai tay nắm hai cây ống sắt, non nớt thân thể nhỏ đứng ở trong nhà tù vô cùng bi thảm, nước mắt trực câu câu vạch qua gò má, thỉnh thoảng vỗ do đặc thù sắt thép chế thành lồng sắt, hô tại sao? Tại sao? Ta không có đắc tội qua các ngươi tại sao phải giết ta? Tại sao? Rõ ràng ta cũng không có nói qua các ngươi. Cũng không có mắng qua các ngươi, càng không có đánh các ngươi tại sao chỉ như vậy tàn nhẫn độc à? Kỷ Lâm cuồng loạn hầm hừ, thả ta đi ra ngoài, nếu không các ngươi đừng muốn hoàn thành không có sao nghi thức, ta bây giờ liền tự bảo. Nàng dần dần điều động tự thân khí huyết lực, không ngừng chống thân thể, trẻ thơ thân thể dần dần bành trướng. Rào rào, một cổ hồng quang vạch qua. Kỷ Lâm thân thể khôi phục nguyên dạng. Một mặt mờ mịt mà không giúp nhìn về phía bạch bào trưởng lão. Tại sao? Tại sao? Ta cũng không có làm gì, tại sao phải giết ta? Tỷ tỷ, Diệp Thần, Lạc Nhi tỷ tỷ. Các ngươi có thể tới cứu ta à? Bỏ mặc ngươi có làm hay không? Ngươi đều phải chết, nếu như muốn hỏi câu trả lời, vậy sẽ là của ngươi mệnh. Bạch bào trưởng lão tà mị cười một tiếng, trong tay vạch qua một đạo lam quang. Một kiện đặc thù màu trắng tù phục mặc ở Kỷ Lâm trên mình, tiện tay nhắc tới cái lồng, giống như là xách một cái đồ chơi vậy, dễ như trở bàn tay liền đem 5 tấn nặng lại ẩn chứa không gian phép tắc lồng nhắc, nghênh ngang đi tới trong địa lao. Hắn đi qua tầng tầng canh phòng, tầng tầng trạm kiểm soát. Chính giữa, không có một cái thị vệ can đảm dám đối với hắn bất kính, phàm là hắn đến mức, thị vệ tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Rất nhanh. Bạch bào trưởng lão vòng vo một chút ngừng ngừng, đi tới chỗ sâu nhất một cái trong phòng giam, cái này lớn như vậy phòng giam, đủ có mấy trăm m2, vô cùng trống trải, trung tâm bầy 9 cũi, chính giữa ngồi 9 giống vậy mặc màu trắng tù dùng bé gái. 9 đứa bé gái, ánh mắt đờ đẫn, ôm chân ngồi ở cái lồng bên trong, giống như là thất thần vậy. Các nàng mặt không cử động nhìn bạch bào trưởng lão, sách khóc thầm Kỷ Lâm đi vào, cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Tựa hồ, đã thản nhiên tiếp nhận hết thảy các thứ này. Sinh mạng, dừng lại ở 12 ngày sau. Hôm nay, không cần lại có bất kỳ tình cảm và lời nói, dù sao 12 ngày sau hết thảy đều là hư không. Ừ, thứ 10 tòa. Vừa vặn, bạch bào trưởng lão mặt lộ nụ cười, cao hứng đem cái lồng treo ở một cây đặc chế xích sắt lên, nhìn cái lồng bên trong Kỷ Lâm còn đang hỏi khóc tỉ tê, tiện tay một cái tát vỗ vào Kỷ Lâm trên mặt. Đánh được Kỷ Lâm gò má đỏ bừng. Bé gái, ta nói cho ngươi, còn dám ẩu tả, bổn trưởng lão sẽ không làm chết ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi nhận thức, cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạch bào trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, giống như là trong tuyết địa cô như sói vậy, ngoan tuyệt ác liệt, nhìn các nàng một chút chín, bắt đầu vậy khổ não, cảnh giới có lẽ không có ngươi cao, nhưng là một mực khóc nháo, nhưng mà hậu quả như thế nào? Ngươi xem bọn họ bây giờ dáng vẻ thì biết. Còn như hậu quả gì, chính ngươi đoán. Vậy sẽ là ngươi ác mộng. Lời này vừa ra, hù được Kỷ Lâm run rẩy, lại không dám lời nói nửa câu. Thấy vậy bạch bào già nua lộ ra tàn nhẫn nụ cười, vậy thì đúng rồi, lão phu không có thói quen bị người ta gọi là chi là biến thái, càng sẽ không để cho người khác hành hạ bé gái. Mình thức thời một chút, có lẽ cuối cùng này 12 ngày. Ngươi còn có thể ăn uống ngon miệng rồi lên đường. Nếu như dám can đảm ồn ào. Tiếng nói vừa dứt, bạch bào trưởng lão bóp vỡ một chuôi hỗn nguyên tiên khí, mảnh vỡ vạch qua Kỷ Lâm gò má, lưu lại đạo vết thương, chợt ánh mắt tàn nhẫn nói, đến lúc đó, đừng trách bổn trưởng lão không nói nhân tính.
Kỳ Lâm dừng lại khóc tỉ tê, nhưng là không ngừng co quắp, cho đến Bạch Bào trưởng lão rời đi, nàng cũng không nói thêm câu nào. Rất sắp tối rồi, Kỳ Lâm co giúp ở cũi bên bờ bên trong, luôn luôn nhìn xem bên trái treo chín cũi, chín đứa bé gái cũng không nói một câu, giống như là pho tượng vậy, co giúp ở trong nhà tù, luôn luôn phát ra run rẩy và tiếng khóc. Khó có thể tưởng tượng, những thứ này bé gái trước gặp bị dạng đãi ngộ gì. Cho tới thần trí đều có chút không rõ lắm. Kỳ Lâm co ro, hơi thanh tỉnh một chút, lầm bầm lầu bầu, Diệp Thần, ngươi ở nơi đó. Lạc Nhi tỷ tỷ gặp nguy hiểm, ta muốn đến thông báo ngươi, nhưng là ta không làm được, Diệp Thần, ngươi ở nơi nào? Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Kỳ Lâm thật là nhớ ngươi à? Tốt nhớ các người à, ta thật là nhớ Hoa Hạ Quả Vặt, ta cũng thật là nhớ Hàn Vân Lão Tổ và Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần thời điểm không có ngươi, bọn họ cũng che chở ta. Hắc Diệu ca ca, Xanh Lơ Tuyên ca ca, Hoàng Chiến Thiên ca ca, bọn họ cũng đối với ta rất nhiều, đều cho ta rất nhiều quả vặt, nhưng là ta bây giờ không ăn được, ta tốt muốn trở về Côn Lôn Hư à, ta tốt muốn trở về gặp bọn hắn một chút, thật là nhớ để cho bọn họ cùng ta chơi. Diệp Thần, từ ngươi lần đầu tiên đi Linh Võ Đại Lục, huyết linh tộc người lại tới sau. Tốt Togo ca và các thúc bá, cũng một cái sức lực tu luyện, không để ý sẽ ta, Hoàng Chiến Thiên ca ca bọn họ đều phải bận bịu các loại sự việc, lớn như vậy cung điện cũng chỉ có ta không có một người chuyện làm, cho nên ta muốn đến tìm các ngươi, ta đi Linh Thành bên ngoài thành trì, nhưng không vào được Linh Thành. Ta một mực chờ, ta đến lúc Lạc Nhi tỷ tỷ, rốt cuộc có thể tiến vào Linh Thành, rốt cuộc có thể tới Linh Võ Đại Lục. Diệp Thần, ta lấy là ta có thể tới tìm ngươi, giống như là trước kia ở Côn Lôn Hư, ở Ngàn Tuyệt Thành như nhau, nhưng là, Linh Võ Đại Lục thật quá nguy hiểm. Kỳ Lâm vừa nói, một bên lau nước mắt, nhiều lần ngạnh yết, còn có 12 ngày, ta có thể lại phải chết. Diệp Thần, ngươi sẽ đuổi ở trước đó tới cứu ta à? Huyết linh tộc hạ xuống, Diệp Thần ngươi đuổi về, vậy lần này ngươi sẽ đến cứu ta à? 12 ngày. Nàng nhìn mình tay nhỏ bé, khoát tay đầu ngón tay nói, 12 ngày, ta mỗi một ngày đều sẽ chờ ngươi. Diệp Thần, vừa nói, Kỳ Lâm mơ mơ màng màng ngủ mất. Nửa đêm ngoài cửa sổ truyền tới lạnh như băng gió lạnh, thậm chí đạo đạo kinh khủng chó sói hao tiếng, đem Kỳ Lâm giựt mình tỉnh lại, nàng lại chỉ có thể một giây đồng hồ đếm, mong mỏi một khắc sau Diệp Thần giết đi vào cứu nàng. Bên cạnh chín đứa bé gái nhìn nàng. Vẫn không có nói chuyện, nhưng là trong mắt nhưng lộ ra bi ai ý. Như vậy sự việc, các nàng đã sớm làm qua quá nhiều lần, phát động đưa tin ngọc bội, linh hồn hạc giấy, thậm chí cắt kim loại nguyên thần, thần hồn mời người, có thể tiếp theo chờ đợi bọn hắn chính là vô tận hành hạ. Coi như Kỳ Lâm trong miệng Diệp Thần tới cứu bọn họ thì như thế nào? Cái này Diệp Thần mạnh hơn nữa, hắn dám đắc tội hồn tộc sao? Căn bản không có thể. Giờ phút này, Kim Phật Mật Tông di chỉ bên trong. Trần Bản, Hà Hiên, Lâm Hiên, Niệm Tâm Hòa Thượng cùng mấy người phân biệt phá cảnh, mấy chục cái thần vương đạo ngang trời hiển lộ. Tử Lâm Tông Hà Hiên, Lâm Hiên đặt chân nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp 5 năm dài, đôi đôi vận dụng cấp 6 thần vương khí phá cảnh sau trực tiếp đến thần vương cảnh 4 tầng thiên, chiến lực tăng cường 10 lần có thừa. Phá cảnh sau đó. Cái này hai vị Tử Lâm Tông tài năng xuất chúng, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ thiên thủ các kim quang vòng bảo vệ, xông vào thiên thủ các bên trong bắt đầu qua cửa, chuẩn bị xông đi lên bắn chết Diệp Thần. Bọn họ không biết Diệp Thí Thiên rốt cuộc ở tầng thứ mấy, nhưng biết chỉ cần xông đi lên, là được ở Diệp Thí Thiên còn chưa hoàn toàn phá cảnh lúc đó, đánh chết Diệp Thí Thiên. Vèo vèo vèo. Đồng thời gian, hơn 10 vị thần vương cảnh thiên kiêu, một cổ não xông vào thiên thủ các bên trong. Cũng không phải là Trần Bản cùng Thiên Kiêu, ngược lại là một ít đệ tử bình thường, bọn họ bản thân liền có bán thần vương khí, thậm chí còn một kiện cấp 1 thần vương khí, hoặc là cấp 2 thần vương khí, trước phát hiện Hà Hiên, Lâm Hiên các người cũng đột phá. Bọn họ cũng không để ý, có lẽ Hà Hiên và Lâm Hiên bọn họ giết Diệp Thí Thiên. Quay đầu liền giết bọn họ đâu. Dù sao mọi người đều không phải là một cái tông phái, vốn chính là kẻ địch. Mới vừa rồi là bởi vì Diệp Thí Thiên ở sông Thiên Thủ Các, cho nên các người ngắn ngủi liên hiệp, cùng nhau bên ngoài bộ tìm những cái kia không bị phát hiện thần vương khí, tìm kiếm một ít cơ duyên tới đột phá,
nhưng bây giờ cơ duyên cũng bị mất, không cướp được thần vương khí người, dứt khoát dùng trên tay mình hạ phẩm thần vương khí phá cảnh. Những ngày qua kiêu, rất nhiều người chỉ có một kiện thần vương khí, hơn nữa phẩm cấp không cao. Dứt khoát sau khi đột phá, rất nhiều đều là thần vương cảnh một tầng thiên, chống đỡ tử thần vương cảnh nhị tầng thiên, xa xa không có Hà Hiên và Lâm Hiên bọn họ như thế mạnh mẽ. Bình bịch bịch, bịch bịch, thiên thủ các bên trong, vô luận đi vào bao nhiêu người. Cũng sẽ bị chia nhỏ chạy đi, mỗi người đối ứng một cái gian phòng, phải đối phó tương ứng chiến khôi hoặc là Phật Thích Ca. Đã là như vậy, nhập thần cảnh chiến khôi ở nơi này chút bước vào thần vương cảnh thiên kiêu trong tay, vậy như cũng không cách nào ngăn cản. Trước tầng 4, thượng mà còn có chia nhỏ bao vây những người khác năng lực, đến tầng thứ 5 liền không có chia nhỏ những người khác phá quan năng lực. Trấn thủ tầng thứ 5 thần vương cảnh nhị tầng thiên cường giả, là năm đó nhiều người hòa thượng ác niệm biến thành, có thể cũng không cách nào ngăn cản Hà Hiên và Lâm Hiên, hai người một mực giết tới tầng thứ 7, tạm thời bị ba tôn thần vương cảnh ba tầng thiên cường giả ngăn trở. Nhưng là phía sau chạy tới hơn 10 vị thiên kiêu, bởi vì không có đụng phải thứ 5, 6, 7 tầng thủ quan người, một lần đi tới tầng thứ 8, có tương trợ Lâm Hiên, đối chiến tầng thứ 8 thủ quan chiến khôi, một số người len lén công kích Lâm Hiên và Hà Hiên. Những thứ này chiến khôi, năm đó là dùng để gặp trắc trở kim Phật mật tông mình tăng nhân dùng. Chỉ là năm đó bị Bắc Cung gia tộc ngũ trưởng lão ra tay diệt phái, ngũ trưởng lão cũng không có động những thứ này chiến khôi, cho nên một mực lưu tích trữ đến bây giờ. Nhất là tầng thứ 5 lui về phía sau chiến khôi, trước kia cơ hồ không xuất thủ qua, cho nên bây giờ nồng cốt tiên thạch năng tính không có tiêu hao nhiều ít, cũng còn là toàn bộ thịnh trạng thái, nếu không phải Diệp Thần có lệnh bài. Nếu không lên không tới tầng thứ 10, hoặc là bị mệt mỏi sập, hoặc là bị đánh chết. Bình bịch bịch, bịch bịch, thiên thủ các bên trong, đánh được khí thế ngất trời. Bên ngoài trong ngọn núi, một đạo tường hòa thần vương đạo chậm rãi hạ xuống, bị niệm tâm hòa thượng thu vào bên trong cơ thể. Niệm tâm hòa thượng vững chắc chút cảnh giới sau đó, lại có thể trực tiếp phá cảnh đến thần vương cảnh ngũ tầng thiên, hắn đạt được một chuôi cấp 7 thần vương khí thiền trược. Thêm tới nhiều năm nội tình, cho nên phá cảnh liền cao hơn Lâm Hiên và Hà Hiên, giờ phút này chiến lực đại vi tăng trưởng. Xong hết rồi, nên đi giết Diệp Thí Thiên. Những người này, đánh 3 tiếng, lại có thể mới đánh tới tầng thứ 10. Niệm tâm hòa thượng chói mắt vừa thấy phía dưới, đã thành thần vương cảnh có chừng 20 hơn vị Phật môn thiên kiêu, hắn dứt khoát mang những ngày qua kiêu, chạy thẳng tới thiên thủ các đi. Cho đang qua cửa đám người lại rót vào một cổ lực lượng. Nguyên bản 200 hơn vị Phật môn đệ tử, chính giữa nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp đại khái 60-70 người. Trong những người này có lựa chọn đột phá, có không đột phá, vẫn ở chỗ cũ vòng ngoài tìm cơ duyên, cũng không phải là mỗi một người cũng sẽ đột phá, dẫu sao hiện đang đột phá Phật môn đệ tử, rất nhiều đều là thần vương cảnh một tầng thiên, nhị tầng thiên, trừ đi niệm tâm hòa thượng ra. Cơ hồ không có ba tầng thiên cường giả. Không phải hắn. Không có bên trong cao cùng thần vương khí. Nội tình không đủ, nhưng là thời gian vội vàng, không thể không đột phá. Nếu không, giết Diệp Thí Thiên cướp lấy bảo vật không tới phiên bọn họ, thậm chí có thể lật bị đột phá thần vương cảnh phái khác đệ tử đánh chết. Thiên thủ các bên trong. Đại khái vượt qua 50 vị thần vương cảnh thiên kiêu, đồng thời tấn công thủ quan người. Nguyên bản tiến vào vượt qua 70 vị thần vương cảnh, nhưng ở giết lẫn nhau và thủ quan người đánh chết dưới tình huống, chết 20 vị thần vương cảnh thiên kiêu. Thần vương cảnh à! Ngoại giới chết một người, cũng sẽ đưa tới hỗn loạn. Nơi đây rơi xuống thần vương cảnh, tuy là các phái đệ tử mới vừa đột phá thành, nhưng tương lai cũng đều là các phái chiến lực chủ yếu. Nếu như ngoại giới trăm phái cường giả biết, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Tiếp tục giết. Diệp Thí Thiên không có ở đây tầng thứ 10. Hà Hiên cả người đẫm máu, ngưng mắt nhìn bị bọn họ bắn chết một tôn thần vương cảnh tầng 6 ngày chiến khôi, đều không ở mắng, hắn còn ở phía trên, đáng chết, hắn làm sao đi lên à? Thứ 10 quan, trấn thủ là thần vương cảnh tầng 6 ngày chiến khôi à? Diệp Thí Thiên làm sao sẽ nhanh như vậy? Trần vốn cũng không đủ lời nói mấy câu. Vương Đạo và Lý Hoành trực tiếp giết tới 11 tầng. Liên thủ mấy vị đến thần vương cảnh trung kỳ thiên kiêu, cùng chung niết chiến trấn thủ cửa này thần vương cảnh 7 tầng thiên kim Phật.
Cái này Tôn Kim Phật là năm đó, Kim Phật Mật Tông bảo tồn được chúng sanh niệm lực nơi hóa thành. Bất tử bất diệt tồn tại. Có thể như vậy, như cũng bị mọi người nhanh chóng đánh tan. Niệm Tâm Hòa Thượng cùng chạy tới vội vàng xông về lần trước tầng, càng đi lên càng hoảng sợ, Diệp Thí Thiên lại có thể không có ở đây trước 12 tầng, thật là làm người ta hoảng sợ. Hơn nữa, trước mặt tất cả trạm kiểm soát nên phải lấy được khen thưởng thần vương khí. Cũng không có. Dựa theo mọi người nhận biết, cửa thứ 5 trở lên trạm kiểm soát cũng là mọi người cùng nhau phá. Như vậy, đóng một cái ít nhất có 18 kiện thần vương khí. Nhưng là, từ cửa thứ 5 đến thứ 12 quan, tổng cộng 8 ải, một kiện thần vương khí cũng không gặp được. Đi nơi nào? Khẳng định ở Diệp Thí Thiên trên tay à? Đáng chết Diệp Thí Thiên! Hắn phá quan tại sao nhanh như vậy? Vấn đề là hắn phá quan sau đó, tại sao còn có người thủ vệ lưu tích chữ? Diệp Thí Thiên rốt cuộc ở tầng thứ mấy bế quan à? Trần Bản nói lên cái nghi vấn này, gần như hiện lên tất cả cường giả trong đầu. Đúng vậy. Mỗi đóng một cái thần vương khí không có. Nhưng là người thủ vệ vẫn còn ở à? Rõ ràng một cái đế tôn cảnh 9 tầng thiên, làm sao có thể nhanh như vậy, thậm chí vượt qua chúng ta 40-50 vị thần vương cảnh phá quan tốc độ. Không thể nào à? Căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là rõ ràng xuất hiện. Diệp Thí Thiên chẳng lẽ là năm đó Kim Phật Mật Tông truyền nhân? Nói chuyện vớ vẩn đi, Kim Phật Mật Tông ngàn năm trước liền diệt, lúc ấy toàn phái đều ở đây, toàn phái cũng xong đời, nào còn có truyền nhân à? Diệp Thí Thiên rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Hoành ngăn cản thủ quan cường giả công kích, khí được nổi giận trong bụng, Diệp Thí Thiên. Đáng chết con kiến hôi. Cái này con kiến hôi, phá quan cầm tất cả thần vương khí và chỗ tốt đều mang đi. Chúng ta một đường giết tới tới, căn bản không có đạt được bất kỳ chỗ tốt và bổ sung, chữa thương cũng không có ở đây. Chỗ tốt toàn ở Diệp Thí Thiên vậy, cái này đáng chết khốn kiếp. Hắn thành tựu thiên bảng trước tam cường người, vậy phá cảnh. Đồng thời, lại là trực tiếp phá cảnh đến thần vương cảnh ngũ tầng thiên, như vậy đối mặt thủ quan người cũng suýt nữa bị thương nặng, căn bản làm không rõ ràng, Diệp thần làm sao phá quan. Vẫn không có mở miệng Trần Bản cũng không nhịn được, nói các vị. Nhanh chóng phá quan, chúng ta 400 vị nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Bây giờ đã đến gần 100 vị phá cảnh trở thành thần vương cảnh cường giả. Những thứ khác 300 người, rất nhanh vậy sẽ nhanh chóng phá cảnh. Đến lúc đó, chúng ta không thể nào toàn bộ giết bọn họ. Nếu không, bọn họ sau lưng trưởng lão sẽ không bỏ qua chúng ta, như đến khi bọn họ tới. Cho dù giết Diệp Thí Thiên, cũng phải phân tâm vương khí cho bọn họ. Cho nên, chúng ta phải mau sớm phá quan đi lên, đánh chết đang phá cảnh Diệp Thí Thiên, đem trong tay hắn bảo vật chia cắt, những người khác tới, cũng không dám làm sao chúng ta, càng không có lý do tìm chúng ta thỉnh cầu thần vương khí. Phái khác võ giả, nhập thần cảnh có thể giết, nhưng là thần vương cảnh, không thể giết. Còn chưa tới thần vương cảnh đệ tử. Ở các phái trưởng lão trong mắt đều là có thể hy sinh người, hy sinh nhiều ít cũng không thèm để ý, trừ phi là cái loại đó cường giả hậu duệ, ví dụ như Mộc Phong và Vương Bằng, đều là trưởng môn thân nhi tử, chết mới để cho hai phái kêu la như sấm. Nhưng là những thứ khác nhập thần cảnh, chết nhiều ít cũng không sao cả. Nhưng mà thần vương cảnh đệ tử, không thể chết được à, đều là các phái chiến lực chủ yếu, tương lai không phải trưởng lão chính là hộ pháp. Ví dụ như thậm chí thần vương cảnh ngũ tầng thiên, ví dụ như thiên linh, đều là trấn giữ một phe thành chủ, quyền cao chức trọng. Nơi đây mấy trăm vị thần vương cảnh, thật muốn chém giết lẫn nhau, bọn họ đi ra ngoài ai cũng không chiếm được tốt gì, hơn nữa sẽ bị trách phạt. Cho nên những thứ khác thần vương cảnh đệ tử xông tới không thể giết, trừ phi trong hỗn loạn giết mấy cái, giống như là mới vừa rồi ở ải thứ 9 thời điểm, hỗn loạn thời điểm bị người đánh lén chết 5-3 người ra. Những thứ khác chết trận hơn 10 cái thần vương cảnh đệ tử, đều là bị thủ quan người đánh chết. Không thể giết, bọn họ lại phải cướp đoạt bảo vật. Cho nên, tình hình bây giờ, chỉ có thể mau sớm phá quan, đánh chết Diệp Thí Thiên. Cướp lấy hắn bảo vật, những thứ khác thần vương cảnh người đi vào nữa, liền không có lý do gì ra tay. Bình bịch bịch, bình bịch bịch, Trần Bản các người công kích thủ quan người tốc độ càng lúc càng nhanh.
thiên thủ các tầng thứ 24 bên trong, Diệp Thần còn không biết chuyện này. Hắn toàn thân khí huyết lực, cũng đổi thành là linh khí, thậm chí trong thân thể cũng hàm chứa không gian quy luật lực, hắn phá cảnh dung chính là cấp 7 hỗn nguyên tiên khí. Giờ phút này, hắn thân xác tản mát ra thuần màu vàng kim sáng bóng, bất ngờ đã tới phách thể kỳ cấp 9. Vượt qua cấp 8, trực tiếp đến cấp 9. Đây cũng là dung nhập vào hỗn nguyên tiên khí chỗ tốt. Hô hô hô! Diệp Thần còn đang thu nạp hỗn nguyên tiên khí ở giữa linh khí và không gian quy luật. Luân hồi mộ bên trong, băng kiếm tiên tôn nhìn hết thảy các thứ này, khẽ gật đầu, đang đột phá, linh khí đủ, nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực, thuộc về đế tôn cảnh và nhập thần cảnh bây giờ, linh hồn còn không có cởi đổi là thần hồn. Thân xác mặc dù đột phá, nhưng ba cái đại đạo cũng không có hoàn toàn đổi thành tới đây. Cần người là hắn chuyển vận lực lượng, hắn nhìn về phía đã mở mắt Phương Càn Thiên, thấp giọng nói, người đi đi. Ta lại giúp thằng nhóc này giúp một tay. Hắn nhìn về phía Phật Dược Sư hỏi, Kim Phật Văn Trì, có thể di chuyển rời qua sao? Mộ chủ bây giờ tình huống cực tốt. Nếu như lại thu nạp Kim Phật Văn Trì lực lượng, là được đem thân xác chế tạo đến hóa cương kỳ, đến lúc đó, không dựa vào binh khí, đơn thuần lấy thân xác lực là được chống lại thần vương cảnh cường giả. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp và thần vương cảnh 1 tầng thiên, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là Linh Thành đánh một trận, Chu Diệt Lý Giai Vĩ thời điểm liền có thể nhìn ra được chính giữa chênh lệch. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp Lý Giai Vĩ, ở Diệp Thần bộc phát ra thần vương cảnh 1 tầng thiên chiến lực hạ, còn không có kháng cự ba quyền cũng đã vẫn diệt. Hai người bây giờ, chí ít chênh lệch 10 lần chiến lực. Nếu như Diệp Thần không có chế tạo hóa cương kỳ thân xác, dù là nhập thần cảnh tầng 3, 4 trời, vậy tới hơn có thể đánh bại thần vương cảnh 1 tầng thiên cường giả. Cái này hay là đối phó không cầm thần vương khí cường giả, nếu là đối phương cầm thần vương khí, coi như không gặp được đánh thắng được. Có ngược lại là có. Mộ chủ nếu như dung nhập vào chúng ta truyền thừa công pháp. Chính là Kim Phật Mật Tông đảm nhiệm mới trưởng môn, có tư cách dịch chuyển Kim Phật Văn Trì, chúng ta thì không được. Phật Dược Sư nhận lấy ngày Nguyệt Quang Phật lực lượng, lại đem mình lực lượng kết hợp thiên thủ các bên trong, những thứ khác còn sót lại 15 vị Kim Phật. Hai vị chủ trì lực lượng, hợp thành một mặt màu vàng lệnh bài, đánh vào Diệp Thần trong cơ thể. Ngay lập tức gian, một cổ kim quang lan tràn thiên thủ các nơi. Một cổ mới tinh ý chí xuất hiện Kim Phật Mật Tông bên trong, là Diệp Thần ý chí. Từ đây khắc bắt đầu, Diệp Thần tiếp nhận 18 vị kim Phật, hai vị chủ trì lực lượng gia trì, chính thức trở thành mới đảm nhiệm trưởng môn. Diệp Thần hơi hí ra ánh mắt. Kinh ngạc nói, niệm tâm hòa thượng thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Hà Hiên, Lâm Hiên 4 tầng thiên. Trần Bản, Lý Hoành, Vương Đạo cũng là thần vương cảnh 4 tầng thiên. Khuông Bạch thần vương cảnh 3 tầng thiên, bọn họ cũng phá cảnh, lại dẫn mới vừa phá cảnh 60 vị thần vương cảnh đệ tử, lại có thể đang tấn công thứ tầng 13. Ta đột phá còn cần một ít thời gian. Thôi, điều động những thứ khác chạm kiểm soát người thủ vệ. Tạm thời ngăn trở bọn họ đi. Lấy những cái kia trạm kiểm soát người thủ vệ chiến lực, bọn họ biết không địch, hẳn sẽ tự động lui ra ngoài. Hắn đưa hai tay ra, nặn động một cái dấu vết, thiên thủ các bên trong tầng thứ 18 8 vị thần vương cảnh ngũ tầng thiên chiến khôi, ngay lập tức gian đi tới thứ tầng 13, làm được Trần Bản các người áp lực đại tăng. Ta không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi động ta giết ta chi niệm. Ta đang bế quan. Không thời gian giết các ngươi, nếu như các ngươi thức thời, tự đi thối lui, nếu như u mê không tỉnh, đừng trách những cái kia thủ quan người không lưu tình. Như thế nhiều môn phái người. Diệp Thần như vậy nhiều thời gian để ý. Chỉ có thể điều động tầng cao hơn thủ quan người, đi tới trung tầng thủ quan. Những người này thức thời, mình thối lui, vậy không có sao. Không thức thời, chết đáng đời. Diệp Thần tự mình đem Kim Phật Văn Trì di chuyển rời qua, mình không chút do dự bước vào, đồng thời lạnh lùng nói, Tiểu Hoàng, Huyết Long, tất cả đi ra, phần cơ duyên này chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tới, Lão Đại, Chủ Nhân, Tiểu Hoàng và Huyết Long ngay tức thì hiển lộ, một rồng một thú lại toát ra cực kỳ kinh khủng ý định giết người. Có thể thấy được lần sau khi đột phá mạnh tới trình độ nào. Một rồng một thú một mặt kinh ngạc nhìn Kim Phật Văn Trì.
Tiểu Hoàng nuốt nước miếng một cái, nói, lão đại, ngươi lại đánh cướp một cái bí cảnh. Lần trước, thật giống như ngươi đánh cướp là cảnh nước tiên sinh à. Đừng nói nhảm, tiến vào tu luyện. Cái này này sau khi đột phá, ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau dung chuyển linh võ đại lục thiên. Tiểu Hoàng vốn định hỏi lại cái gì, Diệp Thần nhưng là một tay ấn Tiểu Hoàng tiến vào. Đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, huyết long, nhập biển. Huyết long hư ảnh nghe được Diệp Thần kêu gọi, ngay tức thì từ trời cao tung tích. Vang lên vạn trượng sóng. Diệp Thần biết thời gian cấp bách, hắn phải cố gắng đột phá. Bước vào linh võ đại lục sau đó, hắn cũng chưa có kêu gọi Tiểu Hoàng và huyết long tác chiến. Một mặt hắn không hy vọng hai người bị thương, mặt khác, hắn không biết huyết long và Tiểu Hoàng xuất hiện sẽ khuấy động như thế nào mưa gió. Dẫu sao hai người huyết mạch đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại à. Giờ phút này, hắn tự thân vậy nhận lấy vô số màu vàng Phật văn tư bổ, mơ hồ trong cơ thể hội tụ nhiều Phật môn niệm lực, thậm chí muốn đi ra điều thứ tư đạo Phật gia chi đạo. So sánh với cảnh nước tiên sinh tẩy ao rồng, đó là vô số sát khí và sấm sét luyện thể. Mà kim Phật văn chỉ chính là do chúng sanh niệm lực và Phật môn lực lượng nơi hóa thành, vô cùng nhu hòa, trên căn bản nằm đi vào được rồi. 7-8 giờ trôi qua. Diệp Thần sừng sững gian mở hai mắt ra, sau lưng hiện ra bốn con đại đạo, bốn con hoàn thiện đại đạo, chỉ cần lại phương hướng đi song thiện, là được lên cấp là bốn con thần vương nói, theo thứ tự là mất đi đại đạo, bất diệt kiếm đạo, giết hại đại đạo và Phật gia đại đạo. Trước mặt ba cái đại đạo chủ giết. Phật gia đại đạo trị liệu chính, lấy tự thân Phật môn niệm lực chữa thương thân xác, hơn nữa miễn dịch đối thủ hủy diệt lực và mất đi lực. Có thể nói công thủ kiêm bị. Nuốt. Dung. Diệp Thần cao quát một tiếng, đem cấp 7 hỗn nguyên tiên khí ngưng luyện là tự thân một số, ngay lập tức gian bộc phát ra cực mạnh hơi thở, thân xác phá hóa cương cảnh, đến hóa cương cảnh một cấp. Luyện thể rốt cuộc đột phá. Giờ phút này hắn thể xác tuyệt đối sánh bằng thần vương cảnh một tầng thiên cường giả thân xác. Hỗn nguyên tiên khí. Cũng không phải là Diệp Thần bây giờ có thể hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể, cho nên chỉ là rút ra lấy chính giữa một số lực lượng, thành tựu mình phá cảnh chi dụng, hỗn nguyên tiên khí chủ thể vẫn còn ở, bị Diệp Thần lấy ra ngưng tụ ở lòng bàn tay, cứ như vậy, tay trái mang theo hỗn nguyên tiên khí oai, đánh giết lực còn phải tăng cường rất nhiều. Không biết qua bao lâu. Hô hô hô. Hô hô. Chỉ nghe gặp mấy đạo phá cảnh tiếng. Diệp Thần đã lên cấp đến nhập thần cảnh 3 tầng thiên, khí huyết lực đổi thành là liên tục không ngừng linh khí, linh hồn lực đổi thành là thần hồn lực. Hắn ra kim Phật văn trì, thấy Tiểu Hoàng và huyết long còn đang hấp thu bên trong năng lượng, 7 hơi thở cực kỳ khủng bố. Hắn liền nhìn về phía những thứ khác 17 chuôi hỗn nguyên tiên khí, trong đầu hiện ra vạn binh chế tạo quyết chính giữa thì có một cái thiên hạng mục, vừa vặn ghi chép là lợi dụng binh khí chế tạo thân thể phương pháp. Ba vị sư tôn, còn có băng kiếm sư tôn, các ngươi cũng cho ta một ít lực lượng. Ta bây giờ dùng hỗn nguyên tiên khí, thử một chút dụng binh khí chịu đựng thần của các ngươi niệm. Diệp Thần lấy một cái hỗn nguyên tiên khí, lại lấy ra mình luyện khí lò, lấy mình là tái thể, bắt đầu thử nghiệm. Hành động này động không thể nghi ngờ là điên cuồng. Dẫu sao chưa bao giờ nghe. Nếu như không phải là đoán tạo thần quân cơ duyên xảo hợp tiến vào một nơi linh võ đại lục bí cảnh, phá giải thượng cổ chế tạo phương pháp, bây giờ cũng không khả năng bị Diệp Thần nắm trong tay. Được. Băng kiếm tiên tôn đánh ra một cái không gian quy luật lực. Diệp Thần ủng có không gian quy luật lực, mới có thể sửa đổi hỗn nguyên tiên khí, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ hỗn nguyên tiên khí. Đạo nguyên cảnh trở xuống võ giả không cách nào sử dụng binh khí chịu đựng. Là bởi vì bọn họ thân xác không có tư cách. Nhưng là thân xác bước vào phách thể kỳ sau đó, thần hồn liền có thể chịu đựng binh khí thân. Quá trình này, không chỉ có hao phí lực lượng, còn hao phí thời gian. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lần lượt thất bại. Sắc mặt vô cùng thương trắng, dựa vào hàng loạt đan dược khôi phục. Bất quá trời không phụ người có lòng, rốt cuộc. Diệp Thần chế tạo ra ba cái có thể chịu đựng thần hồn binh khí thân xác, mỗi một cái dùng 3 kiện hỗn nguyên tiên khí, 20 kiện thần vương khí, chế ra binh khí thân thể thân xác cường độ, sánh vai hư thể kỳ cấp 7 thân xác. Vì thế, Diệp Thần tiêu hao 9 kiện hỗn nguyên tiên khí,
60 kiện thần vương khí. Ba vị sư tôn. Thân thể chế tạo tốt, mời ba vị sư tôn tiến vào. Diệp Thần ôm quyền tỏ ý. Hắn cưỡng ép chế trụ nội tâm kích động. Hắn không biết sẽ không thành công. Cũng hoặc là ba vị sư tôn không cách nào tiến vào. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Rất nhanh, từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra ba đạo kim quang, phân biệt tiến vào ba cái bên trong thân thể. Ba cổ thân thể toát ra từng đạo Phật môn kim quang, phá lệ tường hòa, thậm chí rất nhanh ngưng tụ ra từng đạo hình người, nhìn qua liền cùng chân chính người như nhau. Như vậy, Phật Dược Sư, Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật, đã có thể coi là sống lại. Ba vị nguyên bản mất đi nghìn năm Phật môn cường giả, lần nữa trở về, hơn nữa trở thành Diệp Thần một lớn trợ lực. Đồ Nhi, nếu là không có ngươi, chúng ta sợ là không sống qua 2-3 tháng. Đúng vậy, sau đó chúng ta vừa là ngươi sư tôn, cũng là ngươi hộ đạo giả, thậm chí là thủ hạ ngươi. Đúng, chúng ta chính là mới đảm nhiệm trưởng môn thủ hạ. Lời nói nhất lưu, ba tôn kim Phật trực tiếp chắp hai tay, hướng Diệp Thần cúi đầu tỏ ý. Bây giờ, Diệp Thần là kim Phật Mật Tông mới nhậm chức chủ trì, bọn họ là kim Phật, lý làm đối với chủ trì thi lễ, huống chi Diệp Thần đối với bọn họ còn có ân tái tạo, hình cùng phụ mẫu vậy, lại là bọn họ đắc ý môn đồ, sợ là bây giờ để cho bọn họ đi bán mạng, bọn họ cũng không biết có cái gì dị nghị. Ba vị sư tôn, lời này hại chết ta, ngày sau ta ổn thỏa trấn hưng kim Phật Mật Tông. Diệp Thần hỏi, bây giờ, ba vị sư tôn có chừng nhiều ít chiến lực. Phật Dược Sư xem hai người khác, nhàn nhạt nói, bây giờ chúng ta mới vừa sống lại, linh khí thiếu thốn, thân xác ngược lại là sánh bằng hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên người, không gian quy luật cũng cần một đoạn thời gian khôi phục. Hắn dừng lại chốc lát, lại nói, tương đương với hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên đi, chúng ta sẽ theo thời gian trôi qua mà khôi phục trước kia chiến lực. Phỏng đoán, một tháng cỡ đó, có thể khôi phục đến hỗn nguyên cảnh 7 tầng thiên. Được. Quá tốt. Diệp Thần khẽ gật đầu. Kim Đao Môn không sợ chi. Ba vị hỗn nguyên cảnh sư tôn. Cộng thêm lên băng kiếm sư tôn chấn giữ, chỉ cần không phải hợp đạo cảnh tới, ta cũng dám đối chiến. Ba vị sư tôn. Các ngươi tiến vào luân hồi mộ địa khôi phục đi. Trừ phi là ta gặp phải nguy hiểm, nếu không không cần ba vị sư tôn đi ra giúp. Diệp Thần nhìn ba tôn kim Phật tiến vào, lại tiếp tục lúc, liền phát hiện Tiểu Hoàng và Huyết Long. Đã luyện thể kết thúc, hai yêu hơi thở so đã từng cường đại hơn một ít, kim Phật văn chỉ vậy tiêu hao không còn. Hắn tính toán một chút thu hoạch lần này, thần vương khí trên trăm, hỗn nguyên cảnh còn dư lại 8 chuôi, chuẩn bị đi lầu 25 thu ngoài ra 2 kiện hợp đạo thần khí. Nhưng mà, giờ phút này, ngoại giới nhưng là tạc oa. Thung lũng hai bên, trăm phái trưởng lão trừng mắt đối đãi Trịnh Bá các người. Trong tay nắm thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí. Chính giữa, Mộc Toại Nguyện cặp mắt huyết hồng, khí được cả người run rẩy, căm tức nhìn Trịnh Bá, nói, được a, các ngươi Bắc Cung gia tộc, rốt cục thì hạ ngoan thủ. Các ngươi đã sớm nắm trong tay Kim Phật Mật Tông, nắm trong tay Thiên Thủ Các đúng không? Cho nên, các ngươi mới sẽ phái Diệp Thí Thiên đi vào, điều động Thiên Thủ Các bên trong vô số chiến khôi và cường giả, tập kích giết chúng ta đệ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.